Các bạn thân mến, các bạn nên cân nhắc khi nghe chuyện. Có vài điều trao đổi, chuyện chữ đã hoàn thành, hơn 4.700 chương. Thể loại chuyện là cân vớt, đăng lên nếu nhiều người thích đăng tiếp, ít sẽ ngưng. Bạn đang theo dõi nghe chuyện hay đô thị tu chân y thánh của tác giả Phiêu Phù Đích Khí Cầu 2 rất hấp dẫn và lôi cuốn. Nghe chuyện bạn sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, nghe chuyện tiên hiệp. Đô thị này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Một cái để sinh kế mà bôn ba lao lực tam lưu đại học trung y hệ tốt nghiệp, gặp bạn gái ghét bỏ huề nhau tay, cũng bởi vì không có thể tìm được công việc mà rơi vào sinh hoạt khốn cảnh. Thế mà, một lần trong lúc lơ đảng xuất thủ cứu người, lại làm hắn người tốt có hảo báo chiếm được trong truyền thuyết tu chân giới cao nhân huyền thuật cùng y đạo truyền thừa, từ đó, bắt đầu rồi không đồng dạng như vậy vui sướng nhân sinh. Chuyện gần giống siêu cấp tiên y. Đô thị tu chân y thánh, Trần Phi. Tập 1. Mùa hè năm 2012, nhiệt độ tựa hồ có thể nóng làm cho người khác nổi điên. Ở mặt trời đỏ rực nướng người, mỗi một người đều tựa như là trên người liền lửa như nhau, mồ hôi chảy ướt lưng, khó chịu dị thường. Tỉnh Giang Nam thành phố Bắc Sơn người tuyển mộ thị trường, giờ phút này lại là nóng như thiêu làm người ta nổi điên. Rộng lớn tuyển mộ hội trường, khắp nơi đều là cầu người người. Như biển người, trào lưu phun trào, không chỉ là bên trong hội trường bộ đã đầy ắp cả người, thậm chí liền liên nhập miệng, hội trường ngoài cửa lớn cũng còn xếp đội thật dài liệt hàng dài. Như vậy có thể gặp, trước tới nơi này tìm việc làm người quả thật không thiếu. Ai, lại không tìm được. Trong đám người, một cái trên vai cõng một vai túi, ăn mặc giặt nước quần jean, hơn 20 khối giá rẻ áo thun áo tay ngắn, cầm trong tay xin việc giản giới tới tuổi 20 chàng trai. Nhìn một cái phía trước bốc hơi lên sóng nhiệt, tựa như người ta tấp nập hội trường dòng người, lắc đầu một cái, khóe miệng hiện ra một loại cười khổ, xoay người bất đắc dĩ rời đi. Hắn kêu Trần Phi, tốt nghiệp từ thành phố Bắc Sơn một cái tam lưu vốn viện khoa học trung y dược chuyên nghiệp. Hắn đã không phải là lần đầu tiên tới nơi này, gia cảnh bần hàn hắn, mới vừa tốt nghiệp một cái, liền một đầu cắm vào xã hội xin việc đại quân một thành viên, mỗi ngày vất vả tới đây đầu đệ xin việc tin. Kỳ vọng có thể tìm được một việc làm, vô luận có vừa hay không, tiền lương nhiều ít. Dẫu sao liền hắn cái này chuyên nghiệp ở trong nước trước mắt lúng túng trình độ, cùng với hắn bản thân vẫn là xuất từ một cái tam lưu đại học, có thể có một việc làm, liền đã coi như là đốt cao hương, Bồ Tát phù hộ, nào còn có tư cách bắt bẻ cái gì. Nhưng chỉ tiếc, vô luận Trần Phi như thế nào tráng trí tràn đầy, mỗi ngày dậy sớm khi trời còn tối tới đây đầu đệ xin việc tin, nhưng kết quả đều là đá chim biển khơi. Không có ai để ý hắn cái này tam lưu trong đại học y dược tốt nghiệp chuyên nghiệp cao tài sinh. Trung y dược cái này chuyên nghiệp vốn là ở trong nước cũng có chút dần dần suy thoái, nếu như những cái kia nhãn hiệu nổi tiếng trung y dược đại học, hoặc cả nước nổi tiếng tỉnh điểm chính người tốt nghiệp khá tốt, chí ít không buồn đường ra. Chỉ bằng trên đầu bọn họ chỉ vào học viện bảng, rất nhiều cấp thành phố cấp huyện bệnh viện, vẫn là rất tình nguyện thu nhận bọn họ. Dẫu sao bây giờ rất nhiều người vẫn là có vào trước là chủ đại học danh tiếng quan niệm. Chỉ cần là những cái kia đại học danh tiếng, cả nước nổi tiếng tỉnh điểm chính trung y dược sinh viên tốt nghiệp đại học, nhất định sẽ rất lợi hại mới đúng, không biết hữu danh vô thực. Nhưng mà, Trần Phi nhưng chỉ là cái phổ thông tam lưu đại học người tốt nghiệp, cho nên hắn công ăn việc tỷ y hát thế tương đương nghiêm trọng. Ai? Hắn lại thở dài một cái, đi ra giống như là lồng hấp vậy tuyển mộ sẽ ném trận. Mặc dù lập tức không khí thì trở nên được mát mẻ rất nhiều, nhưng hắn vẫn là có chút ủ rũ cúi đầu. Dẫu sao lần này xin việc cuộc hành trình cơ hồ có thể nói là lại thất bại, cái này làm cho hắn thật cảm giác có chút không có sức. Chẳng lẽ ta thì thật không thể ở chỗ này tìm được một việc làm sao? Chẳng lẽ, ta Trần Phi thì thật chỉ có đi trên công trường khiêng gạch khối? Trần Phi có chút bất đắc dĩ lôi kéo đầu mình phát, tự lẩm bẩm. Hắn từ nhỏ đã có một cái những người khác rất hâm mộ thiên phú, đó chính là khí lực lớn. Tầm thường mấy chục cân đồ, ở tay hắn bên trong giống như là thông thường đồ chơi như nhau, cầm giống như chơi, cho nên hắn quả thật thật thích hợp đi trên công trường đi làm. Nhưng mà, mặc dù hắn không ngại cái loại đó công tác, nhưng là bạn gái hắn Tiểu Điệp, nhưng đặc biệt không ưa Trần Phi đi làm cái loại đó để tiện công tác. Thậm chí trước kia, hắn vì cho Tiểu Điệp mua làm ăn lễ vật, âm thầm chạy đi trên công trường làm đi làm thêm, bị bạn học thấy sau đó, truyền đến Tiểu Điệp trong lỗ tai, hai người còn vì vậy hung hăng ồn ào một chiếc.
Nếu không phải Trần Phi sau đó khổ khổ cầu khẩn, sợ rằng hai người bọn họ cũng sớm đã chia tay, đợi không được ngày hôm nay. Vừa nghĩ tới bạn gái mình Tiểu Điệp, Trần Phi nguyên bản không biết làm sao, thấp trên mặt đột nhiên nhiều hơn vẻ mỉm cười. Mặc dù gia cảnh hắn không tốt, vậy không có thể tìm được tốt công tác, nhưng là hắn lại có một cái rất tốt bạn gái. Tiểu Điệp, tên đầy đủ Chu Điệp, là hắn nơi tại Học viện Thương mậu hệ cao tài sinh, mặc dù cũng không có đạt đến hoa khôi của ngành, hoa khôi trường học tài nghệ như vậy, nhưng vậy là rất nhiều người theo đuổi người đẹp. Ban đầu hắn nhưng mà phí hết đại học năm thứ nhất lần công phu, chỉ ít có mấy tháng thời gian, mới đưa Chu Điệp đuổi tới tay, vì thế, hắn còn bị nhà trọ vậy mấy cái gia súc bắt chẹt không biết nhiều ít bữa cơm, bị người hâm mộ không được. Đinh đinh đinh. Đột nhiên, hắn trong túi sách đã dùng mấy năm lỗi thời Nokia điện thoại di động vo ve vang lên, vừa thấy điện tới biểu hiện, nhưng lại là bạn gái Chu Điệp điện thoại. Thật đúng là nhắc Tào Tháo liền đến, công tác không tìm được sự việc được gạt nàng, nếu không, lại bị mắng. Đô, Trần Phi mặc dù trong miệng như vậy than khổ trước, nhưng trên mặt vẫn còn là tràn đầy nụ cười hạnh phúc, cầm điện thoại di động lên, đè xuống tiếp thông kiện Tiểu Điệp sao. Có thể hắn nói cũng còn chưa nói hết, lỗi thời Nokia trong điện thoại di động nhưng truyền đến một đạo chê thanh âm, Trần Phi, chúng ta chia tay đi. Cái gì, chia tay? Trần Phi cơ hồ cảm giác được là ngũ lôi oanh. Tại sao, Tiểu Điệp, tại sao phải chia tay? Không để ý người chung quanh ánh mắt kinh ngạc, Trần Phi hét lớn. Tại sao, Trần Phi, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta tại sao, bây giờ chúng ta đều đã năm thứ tư đại học tốt nghiệp, ngươi cũng còn không có tìm được công tác, ta hỏi ngươi, ngươi để cho ta sau này đi theo ngươi làm gì? Không có tiền không quan hệ, thậm chí liền bệnh viện công tác cũng phối hợp không tới, thật là phế vật. Cũng không biết ta ban đầu vừa ý ngươi cái gì. Thanh âm kia đổi được hơn nữa chê. Nhưng mà, chúng ta sẽ cố gắng, sau này nhất định sẽ làm cho ngươi qua cực kỳ sống. Trần Phi lo lắng mở miệng nói, còn muốn giữ lại. Được chưa, Trần Phi, cố gắng, gọi có ích lợi gì. Ngươi có biết Phương Thiếu đưa ta một sợi dây chuyền bao nhiêu tiền? Đây chính là hơn 100.000, đủ ngươi ở đó bẩn thỉu trên công trường công tác mấy năm. Ngươi thật đúng là lấy là lão nương muốn cùng một mình ngươi ở trên công trường đi làm chân đất sinh sống cả đời. Đừng có nằm mộng, ta Chu Điệp như thế đẹp, trẻ tuổi, hẳn đi hưởng thụ những cái kia tốt sinh hoạt. Nghe đến chỗ này, bạn gái vậy không che giấu chút nào chê, đùa cợt làm Trần Phi có chút trầm mặc, nhưng hắn vẫn là cắn răng, thấp giọng nói, Tiểu Điệp, ngươi hẳn biết vậy Vương Kiệt là người nào. Phá hủy ở trên tay hắn người phụ nữ còn thiếu sao. Ngươi thật lấy là hắn thích ngươi. Có thể cùng ngươi qua một đời người. Vương Kiệt, hắn nơi tại đại học nổi danh cậu ấm công tử ca, ngày thường đổi bạn gái tần số liền giống thay quần áo như nhau, thuần túy chính là vui đùa một chút, có thể bởi vì là hắn có tiền, bối cảnh vậy rất vững chắc, nghe nói cùng thành phố Bắc Sơn nổi danh xí nghiệp dẫn đầu Thiên Tượng tập đoàn có quan hệ, tự nhiên có bó lớn hám của nữ bướm bay dập lửa, cướp muốn cùng hắn phát sinh điểm quan hệ thế nào, kỳ vọng thăng quan tiến chức nhanh chóng, ví dụ như xã hội thượng lưu. Được sống cuộc sống tốt. Vậy thì thế nào? Nhưng mà, bạn gái hắn nhưng lơ đễnh, nhàn nhạt nói, Vương Thiếu đã đáp ứng ta, chỉ cần ta đáp ứng cùng hắn lui tới, lại tặng ta một bộ thành phố Bắc Sơn nhà, còn có một chiếc xe, cho dù là ta và hắn chia tay, ta đã có thể ở cái này thành phố Bắc Sơn đặt chân, an nhàn qua một đời người. Trần Phi nghe xong lại là trầm mặc, hồi lâu hắn mới nói, Tiểu Điệp, người thay đổi. Xã hội này chính là như vậy. Được rồi, cứ như vậy đi. Tít tít tít. Nghe micro một bên kia truyền tới cắt đứt âm, Trần Phi không nói ra trong lòng mình giờ phút này là cái tư vị gì. Xin việc không có kết quả thì thôi, ai biết liền ở hắn trong lòng từng là như vậy hoàn mỹ bạn gái, hôm nay cũng thay đổi được như thế hám của, thực tế như vậy, làm hắn đầu óc trống rỗng, không biết nói gì. Cẩn thận, xe kia mất khống chế. Ngay tại hắn bởi vì là chia tay một chuyện vô tri vô giác. Tràn đầy không mục đích, ngơ ngác đi về phía trước lúc này ngay tại hắn phía trước không xa đường phố một bên, đột nhiên có một chiếc xe nhỏ mất khống chế, xông về một bên người đi đường, đứng mũi chịu sào chính là một vị áo lam người đẹp cao gầy. Cô gái ăn mặc một kiện lộ tề in hoa áo thun màu xanh da trời và túi mông dây đeo quần đen, hai cái đùi đẹp thon dài ở giày cao gót làm nổi bật dưới tản ra mê người sáng bóng, làm người ta chỉ nuốt nước miếng. Có thể nàng bây giờ nhưng bởi vì là đang gọi điện thoại, thật giống như cũng không có phát hiện nguy hiểm tới, thấy tình cảnh này,
Trần Phi đầu tiên là sững sốt một chút, rồi sau đó cắn răng cuồng xông ra, cả người giống như là một trận gió thật nhanh vào tới vậy, áo lam người đẹp cao gầy trước mặt, đem nàng ôm nhào ra ngoài, toàn bộ quá trình phát sinh ở ngay tức thì. À, vậy áo lam người đẹp cao gầy lần này kịp phản ứng, đang gọi điện thoại di động từ nàng trắng nõn năm ngón tay trong tuột xuống, cả người phảng phất là ngu vậy. Cho dù là trước ngực cao vút tròn trịa bị trước mắt người thanh niên kia thân thể cường tráng hung hăng đè ép, nàng cũng không dám có phản ứng chút nào, mặc cho Trần Phi đem nàng đụng ngã người đi đường đạo một bên kia bãi cỏ trong, hét dầm lên. Một khắc sau, vậy mất khống chế xe nhỏ gào thét từ nàng bên người sát vai mà qua. Cái này làm cho mặt nàng sắc hơn nữa tái nhợt, sợ ngây người. Chớ kêu, lại không đụng vào ngươi. Nhưng mà, liền sau đó một khắc, một đạo tràn đầy bất đắc dĩ thanh âm từ nàng phía dưới truyền tới, Mộ Dung San lúc này mới chưa tỉnh hồn kịp phản ứng. Nguyên lai sẽ ở đó mất khống chế xe nhỏ sắp đụng vào nàng lúc này có người ở đó ngàn cân treo sợi tóc đang lúc nhào tới, cứu nàng, hơn nữa, liền ở đối phương nhào tới nàng lúc này vì để cho nàng không bị thương tổn, lại có thể ở giữa không trung đem bọn họ vị trí cưỡng ép lật lên, mình thành tựu nhục điếm tử té ngã trên cỏ mặt. Cho nên nàng giờ phút này, trừ là bị một chút kinh sợ ra, thật ra thì vậy không giải chuyện, có chuyện, dĩ nhiên là giờ phút này đang ngã ở trong hoa viên Trần Phi. Ngươi, ngươi có tốt không? Cảm ơn ngươi cứu ta. À, thấy tình cảnh này, Mộ Dung San lập tức muốn đứng lên, nhưng là hắn nhưng cảm giác mình đùi đẹp đột nhiên một chút không có sức, kêu kêu một tiếng, cả người lại có thể lại mới ngã xuống, nặng nề ngã xuống vào Trần Phi trong ngực, làm người sau ôn hương đầy ngọc, mùi thơm xông vào mũi. Không, ngại quá, chân ta thật giống như vặn đến, ngươi, ngươi không có sao chứ? Mộ Dung San giờ phút này mặt đỏ bừng cùng thẹn thùng, thấp giọng lúng túng nói. Còn như Trần Phi, giờ phút này dĩ nhiên là thống khổ cũng trước vui vẻ, tim đập rộn lên trăm lần. Nguyên lai Mộ Dung San như thế lại rớt ngã xuống, vừa vặn cả người cũng toàn bộ cắm vào trong ngực của hắn. Lấy hắn 180 thân cao, vừa vặn có thể đem đối phương 165 tả hữu thân thể ôm trong ngực ở, hơn nữa lấy hắn thời khắc này thị giác. Vừa vặn có thể thấy được đối phương cổ áo mảng lớn trắng như tuyết cùng với đầy đặn, đè ở trên người hắn rất mềm, tựa như rất có co giãn, làm hắn cái này không trải qua nhiều ít chuyện nam nữ tiểu tử chưa ráo máu đầu lập tức thì trở nên được khô miệng khô lưỡi, tim đập nhanh hơn đứng lên, tựa như trên mình những vết thương kia mang tới đau đớn vậy yếu bớt rất nhiều. Không thể không nói, đây tuyệt đối là một loại rất kích thích thể nghiệm, thoải mái đến Trần Phi hoàn toàn không hối hận bất chấp to lớn nguy hiểm đi cứu người. Tuy nói hắn đã từng là bạn gái cũng là trong học viện mỹ nữ nổi danh, nhưng cùng hắn giờ phút này ôm vào trong ngực áo lam người đẹp cao gầy so với, nhưng là chênh lệch quá xa, vô luận là trắng noãn như trâu sữa vậy da thịt, cao vút vỉnh cong tròn trịa, tinh xảo gương mặt. Nhất làm người ta không rời ra ánh mắt vẫn là cặp kia thẳng tắp đùi đẹp thon dài, từ bạch, ở vớ làm nổi bật dưới phá lệ mê người. Nha, ta đây là thế nào? Mộ Dung San giờ phút này cũng có chút đỏ mặt. Bởi vì là hắn cảm nhận được Trần Phi trên mình vậy cổ mãnh liệt khí tức phái nam, là nàng lớn như vậy lần đầu tiên. Nghe được đối phương của trách thanh, Trần Phi sắc mặt lập tức thì trở nên được lúng túng, vốn là cái cứu người chuyện đứng đắn, lại không nghĩ rằng bị hắn như thế sờ một cái, làm sao cảm giác lập tức thì trở nên mùi, bất quá, cặp chân kia thật đúng là cực phẩm à, bóng loáng nhẵn nhụi, lại có co giãn. Hừ hừ, ta đang suy nghĩ gì đấy? Ngươi không có sao chứ? Còn có thể đứng lên sao? Trần Phi một bên lúng túng ho khan mở miệng, một bên buông cặp kia ở đối phương đùi đẹp lên tựa như bàn tay, tỏ vẻ rõ ràng. Mộ Dung San mặt đẹp đỏ đỏ không nói gì, chẳng qua là hai tay chống Trần Phi ngực, chật vật đứng lên, tiếu mị nhíu chặt nói, ta chân thật giống như ngắt, thật là đau, bộ ngực của ngươi, làm sao có máu, bị thương sao? Mới vừa rồi bị đối phương trong lòng ôm vào trong ngực lúc này nàng cũng không có phát hiện. Nguyên lai đối phương lại có thể bị thương, ngực bị máu nhiễm đỏ một mảng lớn, vậy giá rẻ hơn 20 đồng tiền áo thun cũng bị vạch ra dài dài một cái chỗ rách, lộ ra trong đó dữ tợn vết thương. Hẳn là bị cái cọc gỗ kia tử xếp vào đi. Trần Phi cũng là bây giờ mới cảm giác được từ ngực truyền tới đau nhức, nhìn một cái ngay tại chân hắn bên không tới nửa mét cao, bên ngã xuống đất, đầu bộ nhọn địa phương dính vào một ít máu tươi bãi cỏ bên bờ cái cọc gỗ. Vật này giống như là dùng để bảo vệ bãi cỏ, phòng ngừa có người tiến vào đạp sân cỏ, cho nên đầu bộ là nhọn, rất dễ dàng làm bị thương người.
bất quá mới vừa rồi cứu người muốn chặt, hắn vậy không rảnh suy nghĩ nhiều như vậy. Ngươi không có sao chứ, phải vội vàng không, ta mang ngươi đi bệnh viện thăm xem đi. Ngay tại lúc này, Mộ Dung San lo lắng thanh âm từ nàng bên tai vang lên. Đối phương là vì cứu nàng mới bị thương, như là chẳng ngó ngàng gì tới, nàng không làm được. Đi bệnh viện cũng không cần, hẳn chẳng qua là bị thương ngoài ra, bọn ta sẽ tự mình đi phòng khám bệnh xem là được, không có sao. Trần Phi chính hắn chính là học y, tự nhiên rõ ràng thương thế kia mặc dù nhìn như dọa người, nhưng thực vậy cũng chỉ là bị thương ngoài ra mà thôi, nhiều lắm là chính là cần phải kịp thời xử lý một chút, phòng ngừa bị nhiễm. Chính hắn cũng có thể xử lý, rất đơn giản. Vậy không được, Mộ Dung San vốn là thái độ còn rất kiên quyết, nhưng mà, bỗng nhiên từ phương xa truyền tới một đạo lo lắng thanh âm đem hắn cắt đứt, Mộ Tổng, buổi họp báo cũng nhanh muốn bắt đầu. Thời gian đã có chút không còn kịp rồi. Mộ Dung San lúc này mới nhớ tới mình hôm nay còn có một kiện chuyện rất trọng yếu, đó chính là nhất định phải mau sớm chạy tới tham dự một chàng công ty rất trọng yếu sản phẩm buổi họp báo. Vì ngày này, nàng trước khổ cực chuẩn bị rất lâu, hơn nữa đây đối với nàng công ty mà nói, có lẽ cũng sẽ là một lần rất trọng yếu bước ngoặt, cho nên không cho sơ thất. Nhưng mà, vẻ đẹp của nàng hạng mục rơi vào còn ngã nằm dưới đất Trần Phi trên mình, tịnh lệ trong con ngươi lóe lên vẻ do dự. Ngươi nếu là có việc gấp liền đi nhanh đi, ta thật không sao cả. Trần Phi lập tức nói. Hắn tự nhiên nhìn thấu đối phương thật giống như còn có cái gì rất chuyện gấp gáp tình, vậy đã như vậy mà nói, thì không cần sẽ ở hắn nơi này trì hoãn, dù sao hắn vậy không có chuyện gì lớn, ngực vậy tổn thương, mình trở về xử lý hạ là được. Vậy ngươi, thật ngại quá, ngươi đem ngươi điện thoại nói cho ta đi, cùng ta xử lý xong chuyện của công ty, sẽ tới cảm ơn ngươi. Mộ Dung San một bên nói như vậy nói, một bên lại từ nàng tùy thân cõng cổ kỳ trong túi sách lấy ra một xấp tiền, đưa cho Trần Phi, số tiền này, không biết có đủ hay không, ngươi lấy trước đi xem bệnh đi. Nếu là không đủ, ta sau đó mới tiếp tế ngươi. Mà Trần Phi ở nhận lấy vậy điệp tiền lập tức có chút im lặng, bởi vì là vậy điệp tiền ít nhất có cái hơn 10.000, tùy tùy tiện tiện một cái bị thương ngoài ra, kia dùng nhiều như vậy. Không cần nhiều như vậy, thật không phải là rất nghiêm trọng. Chính ta chính là một bác sĩ, có thể xử lý. Trần Phi do dự vẫn là muốn lui về, bởi vì là hắn ít nhất vẫn có chút điểm nguyên tắc, không muốn lừa dối người khác tiền. Mau, đem số điện thoại của ngươi nói cho ta, ta thời gian không nhiều lắm, muốn đuổi trước đã qua. Nhưng mà Mộ Dung San lại không có quản những cái kia tiền, mà là hướng Trần Phi lo lắng hỏi dãy số. Trần Phi ngẩn người, sau đó đem mình dãy số nói cho đối phương. Mộ Dung San lập tức lấy ra mình 4S đã thông Trần Phi điện thoại, ở đó Nokia kia tác tiếng chuông chính giữa, nàng hướng Trần Phi ngượng ngùng gật đầu một cái, lưu lại một tiếng xin lỗi túm chân rời đi. Cô nàng này thật đúng là, nhìn vậy đạo đẹp cao gầy bóng người màu xanh ra trời khập khiễng những người khác nâng đỡ, đến gần một chiếc Maserati xe thể thao, Trần Phi nuốt nước miếng một cái, lẩm bẩm. Ở thành phố Bắc Sơn, vô luận là có thể tiện tay quăng ra hơn 10.000. Hoặc là có thể mua được Maserati xe nhỏ người, tuyệt đối được gọi là người có tiền. Hơn nữa, Trần Phi còn chú ý tới trước người nọ kêu nàng thời điểm xưng hô là Mộ Tổng, chẳng lẽ nói. Tuổi quá trẻ liền lên làm lão tổng, thật là người so người, tức chết người. Trần Phi dĩ nhiên nhìn ra được đối phương nhiều lắm là so hắn lớn cái 2-3 tuổi, cũng đã có bây giờ loại này thành tựu, quả thật cũng coi là rất lợi hại. Đi theo hắn lại lắc đầu, một cái tay chống đất mặt ngồi dậy. Một cái tay khác cầm vậy một chồng tiền giấy, mắng nhức cười lên, xem ra ngày hôm nay người này không cứu lầm, đây chính là hơn 10.000 đồng tiền à, đủ ta dùng thời gian rất lâu. Hắn trước vẫn luôn không có tìm được công tác, lại ngại quá lại đưa tay hướng trong nhà nghèo khổ đưa tay, cho nên, hắn kinh tế tình huống đã sớm tới rất túng quẩn đến nước, thậm chí liền tiền mướn phòng cũng còn có 1-2 ngày cũng nhanh muốn đến kỳ, vốn là hắn còn đang vì chuyện này nhức đầu. Lại không nghĩ rằng hôm nay đột nhiên phát tài như thế một khoản phát tài, cái gì cũng một chút giải quyết. Hơn 10.000 đồng tiền, cho dù là ở nơi này rất phồn hoa thành phố Bắc Sơn, vậy đủ hắn dùng một đoạn thời gian rất dài. Hơn nữa không chỉ có như vậy, trên thực tế, ngay tại hắn mới vừa rồi bị cái cọc gỗ phá vỡ ngực lúc này máu tươi nhiễm đỏ trước ngực hắn khối ngọc bội kia, ở một chớp mắt kia, hắn chỉ cảm thấy đầu giống như là thiếu dưỡng khí liền vậy, ngay tức thì nhiều hơn rất nhiều tin tức. Hỗn loạn không chịu nổi. Chẳng qua là bởi vì là mới rồi có Mộ Dung San ở đây, hắn mới không tỉnh hồn,
đi chiếu cố đến cái này có chút chuyện kinh thế hãi tục tình, cho tới bây giờ, hắn hoàn toàn thanh tĩnh lại sau đó, hắn mới phản ứng được mình tựa hồ lấy được cái gì rất không được đồ. Tọa vong kinh, quỷ cốc thập tam châm, khổng lồ tin tức tràn ngập ở Trần Phi trong đầu, làm hắn kinh ngạc líu díu ra cái này hai cái hạng. Nguyên lai, trên cổ hắn cái đó mình đều không nhớ phải là ở đâu đạt được trong ngọc bội, lại có thể ẩn giấu một vị tu chân giới cao nhân hồn phách tàn niệm, ở nơi này tàn niệm trong, do vị kia tu chân giới cao nhân tu luyện công pháp, độc môn tuyệt kỹ, cùng với khổng lồ cổ trung y kiến thức, giờ phút này đã toàn bộ đều một cổ não tiến vào hắn trong đầu, thật là làm người ta cảm giác thật giống như đang nằm mơ. Cái này, không phải đâu, trên đời chẳng lẽ còn thật có những thứ đó. Trần Phi ngơ ngác xoa mình chán, không nghĩ tới vốn phải là hết sức bình thường mình, nhưng lại có thể gặp được chuyện thần kỳ như vậy tình. Cứu người, gửi một bút phát tài cũng được đi, lại còn vì vậy khó hiểu lấy được một vị tu chân giới cao nhân truyền thừa. Phải biết, đây chính là được gọi là tu chân giới y thánh tồn tại, sau đó hắn tất cả hành nghề chữa bệnh kinh nghiệm, độc môn tuyệt kỹ, tu luyện công pháp, giờ phút này đều đã toàn bộ ở hắn trong đầu. Đây quả thực, thật là để cho người không dám tin. Bót, tê, thật là đau, thật giống như không phải đang nằm mơ, ta đi đại vận. Trạng thái đờ đẫn ở giữa Trần Phi bỗng nhiên cho tự mình làm như vậy một chút, làm hắn cảm giác được trên mặt truyền tới đau đớn sau đó, hắn mới lập tức cười nham nhở liền đứng lên, mặt đầy đều là kích động thần sắc. Có vị kia tu chân giới cao thủ truyền thừa, hắn còn sợ tương lai phối hợp không ra cái manh mối. Vậy tuyệt đối không thể nào. Lão đại, mau xem vậy, tay hắn bên trong thật nhiều tiền à. Nhưng mà ngay tại Trần Phi đang vì mình lấy được tu chân giới cao nhân truyền thừa, mà hưng phấn không thôi lúc này cách đó không xa, một cái Jinbei 16 chỗ bên trong xe có cái mỏ nhọn hàm khỉ mặt rỗ mặt chàng trai, bỗng nhiên tựa hồ phát hiện Trần Phi trên tay vậy một chồng tiền giấy, lập tức kích động, hướng ngồi trước một cái cao lớn thô kệch đại hán đầu chọc hô. Cái gì, đi, đi xem một chút. Vậy đầu chọc nguyên bản hết sức thích ý nằm ở xe van ngồi trước lên, hưởng thụ đang phía trước máy điều hòa không khí thổi lên hơi lạnh, có thể khi nó nghe được thủ hạ mình nói sau đó, lập tức điều kiện phản xạ thân thể đứng thẳng lên, quay cửa xe xuống vậy nhìn thấy chống đỡ ngồi ở trên cỏ Trần Phi trong tay vậy một sấp lớn tiền, nói ít cũng có hơn 10.000, lập tức làm hắn trong mắt hiện ra lau một cái vẻ tham lam, thét người đi xuống xe van, cầm ống thép, mấy người đem Trần Phi vây lại. Mau xem, thằng nhóc kia cũng bị đoạt, thật là đần à, tài không lộ ra cũng không biết, lần này tốt lắm, trước làm việc uổng công ha ha ha. Có vây xem người xa xa cười lớn, tràn đầy may mắn tai vui mừng nồi. Bọn họ trước là chính mắt thấy Trần Phi cứu Mộ Dung San một màn kia, cho nên đối với Trần Phi diễm phúc, cùng với từ Mộ Dung San nơi đó đạt được hơn 10.000 đồng tiền là tràn đầy hâm mộ và ghen tị. Mà bây giờ, có những cái kia vừa thấy liền biết không phải là thứ tốt gì người đem hắn theo dõi, bọn họ tự nhiên cảm thấy rất thoải mái, cười trên sự đau khổ của người khác. Thằng nhóc, đi, cùng chúng ta lên xe, nếu không lão tử một ống thép đánh bể đầu các ngươi. Vậy đầu chọc tựa hồ chính là mấy người kia lão đại, cả người sặc sỡ áo sơ mi, đầu ở ánh mặt trời phía dưới bóng loáng tỏa sáng, ánh mắt dữ tợn cùng vô cùng tàn nhẫn, hướng về phía Trần Phi lộ ra dày đặc răng, hung ác nói. Trần Phi nhìn hắn một cái, khóe miệng như có như không buộc vòng quanh lau một cái giễu cợt, cũng không nói gì nhiều nói nhảm, đứng dậy đi theo đầu chọc bọn họ lên chiếc kia xe kim bôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Còn như ngực hắn vậy cái vết thương, ở hắn đón nhận vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa sau đó, liền lập tức dùng một ít thủ đoạn đem xử lý, vết thương đã đang từ từ khép lại, vậy không chảy máu, không ảnh hưởng cái gì, chẳng qua là nhìn xem dọa người. Thấy tình cảnh này, vậy đầu chọc có chút kinh ngạc nhìn Trần Phi một cái, tựa hồ không nghĩ tới tiểu tử này bị nặng như vậy tổn thương còn có thể như vậy trấn định, làm hắn thoáng cảm giác có chút bất ngờ. Chẳng lẽ... thằng nhóc này cũng là trên đường, giả bị đụng. Nếu không trên ngực lớn như vậy cái vết thương, tại sao dường như hãy cùng người không có sao như nhau. Bất quá, cho dù là trong lòng có như vậy ý tưởng, hắn vậy không đem Trần Phi để ở trong lòng, dẫu sao bọn họ nhiều người như vậy, còn biết sợ sao. Thằng nhóc, lão tử xem ngươi cũng nghe lên đường, vậy lười được làm khó ngươi, như vậy đi, ngươi tiền trong tay mình lưu 1.000, còn dư lại cũng lưu lại nơi này. Nơi này vậy không ngươi chuyện gì, nhanh lên một chút đi. Lên xe, vậy đầu chọc hướng về phía Trần Phi cười lạnh nói. Muốn không, muốn có thể tự mình tới cầm.
Trần Phi nhìn vậy đầu chọc tỏa sáng óc cửa, cười nói. CMN, lão tử vốn là khó khăn thật tốt lòng nói cấp cho ngươi lưu 1.000 đồng tiền, thằng nhóc ngươi lại có thể không được đường, còn dám như thế phách lối, xem ra không cho ngươi chút lợi hại nhìn một chút, thằng nhóc ngươi còn không biết hoa nhỏ tại sao như vậy đỏ. Vậy đầu chọc vừa nghe gặp Trần Phi như thế giọng giễu cợt, lập tức nổi giận, hướng bên cạnh tiểu đệ hét lớn, mấy người các ngươi còn nhìn làm gì, còn không cho lão tử động thủ, phế hắn. Muốn hắn đầu chọc ở nơi này thành phố Bắc Sơn trên đường vẫn là có như vậy chỉ đích danh đầu, nhưng lại có thể bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu như vậy giễu cợt, tự nhiên không thể nhẫn nhịn, nín một bụng khí, thét thủ hạ tiểu đệ thì phải dạy bảo Trần Phi, để cho hắn biết hoa nhỏ tại sao đỏ như vậy. Lão đại yên tâm, xem ta, vừa nghe đến đầu chọc giống to, cái đó mỏ nhọn hàm khỉ mặt rỗ mặt lập tức giơ trong tay ống thép hướng Trần Phi trên mặt đập tới. Trời ạ! Người nhỏ tử du trước điểm, lái xe là một người đàn ông xâm tử, giống vậy cao lớn thô kệch, vừa thấy gặp mỏ nhọn tai khỉ mặt rỗ mặt lại có thể thay phiên ống thép hướng Trần Phi trên mặt đập tới, lập tức giống to. Phải biết đầu cái loại địa phương đó có thể không phải có thể tùy tiện đủ làm loạn, nếu như xảy ra chuyện, đây cũng là ở hắn trên xe. Mụ, hắn cũng không muốn không giải thích được bị giảm giá hoan uổng. Nhưng vào lúc này, người bên trong xe van chợt nghe một tiếng rên. Vậy nguyên bản giơ ống thép muốn đập Trần Phi mặt mỏ nhọn tai khỉ mặt rỗ mặt lại có thể một tiếng hét thảm, dường như lắc lư liền té xuống. Nguyên lai, ngay tại hắn sắp phung mạnh ống thép đập phải Trần Phi lúc này người sau trực tiếp một cước hung hãn đá vào trên bụng của hắn mặt. Một cước này cũng không nhẹ, trực tiếp đem vậy mặt rỗ mặt đạp cái đầu óc quay cuồng, miệng co quắp, miệng sùi bọt mép đứng lên. Đã sớm nói hắn khí lực rất lớn, trước kia khi còn bé cũng là đánh nhau đánh thói quen, nếu như người bình thường. Thật đúng là không chịu nổi hắn một cước. T. Nhất thời xe van bên trong toàn bộ cũng đổi được an tĩnh lại. Chỉ gặp vậy mỏ nhọn tai khỉ mặt rỗ mặt trên đất thống khổ bóng người, những người khác, bao gồm vị kia cao lớn thô kệch đầu chọc sắc mặt cũng thay đổi hoàn toàn, rụt rè e sợ run rẩy, không nghĩ tới Trần Phi loại này văn chất lịch sự người tuổi trẻ lại có thể đưa tay như vậy lợi hại. Tiểu tử không nhìn ra à, nguyên lai ngươi còn là một người có luyện võ. Trách không được dám ở ta đầu chọc trước mặt càn rỡ. Đi theo vậy đầu chọc không nhìn được sắc lệ nội cha nói. Làm ơn, không phải các người kêu ta lên xe tới sao? Làm sao, bây giờ đến trách ta lớn lối. Nhưng mà Trần Phi nhưng là một mặt giễu cợt nói. Nói thật, lấy hắn trước kia xưng bá quê quán đánh nhau năng lực, một người đánh 10 người cũng không là vấn đề, cho nên đánh từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không đem cái này mấy tên côn đồ các ké coi ra gì. Hắn Trần Phi tiền, thật đúng là cho là như vậy dễ dàng là có thể cướp được sao? Trời ạ, thật lấy là mình rất trâu, cho lão tử đánh. Mà vậy đầu chọc không hổ là lăn lộn giang hồ, nóng nảy đủ bốc lửa, vừa gặp Trần Phi lại dám ở trước mặt hắn như vậy phách lối, nhất thời cũng không dám 3721, tức giận mọc tùm, nhặt lên trong tay ống thép liền muốn động thủ. Coi như sau đó một khắc, hắn sắc mặt đột nhiên nhưng thay đổi, một chút đổi được tái nhợt. Nguyên bản tàn bạo trong mắt giờ phút này đã trở nên có chút sợ hãi đứng lên. Các người thật muốn động thủ. Chỉ gặp Trần Phi cười mỉa nhìn hắn, trong tay nguyên vốn phải là thuộc về mỏ nhọn tai khỉ mặt rỗ mặt ống thép, giờ phút này đã bị hắn tiện tay giống như là kéo bọt vậy, dễ dàng vặn gãy. Ngươi, vậy đầu chọc thanh âm run rẩy, mấy người kia giờ phút này trên ót cũng là toát ra rậm rạp chẳng chịt mồ hôi lạnh. Đó là bọn họ đồ, bọn họ dĩ nhiên biết. Đây chính là hàng thật giá trị ống thép, lại có thể bị trước mắt cái này như vậy ung dung, tùy tùy tiện tiện liền vặn gãy. Cái này phải hơn lớn giường nào khí lực mới có thể làm được à? Mụ, tên này đến tột cùng là cái gì biến thái? Đại ca, là chúng ta có mắt không biết. Nhất thời vậy đầu chọc không nhìn được đầu đầy mồ hôi, chiến nguy nguy nói. Được rồi, tất cả mọi người đều đem túi lấy ra. Trên người một người lưu cái 10 đồng tiền đón xe, chuyện này cũng được đi. Nhưng mà Trần Phi nhưng trực tiếp đem hắn cắt đứt, không nhịn được phất tay nói. Đối thủ muốn đánh hắn chú ý, chuyện này tự nhiên không thể nào như thế cũng được đi, tối thiểu, cũng có cái trừng phạt, để cho bọn họ có chút ấn tượng mới được. À, cái gì, vậy đầu chọc các người lập tức kêu to lên, cái này là ý gì? Đây là muốn đánh cướp bọn họ. Làm sao, đầu chọc ca người đây là không nguyện ý. Trần Phi nhìn sắc mặt lại lần nữa muốn trở nên có chút tàn bạo đầu chọc, bỗng nhiên bót một tiếng,
lại có thể trực tiếp đem trong tay ống thép lại gãy một đoạn. Thanh âm kia trực tiếp làm đầu chọc trong lòng giật mình một cái, giống như ngay đầu bị tưới một thùng nước lạnh, nhìn vậy bị gãy ống thép thi thể, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, cười xòa nói cái này, vị này ca ngươi để ý tới sai rồi, nguyện ý, chúng ta dĩ nhiên nguyện ý. Đi thẳng đến lúc này, hắn mới sâu sắc ý thức được mình kết quả trêu chọc hơn một sao biến thái tồn tại, tay không trực tiếp đem ống thép cho làm gãy, cái này mẹ hắn vẫn là người sao. Nếu là đổi thành bọn họ tay, cổ, há chẳng phải là liền trực tiếp cấp cho bọn họ vặn thành rách bươm. Mấy người các ngươi, còn ngớ ra làm gì, còn không nhanh lên đem tiền đi lấy ra, đầu chọc một bên oán giận đầu mình nước vào, lại có thể trêu chọc một cái như vậy người biến thái, một bên thét to nhận lấy đem tiền túi lấy ra, đưa cho Trần Phi. Những cái kia tiểu đệ căn bản không cần đầu chọc thúc giục, không chút do dự nhanh chóng móc ra mình bóp tiền, rất sợ bị Trần Phi nhớ đến. Cái đó gãy mất ống thép chính là bọn họ kết quả. Đại ca, tổng cộng 730 khối rưỡi. Đầu chọc thu đủ tất cả mọi người tiền, một mực cung kính giao cho Trần Phi. 730 khối rưỡi, không phải đâu, mấy người các ngươi giàu gì cũng là lăn lộn giang hồ, nhỏ như vậy. Trần Phi mới vừa gửi một bút năm con số phát tài, tự nhiên không đem cái này chính là mấy trăm đồng tiền coi ra gì, bất quá, vâng chịu chân con muỗi chân cũng là thịt nguyên tắc. Hắn vẫn là một bên than khổ trước, vừa đem những cái kia tiền thu vào. Đi theo, hắn ánh mắt lại hướng đầu chọc trên cổ cây kia sáng loáng ngọc đồ trang sức nhìn. Thấy tình cảnh này, trên gương mặt đầu chọc lộ ra một bộ nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, làm bộ muốn tháo xuống trên cổ mình ngọc đồ trang sức, đưa cho Trần Phi. Có thể Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, được rồi, ta đối với người cái này phá ngọc bội có thể không có hứng thú. Không đáng tiền. Hắn ở thừa kế vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa sau đó, đối với ngọc thạch cái này một loại cổ đại thường dùng tiền, tự nhiên rất quen thuộc, liếc mắt liền nhìn ra vậy ngọc đồ trang sức phẩm chất hoàn toàn không được, căn bản không đáng tiền. Không, không đáng tiền. Lần này đến phiên đầu chọc trợn tròn mắt, phải biết cổ hắn ngọc này đồ trang sức, nhưng mà hắn xài số tiền lớn từ tiệm châu báu bên trong mua, lại không nghĩ rằng bị người nói thành không đáng tiền. Cái này, không thể. Không thể ngươi có thể cầm đi tìm người xem, vượt qua 500 khối tính ta. Trần Phi liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói. Giải, 500 khối. Nghe vậy đầu chọc nhất thời thần sắc khó xem, khí được không được. Phải biết hắn khối ngọc này đồ trang sức ban đầu nhưng mà xài mấy ngàn khối đại dương mua được, có thể bây giờ lại bị Trần Phi nói chỉ trị giá 500 khối, thậm chí còn có thể trị giá không tới giá tiền kia. CMN. Lão già kia lại dám lừa gạt đến ta đầu chọc trên mình. Quay đầu lão tử nhất định phải hắn tiệm đập, đầu chọc ánh mắt tàn bạo phát giận lên, hổn hển nói. Mụ, lại dám lừa gạt đến hắn đầu chọc trên mình, cái này không đem lão già kia tiệm châu báu đập, lão tử thề không làm người. Được rồi, đầu chọc ca đúng không? Ngay tại lúc này, Trần Phi lại mở miệng nói. Vừa nghe đến Trần Phi lại có thể kêu anh nàng, vậy đầu chọc lập tức cả người mồ hôi mau đều dựng lên. Thuận mi thuận nhãn nói, đừng, đại ca, ngươi kêu ta đầu chọc là được. Ta kêu Trần Phi. Phi ca, phi ca. Vậy đầu chọc một mực cung kính nói. Ta người này đâu, thật ra thì rất dễ nói chuyện, cho nên ngày hôm nay chuyện này trước hết tính như vậy. Dĩ nhiên, các người nếu là chân thực không nghĩ ra, còn muốn đến tìm ta phiền toái, muốn báo thù, ta tùy thời cung kính chờ đợi. Trần Phi ung dung nói. Không dám không dám. Phi ca chúng ta lần sau cũng không dám nữa. Đầu chọc vẻ mặt đưa đám. Mụ, loại này đổi tai, bọn họ nào còn dám báo cái gì thù. Bây giờ đưa ta đi Đại học Bắc Sơn đi. Trần Phi vậy lười phải cùng bọn họ vậy kiến thức, vươn người một cái. Là, Phi ca, ta lập tức đưa ngài đã qua. Tài xế kia lần này cũng không cần lão đại đầu chọc mở miệng, lập tức dưới chân đạp cần ga, hướng thành phố Bắc Sơn nổi danh Đại học Bắc Sơn chạy đi. Thành Tựu và Trần Phi tốt nghiệp Tam Lưu Đại học một đường cách Đại học Bắc Sơn, đây chính là cả nước văn minh học phủ, hàng năm đứng hàng tỉnh Giang Nam trường đại học và cao đẳng trước ba, là tỉnh Giang Nam chỉ có mấy nhà điểm chính khoa chính quy trường đại học và cao đẳng một trong, hội tụ rất nhiều người mới. Mà hắn sở dĩ muốn đi Đại học Bắc Sơn, là bởi vì là Đại học Bắc Sơn có thành phố Bắc Sơn lớn nhất thư viện, bên trong tồn tại rất nhiều trung y dược kinh điển cổ tịch trích ra vốn. Hắn bởi vì là mới vừa thừa kế những cái kia tu chân giới cao nhân y thuật truyền thừa,
cho nên muốn đi xem những cái kia nguyên bản đối với hắn mà nói, hẳn là rất thâm ảo trung y cổ tịch, bây giờ có thể hay không đủ xem hiểu. Đại học Bắc Sơn cách thành phố Bắc Sơn người tuyển mộ thị trường vẫn là có chút khoảng cách, bất quá, ở xăm tài xế tàn nhẫn đạp cần ga dưới tình huống, chỉ tốn đại khái không tới 20 phút, Trần Phi cũng đã ngồi xe van đến Đại học Bắc Sơn. Ô, làm hắn vừa đi hạ diện bao xa lúc này liền nghe được sau lưng truyền tới một hồi tàn nhẫn đạp cần ga thanh âm, xe như một làn khói mở được mất bóng, thật giống như rất sợ hắn sẽ đuổi theo nữa tựa như. Thấy tình cảnh này, Trần Phi buồn cười lắc đầu một cái, vậy không đem mấy tên kia ở yên tâm lên, mà là chậm rãi khoan thai hướng Đại học Bắc Sơn bên trong đi tới. Và tất cả những người khác cả nước nổi danh, điểm chính trường như nhau, Đại học Bắc Sơn cửa sửa hết sức khí phái, diện tích vậy rất rộng rãi, dọc theo đường đi bởi vì là khí trời nóng bức quan hệ, khắp nơi đều là trắng lòa đùi đẹp cùng với như ẩn như hiện nở nang tròn trịa, làm hắn đại bão một phen nhãn phúc. Đại học chính là điểm này tốt. Làm người ta huyết mạch phún trương xuân quang mảng lớn, cho dù là chất lượng không được, tổng còn có mấy tính chống à. Thành phố Bắc Sơn cũng coi là tỉnh Giang Nam thực lực kinh tế, phát triển, quy mô số 1 số 2 cường thế, tự nhiên trường đại học và cao đẳng số lượng ở toàn cũng là xếp hạng thứ trước, đứng sau tỉnh lỵ cùng thành phố Châu. Bất quá, dù vậy, thành phố Bắc Sơn tổng hợp tính điểm chính khoa chính quy đại học vẫn là cũng chỉ có Đại học Bắc Sơn một tòa, tụ tập đông đảo tinh anh học sinh. Mà Đại học Bắc Sơn mặc dù có thể thành là cả nước tính điểm chính khoa chính quy đại học, chủ yếu là bởi vì là nên học viện trung y dược chuyên nghiệp, vô luận là sư tư lực lượng, hay hoặc là năm gần đây học sinh thực lực, đều ở đây cả nước tất cả lớn trung y học viện hoặc tổng hợp điểm chính khoa chính quy là vị liệt trước mao. Chớ nói chi là Đại học Bắc Sơn trung y chi nhánh viện tiền viện trưởng Đỗ Khang Minh, lại là trong nước trung y giới nổi danh ngôi sao sáng, là Đại học Bắc Sơn trung y dược chuyên nghiệp tăng thêm một bó to phân. Hấp dẫn vô số đối với quốc thuật trung y tràn đầy mơ ước người tuổi trẻ tới thực hiện nguyện vọng, ở Trấn Hưng trung y con đường này lên cống hiến ra một phần lực lượng của mình, tựa như cùng Trần Phi như nhau. Trên thực tế, Đại học Bắc Sơn ngành trung y từng là hắn mơ tưởng cầu mong chuyên nghiệp, nhưng chỉ tiếc năm đó lúc thi đại học hắn số điểm không đủ, chỉ có thể lui mà cầu thứ hai, lựa chọn một cái tam lưu khoa chính quy đại học trung y dược chuyên nghiệp, tiếp tục học tập trung y. Thật là nhiều người nước ngoài à. Đại học Bắc Sơn Thư viện, bởi vì là toàn bộ thành phố Bắc Sơn lớn nhất thư viện, lại thêm tới vẫn có thể đối bên ngoài hạn chế cấm vận, cho nên, nơi này không chỉ có hấp dẫn rất nhiều người trong nước, thậm chí còn có rất nhiều nước ngoài du học sinh, hoặc là thường ở tại thành phố Bắc Sơn người nước ngoài vậy thích tới đây đọc sách học tập, bổ sung kiến thức. Trần Phi nhìn yên lặng thư viện nội bộ, rón rén đi tới trung y dược hàng loạt sách gửi khu vực, xe chạy quen đường lấy ra một bản tên là Hoàng đế nội kinh sách y học. Sách này nghe nói là Trung Quốc sớm nhất y học điển tịch một trong, phân là Linh Su, Tố Vấn hai bộ phận, là trung y dược người học tập lượn quanh không ra kinh điển sách y học một trong, bên trong rất nhiều dễ hiểu y học lý, vậy có thật nhiều tối tăm tinh thâm diễn hóa đến rất khó khăn cao thâm trung y lý luận. Có người từng nói qua một câu nói như vậy, đó chính là sách này mặc dù nhập môn tương đối đơn giản, nhưng nếu là muốn đem xem hiểu, rất khó, nếu như muốn đem thông hiểu đạo lý, lại là khó khăn càng thêm lên. Mà nếu là có người có thể chân chính đem hiểu rõ mà nói, không nói thành là một đời khai tông lập phái trung y dược mọi người, nhưng ít nhất, thành là hôm nay trong nước giới trung y ngôi sao sáng, vậy là không có một chút vấn đề. Trước, Trần Phi mặc dù cẩn thận nghiên cứu cái này vốn trong y học làm kinh điển, nhưng nó cũng là vẻn vẹn chỉ là miễn cưỡng xem hiểu mà thôi, rất nhiều tối tăm địa phương cũng phải mà không phải là, cái hiểu cái không. Nhưng bây giờ... Làm hắn mở ra Hoàng đế nội kinh trang thứ nhất sau đó, hắn lại có một loại như có thần giúp niềm vui tràn trề cảm, toàn bộ trang giấy nội dung phía trên hắn lại có thể cảm giác mình đã toàn hiểu, hơn nữa còn là hoàn toàn hiểu rõ cái loại đó, giống như sinh viên ở xem học sinh tiểu học toán học đề. Không hổ là tu chân giới cao nhân à, những cái kia trí nhớ truyền thừa chỉ là một cổ não truyền cho ta, lại có thể làm ta xem hiểu đúng vốn Hoàng đế nội kinh. Vậy nếu là ta lại đem hắn những cái kia tuyệt kỹ học, thông hiểu đạo lý, há chẳng phải là có thể thành là một đời y thánh. Trần Phi một bên thật nhanh đảo Hoàng đế nội kinh nội dung, nhưng phát hiện mình lại có thể tựa hồ đã có thể xem hiểu đúng quyển sách, cái này làm cho hắn cảm giác vô cùng kích động, nội tâm từng cổ một nhiệt lưu cuồng trào. Thoải mái đến không được, mà làm hắn xác nhận hoàn mình thật đã có thể xem hiểu đúng vốn Hoàng đế nội kinh,
hơn nữa còn là cực độ thông hiểu đạo lý cái loại đó. Sau đó, hắn đem quyển sách này thả trở về, lại lấy ra một bản bệnh thương hàn tạp bệnh bàn về. Cái này đồng dạng là một bản hết sức kiệt tác trung y dược cổ thư tịch, xuất xứ từ cổ Trung Quốc truyền thống trong y học tập đại thành người và nhân vật đại biểu Trương Trọng Cảnh. Sách này mặc dù không nhất định nói được cho so hoàng đế nội kinh cao thâm, nhưng nó trước mặt ý nghĩa khó khăn hiểu trình độ, tuyệt đối muốn quăng ra cái trước mấy con phố, thậm chí đã tự thành liền một bộ hệ thống, phân biệt chứng thi trị, tương đương có giá trị. Theo lý thuyết, loại sách này cho dù là trung y mọi người tới xem, vậy tuyệt đối không dám bảo đảm, mình đã hoàn toàn xem hiểu, chớ nói chi là thông hiểu đạo lý, nhưng mà, Trần Phi bây giờ giác quan nhưng rõ ràng nói cho hắn. Cái này vốn được gọi là rất nhiều trung y đọc và tìm hiểu sách y học lúc ác mộng bệnh thương hàn tạp bệnh bàn về, giống vậy không thể đối với hắn tạo thành bất kỳ đọc, hiểu chướng ngại, hoàn toàn có thể dễ dàng thông hiểu đạo lý, thậm chí, đối với rất nhiều bệnh chứng hiểu, Trần Phi còn cảm giác mình có thể so với kia bộ lý luận hiểu sâu hơn. Lần này thật là đi đại vận, người tốt có hảo báo à, tùy tiện cứu người, liền cho ta tới một châu bò như vậy đồ, lần này há chẳng phải là ta thì phải đổi thành thần y. Trần Phi vui tươi hớn hở nói. Hắn dĩ nhiên biết có thể hoàn toàn hiểu rõ Hoàng đế nội kinh, bệnh thương hàn tạp bệnh bàn về cái này hai bản sách y học, là một kiện biết bao rung động lòng người sự việc. Mời thư viện bên trong bác sĩ lập tức đến C khu, có một vị quý khách đột phát tật bệnh, cần sự giúp đỡ của ngài. Đột nhiên, yên lặng thư viện vang lên nhân viên trực dùng Trung văn, tiếng Anh hai loại ngôn ngữ, thay phiên truyền khẩn cấp thanh âm. Có người đột phát tật bệnh. Trần Phi hơi biến sắc mặt, lập tức cầm trong tay bệnh thương hàn tạp bệnh bàn về thả lại kệ sách, sải bước hướng C khu đi tới. Thầy thuốc lòng cha mẹ, hắn nếu là bác sĩ, tự nhiên thì không thể thấy chết mà không cứu. Chỉ chốc lát sau, liền gặp hắn đi tới C khu, chỉ thấy vậy khắc thư viện C khu đã là một đoàn loạn, một cái ăn mặc quần áo thường tóc vàng mập người ngoại quốc đang che ngực, chán mồ hôi đầm đìa, hô hấp ngắn ngủi, thậm chí thân thể vẫn đang hơi co quắp. Mà đây mập người nước ngoài trạng huống dị thường, đưa tới hắn bên người giống như là hộ vệ mấy người da đen, cùng với thư viện nhân viên làm việc cực lớn khủng hoảng. Ông chủ, người thế nào? Hộ vệ diễn cảm lo lắng kêu lên. Tắt chi người thế nào? Tắt chi, người có thể phải sống à? Nơi này cách Đại học Bắc Sơn rất gần, rất nhanh thì có bác sĩ tới. Một cái giống như là quan viên chính phủ người trung niên cũng đang dùng tiếng Anh nói. Nhưng mà... Vô luận bọn họ làm sao nóng nảy, làm sao trấn an, vậy được gọi vì tắt chi tóc vàng mập người ngoại quốc như cũ gắt gao che ngực, sắc mặt thống khổ, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên trán không ngừng bánh xe lăn, thậm chí liền run rẩy môi giờ phút này đều đã tái nhợt, không phát ra được thanh âm nào, tình huống hết sức nguy cấp. Xin nhường một chút, hắn đây là cấp tính cơ tim tắc nghẽn, cần lập tức chữa trị. Trần Phi nhìn vậy mập người ngoại quốc trên mặt thống khổ thần sắc, cùng với mình đoán được bệnh tình. Lập tức đi tới vậy trước mặt quan viên chính phủ lớn tiếng nói. Ngươi! Vậy quan viên chính phủ người trung niên không nghĩ tới, lại là một người trẻ tuổi đứng ra nói muốn là tắt chi chữa bệnh, nhưng mà, cái này mập người ngoại quốc tắt chi đây chính là từ Italy đặc biệt tới thành phố Bắc Sơn khảo sát đầu tư nhân vật lớn, nếu là bị trẻ tuổi này tiểu tử chữa sai, ai có thể gánh nổi trách nhiệm này. Mà ngay lúc này, vậy mập người ngoại quốc tắt chi hộ vệ tựa hồ vậy phát hiện Trần Phi ý đồ. Dùng kém chất lượng Trung văn hỏi, ngươi là Trung y vẫn là Tây y? Ta là Trung y, Trần Phi nghe vậy chân mày hơi nhíu một chút, bởi vì là hắn nghe được đối phương đối với mình không tín nhiệm, cùng với đối với tiếng Trung thành kiến. Hắn nói Trung y cái từ ngữ này lúc này rất rõ ràng có thể nghe ra chê và không tin tâm trạng. Cái gì, Trung y, vậy không được, tắt chi tiên sinh nhưng mà Italy một trong xuất sắc nhất nhà thiết kế, quốc gia các ngươi cái gọi là Trung y ở trên quốc tế. Căn bản cũng không bị thừa nhận, là mê tín. Nếu là tắt chi tiên sinh có chuyện gì, người trả nổi trách nhiệm này sao? Hộ vệ kia vừa nghe đến Trần Phi lại là một trung y, lập tức kêu gào to lên, căn bản xem thường trung y, nhận là hắn là một mê tín, không có tư cách là tắt chi tiên sinh xem bệnh. No, trung y, no, còn lại những thứ khác những người hộ vệ kia tựa hồ nghe hiểu đồng bạn mình mà nói, hướng về phía Trần Phi không khách khí nói. Thậm chí còn muốn dùng thân thể cao lớn đem chen ra ngoài, để tránh hắn nguy hại đến tôn quý tắt chi tiên sinh. Thấy tình cảnh này, vậy giống như là quan viên chính phủ người trung niên cũng là sắc mặt trầm xuống, hướng về phía Trần Phi nói, chàng trai, cảm ơn ngươi ý tốt, bất quá ngươi tuổi tác quả thật quá trẻ tuổi,
rất khó để cho người tin tưởng ngươi có thể cứu người. Chờ một chút đi, chờ thêm chút nữa, tới gần nơi này Đại học Bắc Sơn Trung Y Dược chi nhánh viện hẳn liền sẽ phái người tới. Rất hiển nhiên, hắn mặc dù không giống như những người ngoại quốc kia như nhau nhận là Trung Y là mê tín, nhưng là, hắn nhưng không tin Trần Phi có thể có năng lực cứu Tắc Chi tiên sinh. Thậm chí hắn còn trong lòng nhận là Trần Phi cái này trẻ tuổi tiểu tử không phân chia tình hình nặng nhẹ, chuyện lớn như vậy, lại có thể cũng dám loạn nhúng tay, không tự lượng sức. Được rồi, vậy cho dù ta xen vào việc của người khác. Trần Phi cau mày mở miệng, lại nhìn lướt qua cực kỳ thống khổ Tắc Chi, có chút trong lòng không đành lòng, nhàn nhạt nói, bất quá, ta cảm thấy ta vẫn là cần phải nhắc nhở các người một chút, vị này Tắc Chi tiên sinh tựa hồ còn có nghiêm trọng cao huyết áp cùng với mạch máu bệnh. Nếu như đường đột di động nói, hoặc là trong vòng một giờ không có thể được hữu hiệu cứu trị nói, sợ rằng sẽ đưa tới lớn diện tích cơ tim nghẹn, đến lúc đó, thần tiên hạ phàm cũng khó cứu. Nói xong câu này nói, hắn liền hơi khẽ cau mày rời đi, đi đến một bên chỗ ngồi xuống. Nhưng mà, ở trong lòng đã tồn tại không tín nhiệm, kháng cự trong lòng dưới tác dụng, Trần Phi có lòng tốt nhắc nhở căn bản cũng không có đạt được đối phương một chút coi trọng, bọn họ vừa muốn dìu đỡ Tắc Chi tiên sinh. Muốn cho hắn ngồi xuống, nhưng vào lúc này, biến cố xảy ra. À, chỉ gặp vậy Tắc Chi ở hộ vệ kia nâng đỡ, thân thể đột nhiên đổi được hơn nữa run rẩy, sắc mặt ảm đạm, môi run rẩy trong miệng phát ra khàn khàn tiếng kêu thảm thiết. Cả người cứ như vậy trực tiếp sụi lơ té xuống. Thấy tình cảnh này, một vị khác nghe được radio sau chạy tới bác sĩ, một người đàn ông trung niên lập tức sắc mặt đại biến đứng lên, hướng về phía hộ vệ kia hét lớn, ngươi, mau buông tay. Bệnh nhân trước mắt là nghiêm trọng đột phát cơ tim tắc nghẽn, hơn nữa còn tựa hồ đưa tới những thứ khác cũng phát chứng, không thể đường đột di động, nếu không thì chẳng khác nào tại mạng hắn. Nói xong câu này nói, hắn lại nhanh chóng giới thiệu thân phận mình, lấy ra tăng sức thuyết phục, ta là thành phố Bắc Sơn Bệnh viện Trung ương khoa tâm huyết quản Lưu Trường Sơn, mau, mau buông xuống hắn. Là Lưu bác sĩ, quá tốt, ngài mau tới xem. Vị này Tắc Chi tiên sinh là Italy nổi danh thiết kế thời trang đại sư, lần này đặc biệt đại biểu tập đoàn Saint Laurent tới thành phố Bắc Sơn khảo sát đầu tư, tuyệt không thể có chuyện. Thành tựu thành phố Bắc Sơn lớn nhất một nhà tổng hợp tính bệnh viện tam giáp khoa tâm huyết quản chuyên gia, vậy nhân viên chính phủ người trung niên tự nhiên nghe nói Lưu Trường Sơn tên chữ, nhất thời giống như là gặp được cứu tinh, lớn tiếng kêu cứu. Thành phố Bắc Sơn thành tựu tỉnh Giang Nam số 1 số 2 kinh tế mạnh thành phố. Cộng có 2 đại học năm thứ 3 giáp cấp bệnh viện, theo thứ tự là Đại học Bắc Sơn Trung Y Dược chi nhánh viện, thành phố Bắc Sơn Bệnh viện Trung ương. Cái trước chính là Đại học Bắc Sơn sáng lập bệnh viện, là Đại học Bắc Sơn trường y khoa lớn nhất lâm sàng trường học căn cứ, đồng thời vậy là cả thành phố Bắc Sơn thậm chí còn tỉnh Giang Nam tốt nhất bệnh viện Trung Y, y học tư lực lượng hùng hậu, ở bên trong tỉnh bên ngoài hưởng tiếng tốt. Đồng thời, làm là quốc nội trung y dược giới ngôi sao sáng tồn tại Đỗ Khang Minh lại là đảm nhiệm qua nên viện viện trưởng, hôm nay mặc dù đã về hưu, nhưng lại như vậy coi như là nên viện trung y khoa lão chuyên gia, mỗi tuần cũng biết rút ra một ít thời gian an bài một lần chuyên gia môn trần. Còn như người sau, chính là trước mắt thành phố Bắc Sơn quy mô lớn nhất, dụng cụ trước nhất vào, nhân viên y tế lực lượng mạnh nhất tổng hợp tính bệnh viện, trong đó khoa tâm huyết quản lại là hưởng dự bên trong tỉnh bên ngoài. Có rất nhiều ngoài tỉnh người bệnh thậm chí cũng biết mộ danh tới, mà Lưu Trường Sinh, chính là cái này phòng ban số lượng không nhiều uy tín chuyên gia một trong, ở thành phố Bắc Sơn rất nổi danh. Tiên sinh, xin cứu chủ chúng ta. Vừa gặp Lưu Trường Sơn là thành phố Bắc Sơn nổi danh Tây y tâm huyết quản chuyên gia, tóc vàng kia mập người ngoại quốc được hộ vệ lập tức tùng một hớp lớn khí, giống như là tìm được cứu tinh, dùng kém chất lượng trung văn nói. Ta trước xem tình huống một chút đi. Nhưng mà Lưu Trường Sinh diễn cảm nhưng rất nghiêm túc, đi nhanh đến một số gần như bất tỉnh mập người ngoại quốc Tắc Chi bên người, đem lỗ tai dán vào ngực hắn bên nghe. Người sau tựa hồ hơn nữa đau khổ, môi run rẩy vô cùng tái nhợt, cơ hồ đã không thể hít thở, thậm chí từng một lần bị sốc đã qua. Thấy tình cảnh này, vậy Lưu Trường Sơn diễn cảm hết sức nghiêm túc, xoay người hướng sau lưng hộ vệ còn có vậy quan viên chính phủ nói, từ trước mắt hắn biểu hiện ra triệu chứng tới xem. Ta cảm thấy hẳn là cấp tính cơ tim tắc nghẽn, hơn nữa tựa hồ còn có một loạt cũng phát chứng, tình huống hết sức gay gâu, nếu như không kịp thời cứu, rất có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm tánh mạng. Vừa nói, cho dù là hắn cái này thành phố Bắc Sơn Bệnh viện Trung ương nổi danh khoa tâm huyết quản uy tín chuyên gia, đều lộ ra tương đương khó giải quyết thần sắc. Bởi vì là,
liền vậy mập người ngoại quốc tình huống trước mắt, đừng nói là nơi đây điều kiện có hạn, căn bản không cách nào cứu, coi như là giờ phút này là ở bệnh viện trung ương trong phòng giải phẫu, hắn vậy vẫn không nắm chắc được bao nhiêu phần có thể đem đối phương cứu sống lại, nhiều lắm là 30%. Dẫu sao đây chính là cấp tính cơ tim tắc nghẽn, hàng năm nó không biết cướp đi nhiều ít toàn cầu người tánh mạng, nhiều hơn nói còn có nhiều như vậy hắn giờ phút này không cách nào đoán được cũng phát chứng, thật rất khó giải quyết. Cái này, Lưu Trường Sơn lời vừa nói ra, tại chỗ vô luận là cái đó hiểu tiếng Trung mập người ngoại quốc hộ vệ, hay hoặc là vị kia nhìn giống như là quan viên chính phủ người trung niên, đều ngẩn ra, không hẹn mà cùng theo bản năng hướng Trần Phi phương hướng nhìn một cái. Bọn họ quả thật không nghĩ tới hưởng dự tỉnh trong ngoài thành phố Bắc Sơn Bệnh viện Trung ương khoa tâm huyết quản chuyên gia Lưu Trường Sơn, nhưng hạ đạt chẩn đoán cùng cái đó mao đầu trẻ tuổi tiểu tử như nhau, hơn nữa còn không bằng hắn cặn kẽ, cái này làm cho hai người bọn họ đều có một loại hoang đường cộng thêm kinh dị cảm giác. Chẳng lẽ, thằng nhóc kia thật có thể cứu chữa Tắc Chi tiên sinh? Không, trung y ở trên quốc tế căn bản cũng không bị đồng ý, là mê tín, tuyệt đối không thể để cho hắn cứu chữa Tắc Chi tiên sinh. Nhưng mà, vậy mập người nước ngoài hộ vệ vẫn còn là bởi vì là nội tâm thành kiến, nhận là trung y là mê tín, là gạt người đồ, không muốn để cho Trần Phi cứu chữa Tắc Chi tiên sinh, mà là quay đầu nhìn về Lưu Trường Sơn dùng kém chất lượng trung văn nói, tiên sinh, có thể đem Tắc Chi tiên sinh đưa đi bệnh viện sao? Chỉ cần đem Tắc Chi tiên sinh đưa đi bệnh viện, có công cụ, là có thể đem hắn cứu sống chứ? Không được. Nhưng mà, vậy Lưu Trường Sơn nhưng dùng rất nghiêm túc giọng hủy bỏ. Nghiêm túc nói, vị tiên sinh này tình huống trước mắt hết sức gay gâu, tuyệt đối không thể lộn xộn, nếu không, sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Vậy làm sao bây giờ? Hộ vệ kia dưới tình thế cấp bách không nhịn được giống lên. Tắc Chi tiên sinh tuyệt đối không thể có chuyện, chối, bọn họ sẽ có phiền toái lớn. Ta lập tức thông báo bệnh viện đem cấp cứu dụng cụ đưa tới, nếu có thể ổn định vị tiên sinh này tình huống trong cơ thể, có lẽ sẽ có chuyển cơ. Vậy Lưu Dài Thắng thấp giọng nói. Nhưng mà, thành phố bệnh viện trung ương cách nơi này nói ít cũng có nửa giờ chặng đường, hơn nữa, bây giờ chính là thời kỳ tan việc cao điểm, nếu như kẹt xe nói. Nhưng là vậy quan viên chính phủ người trung niên nhưng mở miệng như thế, lo lắng nói. Thành phố Bắc Sơn thành tựu tỉnh Giang Nam kinh tế mạnh thành phố, diện tích tuyệt đối không coi là nhỏ, cho dù là dưới tình huống bình thường không kẹt xe, từ thành phố bệnh viện trung ương tới nơi này, đều phải nửa giờ đường xe. Chớ nói chi là bây giờ vẫn là lúc tan việc thời kỳ cao điểm, trận được không được, căn bản đợi không được. Vậy, Lưu Trường Sơn nghe vậy vậy lộ ra một loại vẻ lo lắng, bởi vì là hắn biết đối phương nói không sai. Đột nhiên, hắn lại thích giống như tựa như nhớ tới cái gì, hướng vậy quan viên chính phủ người trung niên dùng rất nhanh ngữ tốc nói, vậy hãy nhanh thông báo trung y chi nhánh Việt, nếu như ta nhớ không lầm, Đỗ lão ngày hôm nay tựa hồ có chuyên gia môn trần, nếu là có thể mời được hắn tới đây. Cũng biết còn có hy vọng. Cái gì, Đỗ lão ngày hôm nay ở trung y chi nhánh cửa viện trần. Ta lập tức đi thông báo, các người chờ một chút. Vậy quan viên chính phủ người trung niên lại kích động, thật nhanh chạy đi sang một bên gọi điện thoại. Trên thực tế, lấy hắn ở thành phố Bắc Sơn cơ quan chính phủ chức vị, đã rất ít có như vậy thất thố lúc này bất quá, lần này quả thật tình huống đặc thù. Vị này bị dự là Italy kiệt xuất nhất nhà thiết kế một trong Tắc Chi tiên sinh, đây chính là đại biểu tập đoàn Saint Laurent tới thành phố Bắc Sơn khảo sát đầu tư, nếu là có thể đem chuyện này làm được, tuyệt đối là rất lớn một khoản thành tích, thậm chí đối với hắn tương lai sĩ đồ đều có vô cùng trợ giúp lớn. Nhưng ngược lại, nếu là đối phương ở hắn chiêu đãi hạ xảy ra vấn đề gì, tự nhiên cái gì oan uổng cũng được rơi vào hắn trên đầu, nói như vậy, rất có thể hắn sĩ đồ liền đem ở chỗ này kết thúc. Các người nếu là lại như thế chỉ hoãn đi xuống, ta bảo đảm, nhiều nhất lại qua mười mấy phút, vị này Tắc Chi tiên sinh liền được đi gặp Thượng Đế. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh từ bên cạnh truyền tới, lại là Trần Phi không biết lúc nào lại nổi lên tới đi tới. Ngươi nói gì, ngươi dám nguyền rủa Tắc Chi tiên sinh, vậy biết tiếng Trung mập người ngoại quốc hộ vệ lập tức nổi giận, hướng Trần Phi gầm hét lên. Hoặc giả là liên tưởng đến Tắc Chi tiên sinh nếu là chết. Hắn sẽ phải chịu loại nào khủng bố đối đãi, hắn thời khắc này trạng thái cũng thay đổi được vô cùng không ổn định, giống như là muốn ăn thịt người. Người muốn là muốn cho hắn chết, ngay tại đối với ta hống một tiếng thử một chút. Nhưng mà, Trần Phi nhưng chỉ là liếc hắn một cái, cười lạnh nói. Trên thực tế,
đối với đối phương xem thường trung y, xem thường mình thái độ, trong lòng của hắn là tương đương không ưa, thậm chí muốn đi về, nhưng mà, bệnh nhân thủy chung là vô tội, chỉ bằng hắn mới vừa rồi quan sát, vậy được gọi là tắt chi mập người ngoại quốc quả thật đã tình huống rất nghiêm trọng, phải lập tức bắt đầu chữa trị, nếu không thần tiên tới cũng khó cứu. Ngươi, chàng trai, ý ngươi là, ngươi có thể cứu vị tiên sinh này. Lưu Trường Sinh nghe được Trần Phi nói cũng có chút ngẩn, có chút nhíu mày mở miệng nói. Rất hiển nhiên, hắn vậy nhận là Trần Phi là có chút không phân chia nặng nhẹ, lại dám xen vào chuyện trọng yếu như vậy tình. Ta kêu Trần Phi, là một người trung y, nếu như bây giờ ta còn có 70% chắc chắn có thể cứu hắn, nhưng nếu là lại kéo một hồi, vậy thì xin lỗi, người nào tới phỏng đoán cũng là không thể ra sức. Trần Phi diễn cảm nghiêm túc mở miệng nói. Người nào tới liền cũng không có thể không có sức. Vậy nếu là Đỗ lão đâu? Đỗ lão tới cũng không được. Vậy quan viên chánh phủ người trung niên tựa hồ đã nói điện thoại xong, đi tới trầm mặt nói. Hắn mới vừa rồi đã hướng trung y chi nhánh viện bên kia gọi điện thoại, nói rõ tình huống quan hệ lợi hại, đối phương vậy tương đương coi trọng, cam kết lập tức thông báo Đỗ lão đi bên này chạy tới. Nhưng bây giờ cái này tiểu tử chưa ráo máu đầu nhưng lại còn nói qua một hồi nữa, người nào tới cũng không có thể không có sức. Đây là đang xem thường Đỗ lão sao? Một cái học trung y, lại dám như vậy nói ẩu nói tả, thật là. Đỗ lão chẳng qua là một người bác sĩ, không phải thần tiên. Ai, thôi, nếu các người không thể, vậy ta vậy không làm, cứ như vậy đi. Thấy tình cảnh này, Trần Phi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Mặc dù hắn là rất muốn giữ lại cái này cái sinh mạng, nhưng mà, hắn luôn không khả năng mạnh tới đi. Không nói khác, liền nói vậy mấy cái giờ phút này đang vây ở mập người ngoại quốc tắt chi bên người hộ vệ, vừa thấy liền biết không phải là cái gì mặt hàng đơn giản. Cho dù hắn rất có thể đánh, cũng không khả năng làm qua chân chính trải qua thiết huyết mưa gió nghề hộ vệ à. Vậy căn bản không phải một tầng thứ, không được chơi. À. Nhưng vào lúc này... Vậy mập người ngoại quốc tắt chi chờ thân thể vừa kéo, cả người run rẩy hơn nữa kịch liệt, trong mắt hơi có chút tan rã, môi tái nhợt, cả người đều bắt đầu bị sốc đứng lên. Đáng chết, không xong. Vậy Lưu Trường Sơn sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi, thấp giọng quát mắng. Thành tựu thành phố Bệnh viện Trung ương uy tín khoa tâm huyết quản chuyên gia, hắn dĩ nhiên biết đây là như nhau như thế nào hỏng bét tình huống, lại không cứu người, liền thật sắp không còn kịp rồi. Ông chủ. Những người hộ vệ kia sắc mặt đại biến, trong con ngươi lộ ra nóng nảy cùng sợ hãi. Tắt chi, thân ái tắt chi tiên sinh, ngươi có thể nhất định phải chống nổi à. Đỗ lão hẳn lập tức sẽ tới. Vậy quan viên chánh phủ người trung niên cũng là đầu đầy người đàn ông vạm vỡ, lo lắng nói. Tránh ra. Ngay tại lúc này, Trần Phi bình tĩnh đi về phía bị bệnh tắt chi, muốn cứu người. Nhưng mà, vậy biết nói tiếng trung hộ vệ nhưng hay là đem hắn ngăn lại. Dùng kém chất lượng trung văn cảnh cáo nói, ngươi, trung y, không được, nhanh lên một chút rời đi, nếu không cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Làm một thân cao đủ 1m9 đại hán người da đen, thân thể cường tráng mang rõ ràng cảm giác bị áp bách, còn có cái loại đó làm người ta hít thở khó khăn thiết huyết khí, để cho người bình thường căn bản cũng không dám ở trước mặt hắn nhiều đứng một chút, cho dù là Trần Phi, vậy cảm giác rất khó chịu. Nhưng hắn giờ phút này nhưng cưỡng ép chịu đựng cái loại đó cảm giác bị áp bách, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng đối phương ánh mắt, lạnh như băng nói, ta cuối cùng nói lại lần nữa, tránh ra, nếu không thì là ngươi tự tay đem ngươi ông chủ mình sát hại. Ngươi nói gì, vậy biết tiếng trung đại hán người da đen hộ vệ lập tức cuồng nộ, nâng lên quả đấm to lớn liền muốn động thủ. Đợi một chút, dừng tay hanh, để cho hắn thử một chút, nhưng vào lúc này, một cái tóc vàng mắt xanh. Giống vậy hết sức cường tráng đầu chọc người da trắng đem hắn ngăn lại, lại có thể nói như thế. Ngươi nói gì? Vậy đại hán người da đen nghe được đầu chọc người da trắng nói, đang muốn phản bác, nhưng bị đánh gãy. Hanh, ngươi cho ta làm rõ ràng, bây giờ ông chủ đã đến thời điểm nguy hiểm nhất, không để cho hắn cứu, hơn phân nửa vậy chống đỡ không nổi nữa, còn không bằng để cho hắn thử một chút, ngươi hiểu ý của ta không? Vậy đầu chọc người da trắng là dùng tiếng Anh cùng người da đen kia trao đổi. Sau đó liền gặp hắn đi về phía Trần Phi, lớn tiếng nói, ngươi, hỗ trợ, cứu người. Hắn trung văn cũng không tốt. Nhưng dù vậy, cũng đủ rồi, Trần Phi không chút do dự lui ra đại hán người da đen đi về phía đang trên đất co giật mập người ngoại quốc tắt chi.
Vậy quan viên chánh phủ người trung niên cùng Lưu Trường Sơn thấy tình cảnh này cũng do dự một chút, nhưng vậy vẫn là cuối cùng không có ngăn trở. Bởi vì là loại chuyện này quả thật đã là nguy hiểm nhất, đợi không được Đỗ lão tới, Lưu Trường Sơn mình vậy không có một chút chắc chắn cứu người, làm sao đáng đi ngăn trở. Yên tâm, ta có thể cứu ngươi. Trần Phi vừa đi đến vậy tắt chi bên người, sẽ dùng kém chất lượng tiếng Anh ở đối phương bên tai nhàn nhạt nói một tiếng, rồi sau đó, liền gặp hắn đưa tay ra đang đối với ngực hắn, tác dụng chậm, trên đầu tất cả dùng sức không đều đều đánh mấy cái, rồi sau đó liền bắt đầu đấm bóp thân thể của đối phương. Một màn này, trực tiếp để cho tất cả mọi người tại chỗ nội tâm nhất kinh nhất xạ, ngây ngẩn. Có thấy không, ta liền nói hắn là tên lường gạt, mau cút mở. Vậy đại hán người da đen hộ vệ thấy tình cảnh này lại là giận như vậy gầm thét, quơ quả đấm to muốn đem Trần Phi mở ra. Nhưng vào lúc này, hắn đồng bạn, cũng chính là người da trắng kia đầu chọc chợt đem hắn ôm lấy, dùng một loại gần như sợ hãi giọng cả kinh nói, hanh, người cái này ngu xuẩn cho ta dừng tay. Người thấy rõ ràng, ông chủ khỏe giống như mau không sao. Cái gì, cái này không thể nào. Người da đen kia hộ vệ lập tức trợn tròn mắt. Dùng một loại sửng người thần sắc nhìn về phía trước. Cái này, làm sao có thể? Hô hấp đều đặn xuống. Cho dù là vậy thành phố Bệnh viện Trung ương khoa tâm huyết quản uy tín chuyên gia, Lưu Trường Sơn giờ phút này cũng có chút cằm hợp không được. Hắn là thật không có nghĩ đến, ngay tại hắn trong mắt cho rằng là qua loa vỗ được vậy mấy cái, lại có thể thật để cho đang co quắp, cơ tim hàng loạt nghẹn tắt chi hà hơi bình ổn lại. Nói cách khác, hắn đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm. Đây quả thực là kỳ tích. Nhóc, vị này bác sĩ, người có thể làm cho Tắt Chi tiên sinh tỉnh lại sao? Vậy quan viên chánh phủ người trung niên cũng là một mặt kích động, nhìn Trần Phi nhỏ giọng nói. Đừng nói chuyện. Nhưng mà, Trần Phi nhưng chỉ là như vậy trả lời hắn, đi theo liền gặp hắn từ trong ngực lấy ra mang theo người ngân hộp, lấy ra ngân châm nước chảy mây trôi thân thể đối phương lên các trọng yếu huyệt vị ghim xuống, có cạn có sâu, lực lượng có nhẹ có yếu. Cái này, tất cả mọi người tại chỗ, đặc biệt là những người ngoại quốc kia hộ vệ trong mắt trước khi không tín nhiệm, giờ phút này đều đã toàn bộ biến thành cây yêu ta sợ, bởi vì là ông chủ bọn họ Tắt Chi tiên sinh, thì đã tỉnh. Ông chủ ngươi đã tỉnh chưa? Thật là quá tốt, thượng đế phù hộ, người da đen kia hộ vệ lập tức kích động. Im miệng, hay người cái này ngu xuẩn, người mới vừa thiếu chút nữa hại chết ta. Vậy có chút khôi phục như cũ mập người ngoại quốc Tắt Chi có một loại ánh mắt hung tợn, yếu ớt hướng người da đen hộ vệ mắng to. Hắn mới vừa rồi mặc dù đã sắp bị sốc, nhưng ý thức vẫn còn ở, tự nhiên rất rõ ràng Trần Phi hai lần ba lần muốn cứu hắn, lại bị hắn đáng chết này ngu xuẩn hộ vệ ngăn trở. Nếu không phải cuối cùng có người đem hắn cản lại, há chẳng phải là ta Tắt Chi liền phải chết ở chỗ này. Đáng chết, thật là thật may à. Rồi sau đó lại gặp hắn hướng Trần Phi cảm kích mở miệng, hết sức có thành ý, vị này bác sĩ, cảm ơn ngươi cứu ta kêu Tắt Chi, thật rất cảm ơn ngươi cứu ta. Được rồi, đừng nói chuyện, ngươi bây giờ còn chưa có hoàn toàn đè xuống chứng bệnh. Nhưng mà Trần Phi nhưng chỉ là để cho hắn im miệng, rồi sau đó lại lặp lại một lần mới vừa rồi qua loa vỗ, hơn nữa ở thân thể của đối phương lên, đặc biệt là bả vai cùng trên ngực. Xong hết rồi. Tốt sau một hồi. Trần Phi mới chậm rãi đứng dậy, hướng bị hắn đỡ dậy ngồi ở trên ghế Tắt Chi mở miệng nói, người hẳn nghe hiểu được Trung Văn đi. Người bây giờ đã không sao, trên người ngân châm trước đừng rút ra, cùng Trung Y chi nhánh viện Đỗ lão qua rồi hãy nói, sau này chuyện lão nhân ra ông ta khẳng định có thể xử lý, ta liền cáo từ. Nói xong, hắn liền đứng lên muốn đứng lên. Tiên sinh, xin chờ một chút, đặc biệt cảm ơn ngươi cứu ta. Ta kêu Tắt Chi. Đây là ta danh THIO ta, mời ngươi nhận lấy, sau này có thể liên lạc ta sẽ thật tốt cảm ơn ngươi. Nhưng mà vậy Tắt Chi lại không nghĩ rằng Trần Phi lại có thể phải đi nhanh như vậy, lập tức rất cung kính lấy ra mình danh THIO ta, đưa cho Trần Phi. Trần Phi tiện tay lấy ra danh THIO ta, gặp trên đó viết một chuỗi Italy văn, bất quá chỉ có số điện thoại hắn biết, tiện tay thu vào. Vị này tiểu huynh đệ sẽ phải rời khỏi sao, nếu không đợi thêm chút. Đỗ lão cũng nhanh muốn đi qua, nếu để cho hắn thấy ta thành phố Bắc Sơn lại ra ngươi như thế một vị tuổi trẻ tài cao lợi hại trung y, nhất định sẽ rất vui mừng. Vậy trong chánh phủ người đàn ông còn muốn giữ lại, có thể Trần Phi cũng còn không có lý hắn. Bất quá, ngay tại Trần Phi đi theo chuẩn bị lúc rời đi,
hắn chợt thật giống như nhớ ra cái gì đó, xoay người hướng vậy cái đại hán người da đen, còn có vậy mấy cái người nước ngoài hộ vệ tuét miệng đi cười nói, này, mấy người các ngươi, trung y còn no sao? Yes, yes, trung y rất tốt, rất tốt. Mấy người hộ vệ kia lập tức gật đầu như dã tỏi, cười theo nói. Ngày hôm nay nếu không phải Trần Phi trung y cứu ông chủ bọn họ, trời mới biết, bọn họ trở về sau đó, sẽ phải chịu cái gì nghiêm trọng trừng phạt. Đổi câu mà nói, Trần Phi thậm chí cũng có thể nói là bọn họ ân nhân cứu mạng, nơi nào còn dám nói trung y học no, trung y không được. Cái này còn không sai biệt lắm. Nghe được đối phương nói, Trần Phi trên mặt hiện ra nụ cười thỏa mãn, sáng chói đầu sáng chói não khẽ ngâm nga, nhàn nhã rời đi. Có thể cứu vãn một cái sinh mạng, đối với hắn mà nói, cũng là một cái rất trị giá được chuyện cao hứng. Dẫu sao hắn ban đầu sở dĩ muốn học y, muốn làm bác sĩ, chính là vì hành nghề y tế thế, cứu càng nhiều người hơn. Chàng trai, đợi ta một chút, đợi ta một chút. Vừa gặp Trần Phi thật đã rời đi, vậy Lưu Trường Sơn do dự một chút, lập tức đi theo lên. Mà đang ở Trần Phi, Lưu Trường Sơn đều trước sau rời đi sau đó, Đại học Bắc Sơn Trung Y chi nhánh viện đoàn người, cùng với Đỗ Lão lúc này mới lững thững tới chậm. Đỗ Lão hôm nay đã hơn 60 tuổi, nhưng là thân thể vẫn rất tốt, một đầu tóc bạch kim, mặt đầy đỏ thắm, hai mắt có thần. Làm hắn thấy được trên người cắm đầy không thiếu ngân châm tắt chi sau đó, lập tức ánh mắt sáng lên, sải bước hướng tắt chi đi tới, trong miệng mở miệng hỏi, hắn chính là người bệnh, ngân châm này. Thành tựu Trung Y chi nhánh viện tiền nhậm viện trưởng, hôm nay trong nước Trung Y giới ngôi sao sáng cấp nhân vật khác, vậy trong chánh phủ người đàn ông tự nhiên biết. Chỉ gặp hắn lập tức đi tới Đỗ Lão cùng Cúc Kỳ bên người, mở miệng giới thiệu, Đỗ Lão, vị này là Tắt Chi tiên sinh. Hắn lần này tới chúng ta thành phố Bắc Sơn, là đại biểu Italy tập đoàn Saint Laurent tới khảo sát đầu tư. Dứt lời, hắn lại hướng Tắt Chi nói, Tắt Chi tiên sinh, vị này là Đỗ Lão. Lão nhân gia ông ta ở chúng ta trong nước là một vị rất có danh vọng lão trung y, là tới cứu ngươi. Trung y rất lợi hại, ta yêu trung y. Vậy Tắt Chi nghe vậy cười tủm tỉm mở miệng nói, bất quá, ta bây giờ tựa hồ đã không sao, mới vừa rồi vị tiên sinh kia đã dùng hắn vậy y thuật thần kỳ, cứu ta. Mới vừa rồi vị tiên sinh kia. Không chỉ là Đỗ Lão ngẩn người, liền liền những thứ khác những cái kia đi theo trung y chi nhánh viện cao tầng cũng nổi lên nghi ngờ. Là như vậy, mới rồi có vị tự xưng gọi là Trần Phi chàng trai, dùng trung y cứu Tắt Chi tiên sinh. Vậy quan viên chánh phủ người trung niên lập tức đem chuyện mới vừa rồi, nói một lần, bao gồm Lưu Trường Sơn cùng với Trần Phi qua loa vỗ cùng với Hạ Trâm lúc này cũng nguyên bản vốn trình bày ra. Cái gì, thành phố bệnh viện trung ương Lưu Trường Sơn cũng ở đây, hơn nữa liền hắn cũng không thể ra sức. Các người là một cái tới tuổi 20 tiểu tử chưa ráo máu đầu. Đem vị này Tắt Chi tiên sinh cấp cứu, hơn nữa chẳng qua là qua loa đánh mấy cái. Cái này, làm sao có thể, các người có phải hay không bị hắn lừa? Mới vừa rồi phát sinh một màn kia nhưng là quá kinh người, cho nên cho dù chẳng qua là vị kia quan viên chánh phủ người trung niên miêu tả ra, cũng làm mấy vị kia trung y chi nhánh viện cao tầng giật mình không thôi, cảm giác không tưởng tượng nổi. Hừ, mời các người mấy vị chú ý nói chuyện phương thức. Ta Tắt Chi số mệnh là bị vị tiên sinh kia cứu hắn, vị kia Trần tiên sinh có thể không phải tên lường gạt. Nghe được những người đó giọng hoài nghi, Tắt Chi mất hứng, hừ lạnh nói. Ách, Tắt Chi tiên sinh ngươi hiểu sai ý, chúng ta chẳng qua là cảm thấy có chút giật mình. Những cái kia trung y chi nhánh viện cao tầng lúng túng cười nói. Được rồi, vị kia chàng trai làm rất khá, nếu như ta đoán không sai, hắn mới vừa rồi cứu vị này Tắt Chi tiên sinh thủ pháp, là xoa bóp. Ngay vào lúc này, một mực cúi đầu suy tư Đỗ Lão đột nhiên mở miệng nói. Xoa bóp. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn, đồ chơi kia còn có thể cứu người. Ta xem mấy người các ngươi thật là lão hồ đồ, trung y bao la vạn vật, có thể không chỉ là uống thuốc cứu người, châm cứu, xoa bóp, vọng văn vấn thiết. Bên nào không phải lão tổ tông lưu cho tài sản của chúng ta. Đỗ Lão có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dạy dỗ. Những lời này nói xong. Hắn vừa liếc nhìn Tắt Chi tiên sinh ghim ngân châm, mở miệng nói, có vị kia chàng trai cho ngươi xuống kim, cơ bản đã không vấn đề lớn lao gì. Bất quá, Tắt Chi tiên sinh ngươi vẫn là cùng chúng ta hồi bệnh viện đi xem một chút đi, để ngừa vạn nhất. Nghe đến chỗ này, Tắt Chi tự nhiên không hề phản đối. Trải qua Trần Phi lần này đối với thần kỳ của hắn cứu chữa sau đó,
hắn đã đối với Trung Y có vô cùng lòng tin, không điều kiện tin tưởng. Mà đang ở Đỗ Lão cùng với Trung Y viện chi nhánh cao tầng một nhóm đem Tắt Chi đưa về đi bệnh viện lúc đó, trước rời đi Trần Phi, không sai biệt lắm cũng đã gần phải rời khỏi Đại học Bắc Sơn. Ngay vào lúc này, từ sau lưng hắn chợt truyền đến kêu tên hắn thanh âm, Trần Phi nghiêng đầu vừa thấy, nhưng là vị kia thành phố bệnh viện Trung ương Lưu Trường Sinh bác sĩ bắt đi lên, thở hỗn hển dạy dỗ, vị bạn học kia, dừng bước, dừng bước. Trần Phi vốn là không muốn để ý hắn, có thể suy nghĩ một chút, vẫn là ngừng lại, xoay người hướng đối với mới lên tiếng nói, ta không phải học sinh. Không phải học sinh sao? Vậy Lưu Trường Sơn nghe vậy đầu tiên là sững sốt một chút, rồi sau đó đổ là chuyện đương nhiên gật đầu một cái, nói cũng đúng, chàng trai ngươi như thế lợi hại, tại sao có thể là học sinh đâu? Ta mới vừa nghe được ngươi nói ngươi kêu Trần Phi, nếu như không ngại, ta liền kêu ngươi Tiểu Phi đi, được không? Lưu Trường Sinh là thành phố Bắc Sơn Bệnh viện Trung ương khoa tâm huyết quản uy tín chuyên gia, không chỉ là ở thành phố Bắc Sơn, cho dù là đặt ở toàn bộ tỉnh Giang Nam, hắn cũng coi là nhất định có danh tiếng đạt tới uy vọng. Như trước kia, nếu là có loại này nhân vật lớn cùng Trần Phi bắt chuyện, trong nội tâm hắn nhất định sẽ là vô cùng kích động, nhưng hôm nay, hắn chỉ muốn nhanh lên một chút thoát khỏi đối phương, nếu không nhìn đối phương trận này chiến đấu, cái này nhiệt tình, sợ rằng thì phiền toái. Dẫu sao hắn vậy liền chỉ là một trung y mà thôi, tây y những cái kia lý luận, chiêu thức, hắn là hoàn toàn mù mở mắt à. Tiểu Phi, ta Lưu Trường Sơn rất ít có bội phục người lúc này phải biết mới vừa rồi vậy người ý Tắt Chi tình huống gay gâu trình độ, cho dù là ta ở điều kiện trọn vẹn dưới tình huống ra tay, vậy nhiều nhất cũng chỉ có không tới 30% tỷ lệ có thể đem hắn cứu lại. Tiểu Phi, người thật là thật lợi hại, vậy Lưu Trường Sơn tựa hồ tính tình rất thẳng. Trực tiếp hướng Trần Phi giơ lên ngón tay cái, khen nói. Như vậy thứ nhất, Trần Phi vậy có chút ngượng ngùng, sờ một cái đầu, cười nói, Lưu bác sĩ quá khen. Thật ra thì ta cũng chỉ là vừa vặn biết giải quyết như thế nào cái bệnh này mà thôi, không ngài nói như vậy lợi hại. Hắn mặc dù khiêm tốn, Lưu Trường Sinh nhưng lơ đễnh, bỗng nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, hướng về phía Trần Phi trước mắt sáng lên nói, không biết Tiểu Phi ngươi bây giờ là ở bệnh viện nào cao tựu. Trung y chi nhánh viện. Ách, cái này, Lưu bác sĩ, ta mới vừa tốt nghiệp, cộng thêm lại là từ Bắc Sơn Y Dược học viện ngành trung y tốt nghiệp, tạm thời còn không tìm được công tác. Trần Phi lúng túng cười nói. Có thật không, vậy thì tốt quá, ha ha. Ai biết vậy Lưu Trường Sơn nghe vậy, lập tức liền cười lớn, hướng Trần Phi nói lên mời. Như vậy đi, Tiểu Phi, nếu là ngươi không chê, tới chúng ta thành phố bệnh viện trung ương đi làm như thế nào? Ta bảo đảm, chỉ cần ngươi nguyện ý tới, ta có thể đi tìm viện trưởng để cho ngươi trực tiếp thành là bệnh viện chính thức bác sĩ. Hơn nữa đãi ngộ phương diện ngươi vậy không cần lo lắng, nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Đi thành phố bệnh viện trung ương đi làm. Trần Phi nghe vậy hô hấp nhất thời gấp gáp đứng lên, không nghĩ tới thật có lòng tốt có hảo báo, cái này cứu một người, lại có thể lại cho hắn tới một may mắn túi đại lễ. Đại học Bắc Sơn Trung Y chi nhánh Việt. Thành phố Bắc Sơn Bệnh viện Trung ương cũng thành là thành phố Bắc Sơn 2 đại học năm thứ 3 giáp cấp bệnh viện, có thể nói là tất cả y học vụ hành nghề người mơ tưởng cầu mong công tác, hoàn toàn có thể nói là một bước lên mây. Nhưng mà, hắn ở kích động, hưng phấn sức lực qua liền sau đó, nhưng có chút do dự mở miệng nói, nhưng mà, ta là một người trung y, đi thành phố Bệnh viện Trung ương không biết không tiện mặt sao. Hắn cái này băn khoăn có đạo lý, bởi vì là thành tựu thành phố Bắc Sơn quy mô lớn nhất. Y học tư lực lượng nhất hùng hậu, lớn nhất tổng hợp tính bệnh viện tam giáp, thành phố Bắc Sơn Bệnh viện Trung ương vẫn là lấy Tây Y làm chủ. Ngược lại thì Đại học Bắc Sơn Trung Y chi nhánh Việt, vừa nghe danh tự này cũng biết là Trung Y giữa đường, hai người nước giếng không phạm nước sông, tất cả quản một phương. Người đây bất đồng lo lắng, ta Lưu mỗi người ở trung tâm thành phố bệnh viện, vẫn là có chút mặt mũi, không ai dám khi dễ ngươi. Hơn nữa, ở trung tâm thành phố bệnh viện mặc dù Tây Y tương đối thịnh hành, nhưng mặc cho như vậy vậy có thật nhiều rất lợi hại trung y, tiền bối. Bệnh viện là một xem thực lực địa phương, chỉ cần ngươi không biết không phân chia nặng nhẹ, đi chữa trị những cái kia mình cũng không có đem cầm người bệnh, liền. Đói. Lưu Trường Sơn nói đang hăng say, bỗng nhiên tựa hồ vang lên mới vừa rồi bọn họ khinh thị Trần Phi một màn kia, lúng túng cười một tiếng, vội vàng phiết qua cái đề tài này, nói Tiểu Phi, như thế nào? Người muốn nguyện ý tới chúng ta thành phố bệnh viện trung ương tới làm nói,
ngày mai là có thể báo lại nói, ta sẽ giúp ngươi xử lý xong những chuyện khác. Trần Phi nghe vậy suy nghĩ một chút, hướng đối phương cảm kích nói, vậy thì cảm ơn Lưu thầy thuốc. Hắn trước mặc dù gửi một bút phát tài, nhưng bỏ mặc nói thế nào, vẫn là một cái không nghề nghiệp nổi danh, ở nơi này phồn hoa thành phố Bắc Sơn vẫn là rất khó khăn sinh tồn tiếp. Hôm nay tốt lắm, ngủ gật tới thì có người cho hắn đưa gối, hơn nữa còn là cái loại đó siêu cấp may mắn túi đại lễ. Đây chính là thành phố Bắc Sơn Bệnh viện Trung ương à, không biết bao nhiêu người gọt nhọn đầu cũng không chui vào lọt, lại bị hắn như thế hổ lý hổ đồ cho tiến vào, thật là, hì hì. Tốt lắm, nếu tiêu xài ngươi đã đáp ứng, vậy ta liền không quấy rầy ngươi, nha, đúng rồi, đem ngươi điện thoại nói cho ta một chút đi, tới báo cáo lúc này nếu là gặp vấn đề gì, trực tiếp cho ta gọi điện thoại, ta mấy ngày gần đây cũng sẽ ở bệnh viện trực. Lưu Trường Sơn mở miệng như thế. Nhưng là đùa bỡn một cái lòng. Lấy hắn ở trung tâm thành phố bệnh viện địa vị, làm sao có thể liên tục mấy ngày trực. Có thể một tuần làm hai lần chuyên gia môn trần, cũng đã có thể tốt vô cùng, nói cho cùng, còn không phải là vì từ Trần Phi nơi đó bộ đến điện thoại, thuận lợi sau này liên lạc. Lưu bác sĩ, phiền toái ngươi. Trần Phi đưa mắt nhìn đối phương rời đi, cảm kích nói. Trời tối, trở về đi thôi. Đến khi đối phương trở lên một chiếc xe taxi rời đi sau đó, Trần Phi ngẩng đầu nhìn xem đã giữ đi xuống bầu trời, vậy chuẩn bị trở về. Thành phố Bắc Sơn diện tích không nhỏ, chỉ là đến gần trung tâm thành phố phạm vi thì có 3 cái khu, chớ nói chi là càng bên ngoài vòng, vòng 2, vòng 3 quanh bên ngoài còn có những thứ khác tất cả lớn nhỏ 5-6 cái khu. Còn như Trần Phi chỗ ở, chính là trung tâm thành phố phía tây Minh Hoa khu thôn Thạch Nhân. Thành tựu tỉnh Giang Nam số 1 số 2 kinh tế mạnh thành phố, thôn thành trung vật này tự nhiên không tránh được. Rẻ tiền tiền mướn phòng, tiện nghi thức ăn, mặc dù hoàn cảnh sinh hoạt có chút kém, nhưng tuyệt đối là rất nhiều vừa mới đến, hoặc là sinh hoạt bỗng nhiên gặp được vấn đề gì, kinh tế túng quẫn bằng hữu chọn đầu. Giống như Trần Phi trước, bởi vì là mới vừa tốt nghiệp, mỗi ngày dậy sớm khi trời còn tối ở người tuyển mộ thị trường bận làm việc một hoặc hai tháng, nhưng không có tìm được thích hợp công tác. Không có tiền, dĩ nhiên là chỉ có thể lựa chọn tương đối dễ dàng sinh hoạt một chút thôn thành trung ở. Trần Phi chỗ ở là thôn Thạch Nhân phía Tây, chừng cũng chỉ có một cái cung cấp lui tới giao thông tiện lợi đường chính, ngoài ra đều là hẻm nhỏ, khắp nơi vỗ sạp thịt nướng, thức ăn đêm trải. Có chút bẩn thỉu địa phương, nước ngầm ở đường phố giàn giụa, có phải hay không còn có con chuột cùng sinh vật xuất hiện, lấy chứng minh chỗ này quả thật hoàn cảnh không tốt lắm. Hơn nữa, còn rất loạn. Các người làm gì à, buông ta ra. Ngay tại Trần Phi theo hẻm nhỏ khẽ ngâm nga đi mình thuê ở mướn trung sân đi tới lúc này bỗng nhiên, từ trước phương truyền tới một đạo khẩn cấp duyên dáng kêu to thanh, hơn nữa nghe còn rất quen thuộc. Thanh âm này là... Trần Phi chân mày lập tức nhíu lại, dưới chân nhịp bước tăng nhanh, hướng phía trước ngõ hẻm khúc quanh đi tới. Chỉ gặp ở đó rách dưới mờ tối hợp đồng xó xỉnh, một cái chìa vào cũ nát tiểu hoàng đèn cột dây điện phía dưới. Hai ba cái nhuộm tóc vàng, trên cánh tay ổn các loại xăm, lưu manh côn đồ các ke đang một mặt cười đáng trận một người mặc màu xám cho giá rẻ áo lông ngực lớn thiếu phụ, tay chân rất không sạch sẽ. Diễm tỷ, Trần Phi mặt liền biến sắc, lập tức phát hiện vậy bị côn đồ các ke trận lại người đẹp ngực lớn thiếu phụ lại là hắn hàng xóm Diễm tỷ. Hắn sắc mặt lập tức đổi được không nhìn khá hơn, mặt âm trầm, hướng vậy mấy tên côn đồ sải bước đi đi, trong miệng khiển trách tóc vàng, cho ta dừng tay. Rất hiển nhiên, Trần Phi vậy biết kia mấy cái một mặt cười đáng, đối diện xinh đẹp tái máy tay chân, trong tay không sạch sẽ người, chính là bọn họ phụ cận đây nổi danh kẻ ác côn đồ. Đặc biệt là cái đó bị hắn gọi là tóc vàng người, trước kia còn nghe nói chém chết hơn người, bởi vì bằng cớ không đầy đủ, cũng chỉ đi vào đợi mấy năm liền được thả ra, hôm nay coi như là thôn Thạch Nhân làm trùm, bắt nạt kẻ yếu, rất nhiều người đàng hoàng đều sợ hắn. Hơn nữa, cái này không chỉ có một ngày không có chuyện làm, khắp nơi ăn trộm gà trộm chó, gây rắc rối, thu phí bảo kê, hắn có một cái lớn nhất đặc điểm, chính là háo sắc. Thôn Thạch Nhân không biết nhiều ít cô nương bởi vì bị hắn nhìn lên, táng thân gan bàn tay, hơn nữa còn giận mà không dám nói gì, gián tiếp giúp giải hắn kiêu căng phách lối. Hôm nay, tên này tựa hồ còn chuẩn bị đối với Diễm tỷ ra tay, cái này làm thành tựu hắn hàng xóm, thường xuyên đạt được đối phương chiếu cố Trần Phi rất tức giận. Đây không phải là vậy cái gì đại học cao tài sinh sao? Làm sao, người công tác tìm được, lại dám để ý tới ta tóc vàng chuyện,
Vậy tóc vàng vừa nghe đến Trần Phi quát, đầu tiên là sững sốt một chút, rồi sau đó xoay người lại âm dương quái khí cười lạnh nói. Hắn tóc vàng ở thôn Thạch Nhân là thân phận gì, lại có người dám không biết sống chết tìm hắn chuyện, thật là tự tìm cái chết. Tiểu Phi, ngay tại lúc này, vậy ăn mặc màu xám cho áo lông diễm tỷ thừa dịp tóc vàng các người buông lỏng, lại có thể lập tức từ bọn họ trong vòng vây chạy ra, một mặt sợ hãi chạy đến Trần Phi sau lưng, giống như là tìm được cứu tinh. Ở thời điểm này, một cái không nơi nương tựa yếu cô bé, nhất định sẽ đem hắn dám đứng ra liền hắn người đàn ông, làm là cuối cùng một cây rơm rạ, cuối cùng một phần hy vọng. Mới vừa rồi, ở nơi này trong đường hẻm, mặc dù tiện nghi, nhưng vẫn có không ít người đi qua nơi này, làm hắn thấy mình gặp gỡ lúc vốn muốn xuất thủ hỗ trợ, nhưng vừa thấy gặp trận lại nàng người là tóc vàng các người, từng cái liền lập tức sắc mặt đại biến đứng lên, không ai dám xen vào việc của người khác. Dẫu sao, đây chính là đã từng đã giết người người, ai dám trêu chọc loại người này. Nhanh lên cút, nếu không, ngày hôm nay có mấy người các ngươi xinh đẹp. Nhưng mà Trần Phi cũng không giống như những người đó lá gan nhỏ như vậy, một bên Trấn An núp ở sau lưng hắn run lẩy bẩy diễm tỷ, vừa dùng ánh mắt lạnh lùng quét về phía tóc vàng các người, khiển trách. Hắn cùng những bại hoại này vậy không phải lần thứ nhất giao thiệp, có một lần, hắn mới vừa dẫn đến làm thêm tiền lương chuẩn bị trở về tới gửi ngân hàng, có thể không nghĩ tới bị đối phương mấy tên này thấy, muốn cho hắn đoạt, nhưng là lại bị hắn đánh gãy tay. Trên thực tế, nếu là đổi thành những người khác dám làm nhiễu hắn tóc vàng chuyện tốt, sớm chỉ làm, nơi nào còn ở chỗ này rằng co, nói cho cùng, chính là bởi vì là kiêng kỵ mà thôi. Ngươi, quả nhiên, nghe được Trần Phi mà nói, vậy tóc vàng mấy sắc mặt người đều thay đổi đổi, có tức giận, nhưng càng nhiều hơn chính là kiêng kỵ. Bọn họ những thứ này xen lẫn trong tầng dưới chót nhất côn đồ các kẻ, mỗi một người đều là bắt nạt kẻ yếu nhân vật. Thật gặp Trần Phi cái này có thể một người đánh 10 người cố gắng, nói không sợ đó đều là giả, khẳng định trong lòng vẫn là kiêng kỵ. Trần Phi, ta nói cho ngươi, chuyện này ngươi chớ xen vào việc của người khác. Vương Đại Xuân tên kia đã đem vì sao xinh đẹp bán cho chúng ta, đây là hợp đồng, phía trên giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng, và ngươi không quan hệ. Đột nhiên, vậy tóc vàng còn nói ra một phen kinh người nói, lấy ra một bản nhăn nhíu, phía trên viết mấy nhỏ xếp chữ. Nhấn đỏ dấu tay giấy. Cái gì? Bán? Ngươi nói bậy. Diễm tỷ cả người cũng không nhịn được run đứng lên, đỏ ửng trên mặt tràn đầy làm nhục vẻ, lớn tiếng nói. Nói bậy, làm sao vì sao xinh đẹp, người đây là chuẩn bị không nhận ông xã đúng không? Vương Đại Xuân tên phế vật kia chữ viết, ngươi không nhận ra. Vậy nếu không muốn ta đem hắn gọi tới trước mặt nói cho ngươi, ngươi đã bị hắn bán cho ta, từ nay về sau. Ngươi chính là ta tóc vàng người phụ nữ, ha ha ha. Vậy tóc vàng trong mắt hiện ra lau một cái âm độc, cười đãng thần sắc, lớn tiếng nói. Ngươi cái này tên khốn kiếp, không phải là người. Vì sao xinh đẹp mắt đỏ, run rẩy thân thể cắn răng nghiến lợi mắng. Có thể nàng cũng chỉ có thể mắng loại trình độ này, xa không bằng những tên côn đồ các cái kia trong tay ô ngôn uế ngữ, tới bẩn thỉu. Thúi, ngươi cho lão tử làm rõ ràng. Ngươi là Vương Đại Xuân lão bà, hắn bại bởi ta 50.000, không có tiền cho ta, đáp ứng đem ngươi thế chân cho ta trả nợ. Làm sao, ngươi còn muốn quỵt nợ phải không? Vậy tóc vàng nói tới chỗ này bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, giễu cợt nói, giấy trắng mực đen ở nơi này viết, muốn ta đứt đoạn tiếp theo dây dưa ngươi, cũng được, 100.000, chỉ cần ngươi cho ta 100.000, ta bảo đảm sau này tuyệt đối sẽ không lại tới phiền ngươi, người gặp ngươi trực tiếp đi vòng. Nàng một bộ ăn chắc da của đối phương hiện. Ta nói tóc vàng, 100.000, ngươi làm sao không dứt khoát cướp. Vừa lúc đó, Trần Phi rốt cuộc không nhịn được mở miệng nói chuyện. Những thứ này không biết xấu hổ chó má, thật là một nắm lấy cơ hội, thì phải sư tử quá mở miệng à. Trần Phi, cái này cũng không quản chuyện ngươi, vậy Vương Đại Xuân nhưng mà xác xác thật thật ở ta trong tay thua mất 50.000, không có tiền cho, ký tên đồng ý muốn bắt vợ mình trả nợ. Ngươi nếu là còn muốn che chở hắn, cũng được, vậy ta liền đem cái này giấy trắng mực đen cầm ra các hàng xóm xem, tin tưởng mọi người hẳn cũng rất vui lòng nhìn đồ chơi đi. Ngươi thật đúng là đừng nói, cái này tóc vàng mặc dù là một côn đồ, nhưng cái này chút cậy mạnh vô lý mê sảng, nhắc tới vẫn là nhất lưu, để cho nhân khí được ngứa răng. Ngươi dám, ngươi không thể làm như vậy. Vì sao xinh đẹp sắc mặt vậy lập tức liền biến, hốc mắt đỏ bừng. Thân thể mềm mại nhìn không được run.
Phải biết, loại chuyện này thật nếu là truyền đi, nàng sau này thật đúng là sao gặp người à. Sau này đi ở trên đường, ai cũng biết âm thầm chỉ nàng, nói nàng bị chồng mình bán, một người phụ nữ nơi nào có thể chịu được như vậy lời đồn đại. Không thể, tại sao không thể, chẳng lẽ ta tóc vàng tiền thì không phải là tiền. Là giấy, nếu các người nếu như vậy, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Vậy tóc vàng vừa gặp vì sao xinh đẹp như thế không được đường, dứt khoát vậy lười được nói thêm nữa, thét bọn tiểu đệ cười lạnh một tiếng, chuẩn bị rời đi. Đợi một chút. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng chợt từ sau lưng hắn vang lên, tóc vàng hơi biến sắc mặt, xoay người lại, tràn đầy Trần Phi một mặt âm lãnh mở miệng nói, Trần Phi ta lại cảnh cáo ngươi một lần, chớ xen vào việc của người khác. Hừ, đây cũng không phải là xen vào việc của người khác. Trần Phi nghe vậy trực tiếp hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bất thiện nhìn đối phương, rồi sau đó không nói lời nào trực tiếp đi tới trước mặt đối phương, một cái xách ở đối phương cổ áo, trên cao nhìn xuống, khiển trách đem vậy tấm chữ theo giao ra đây cho ta. Người mẹ hắn cho ta cút. Vậy tóc vàng rất hiển nhiên cũng không phải một cái thiện cùng nhân vật, trực tiếp đem Trần Phi đẩy ra, trên mặt hiện ra hung tợn thần sắc, dùng tay chỉ Trần Phi uy nghiêm nói, lão tử vốn là không muốn cùng ngươi nhiều chuyện. Nếu ngươi muốn mình tốt, tốt lắm, lên cho ta. Theo tóc vàng ra lệnh một tiếng, hắn và dưới tay hắn vậy mấy tên côn đồ tiểu đệ trực tiếp hướng Trần Phi đánh tới, một cái tên hung thần ác sát, trong tay cầm trên đất có sẵn nhặt đá, cục gạch, thậm chí còn có một cái thấp bé, gian trá người lại có thể trực tiếp từ quần trong túi xách móc ra một cái lò xo đao nhỏ, trong mắt tràn đầy dữ tợn ác độc vẻ, hướng Trần Phi cười lạnh nói, lão tử nhưng vẫn nhớ lần trước thù, xem ta ngày hôm nay phế ngươi. Lần trước, tựa hồ chính là hắn bị Trần Phi cắt đứt một cái tay. Tiểu Phi, làm vì sao xinh đẹp kịp phản ứng được lúc này lập tức hét dầm lên. Những tên kia trên tay nhưng mà toàn bộ đều cầm hung khí, cái này nên làm cái gì, làm thế nào à? Oanh! Nhưng ngay khi nàng nội tâm lo lắng vô cùng lúc này bên tai chợt vang lên một đạo nặng nề rên, đi đôi với một đạo tiếng kêu thảm thiết, cái đó cầm trong tay lò xo đao nhỏ người thì đã bị Trần Phi một cước đá bay ra ngoài. Hùng hãn đụng vào ngõ hẻm góc tường lên, vậy chỉ cầm đao cánh tay đã giống như là rách bươm như nhau túm, rất hiển nhiên, lại phế. Ngươi, mụ, thấy tình cảnh này, còn sót lại tóc vàng mấy cái toàn bộ bị dọa, trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi, không dám lại tiếp tục động thủ. Làm sao, sợ. Nhưng mà, thấy tình cảnh này, Trần Phi nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, dùng ánh mắt lạnh lùng quét nhìn đối phương, lạnh lùng nói, tóc vàng, ta cuối cùng đang cảnh cáo ngươi một lần. Đem vậy tấm chữ theo lấy ra, tiền là Vương Đại Xuân thiếu ngươi, mình đi tìm hắn, đừng ở chỗ này xấu hổ mất mặt. Không sai, ta và tên khốn kiếp kia đã ly dị, hắn chuyện và ta không quan hệ. Tránh ở một bên vì sao xinh đẹp cũng có chút khóc thút thít, nguyên lai, hắn đã cùng tên khốn kiếp kia ly dị. Vậy làm sao, tóc vàng nghe vậy còn muốn cương quyết, có thể làm hắn tiến lên đón Trần Phi ánh mắt lạnh như băng sau đó, không khỏi chủ. Thân thể bỗng nhiên sợ run rẩy, lại nhìn một cái co rúm ở trên đất, một cái tay đã bị vặn thành rách bươm, đang gào thảm tiểu đệ, đến mép lời độc ác vậy nói không ra lời. Lấy ra cho ta, thấy tình cảnh này Trần Phi cũng mất kiên nhẫn, không nói lời nào từ đối phương trong túi đem vậy chữ theo lấy ra, ngay trước mặt của mọi người xé. Thấy tình cảnh này, tóc vàng trong mắt nhất thời hiện ra nồng nặc lửa giận cùng với âm độc vẻ, nhưng mà... Giờ phút này hắn cũng không dám lại nói nhảm nhiều, mặt âm trầm phân phó tiểu đệ mang cái đó bị thương người, rời đi. Gặp những cái kia phiền người người rốt cuộc rời đi, Trần Phi lúc này mới xoay người nhìn về vì sao xinh đẹp, quan tâm nói, Diễm tỷ, người không có sao chứ. Nghe được Trần Phi mà nói, vì sao đỏ tươi môi khẽ nhếch, mê người gương mặt hiện ra lau một cái ảm đạm thần sắc, buồn bã nói tiểu Phi, ngày hôm nay chuyện này, cảm ơn ngươi. Ta không có sao. Nơi nào, Diễm tỷ ngươi ngày thường như vậy chiếu cố ta, ta còn thường xuyên đến nhà ngươi đi cơm chùa ăn, hỗ trợ một chút, là phải. Trần Phi thận trọng quan sát vì sao xinh đẹp thần sắc, lái chậm chậm miệng nói, Vương Đại Xuân tên khốn kiếp kia, lại dám làm ra loại chuyện này, Diễm tỷ muốn không muốn ta đi giúp ngươi cho hả giận. Vì sao xinh đẹp lão công, không đúng, là nàng trước lão công, là cái này thôn thạch nhân nổi danh tay cờ bạc, hơn nữa còn là cái loại đó nát vụn tay cờ bạc. Cả ngày lẫn đêm cũng biết đánh cuộc, cũng không biết nàng làm sao sẽ cùng loại người này kết hôn, trước kia hàng xóm láng giềng đều ở đây nói, không xứng với. Ai, thôi, tiểu Phi,
chuyện này cũng không cần ngươi quan tâm, Diễm tỷ chính ta sẽ xử lý, chúng ta trở về đi thôi. Ai nha, Diễm tỷ hiển nhiên không muốn nhắc lại cái này một loại đề tài, đứng dậy muốn phải về nhà, chợt bị đau kêu một tiếng. Diễm tỷ, ngươi thế nào? Trần Phi vội vàng đem nàng đỡ. Ta Trần Uy, nguyên lai mới vừa rồi không biết lúc nào, chân nàng cũng đã trẹo, giờ phút này đúng như cùng kim châm giống vậy đau nhói. Một nghe đến chỗ này, Trần Phi lập tức lại đem nàng đỡ đến ngõ hẻm bên trên ngồi xuống, bởi vì là nàng đều tựa hồ đã có chút không đứng lên nổi. Mà cứ làm như vậy hạ, gần như vậy khoảng cách, Diễm tỷ trắng như tuyết tròn trịa như ẩn như hiện thông qua vậy giá rẻ áo lông phía trên một phần nhỏ ren hiển hiện ra, lại Trần Phi hơi có chút xung động. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Trần Phi một bên đè xuống tạp niệm trong lòng, một bên hướng Diễm tỷ mở miệng nói, Diễm tỷ, ta giúp ngươi xem một chút đi. Ngươi nhìn ta trí nhớ này, tiểu phi, ngươi là trung y dược đại học người tốt nghiệp chứ? Vậy mau giúp Diễm tỷ xem, ta chân thật là đau, đặc biệt là mắt cá chân nơi đó. Vì sao xinh đẹp lập tức trước mắt sáng lên, bởi vì là nàng nhớ được Trần Phi hình như là cái gì y dược đại học cao tài sinh, khẳng định rất lợi hại. Đối với bọn họ loại này thôn thành chung người bình thường mà nói, một cái có thể lên tới đại học, hơn nữa thuận lợi tốt nghiệp người, đó đã là rất lợi hại, hơn nữa còn là bác sĩ chuyên nghiệp, tương lai tiền đồ khẳng định rất quang minh. Diễm tỷ, không phải trung y dược đại học, chỉ là một phổ thông tam lưu đại học. Trần Phi dường như nghiêm túc cải tránh một chút đối phương, chẳng qua là tay hắn, cũng đã rơi xuống đối phương mềm non mắt cá chân trên. Diễm tỷ tuổi tác cũng không lớn, nhiều lắm là cũng chỉ có 27-28 dáng vẻ, có thể nói là người phụ nữ cả đời này xinh đẹp nhất mấy cái lúc đoạn một trong. Nàng da cũng là rất tốt, giống như là tơ lụa vậy non trợt, đặc biệt là cặp kia vậy có thịt mà không mập mạp bắp chân, đi ở trên đường, tuyệt đối là mọi người lấm lét tiêu điểm. Trời đất chứng giám, thật may Diễm tỷ lúc này mặc chính là quần jean, cho dù là vẫn rất cám dỗ, nhưng tổng so cái loại đó trắng lòa đánh vào cảm phải tốt hơn nhiều, có thể ổn định. Chỉ gặp hắn ánh mắt dừng lại ở đối phương bị thương mắt cá chân trên, giờ phút này đều đã đỏ sưng lên, hiển nhiên vẫn là bị thương có chút lợi hại. T, tiểu phi, nhẹ một chút, hắn chẳng qua là nhẹ nhàng lấy tay đụng một cái, Diễm tỷ liền không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, kêu thành tiếng. Loại trình độ này nếu như không kịp thời xử lý, sợ rằng ngày mai cũng không nhất định có thể lên được ban. Diễm tỷ, ban đầu có thể có chút đau, trước chịu đựng một chút. Thời khắc này Trần Phi vậy không nhiều đi nữa xem cặp kia mê người hai chân, hơn nữa nhẹ nhàng đưa tay đặt ở Diễm tỷ mắt cá chân chỗ bị thương, xoa trà. Hắn lực độ rất nhẹ, hơn nữa rất hiển nhiên là bao hàm một loại kỳ lạ thủ pháp, cho nên Diễm tỷ chẳng qua là cảm giác được trận kia trận day dứt đau đớn sau đó, chặt chặt nhíu lại chân mày đi theo từ từ thư giãn xuống. Có một dòng nước ấm áp dễ chịu, thật giống như ngâm ở trong nước ấm vậy. Làm nàng thoải mái thiếu chút nữa thì muốn kêu thành tiếng. Ở hắn khẩn trương thần kinh dần dần thanh tĩnh lại sau đó, cả người thân thể vậy không như vậy căng thẳng, liền liền trước tận lực để ở trước ngực hai tay vậy không kềm hãm được thả đi xuống. Trần Phi khoát tay, lập tức chú ý tới Diễm tỷ toàn thân làm người ta chú ý nhất tròn trịa cao vút, trong lòng lập tức không nhìn được hiện ra một cổ nhiệt lưu. Diễm tỷ, người bây giờ đứng lên đi tới lui xem, hẳn không có vấn đề chứ? Trần Phi thật vất vả đè xuống tim mình đầu nghĩ bậy, đứng lên, không có dấu vết lui về phía sau một ít, hướng Diễm tỷ mở miệng cười nói. Ách, ừ, xong chưa? Vì sao xinh đẹp cả kinh, theo bản năng đứng lên? Cái này vừa đứng lên, vì sao xinh đẹp giật mình phát hiện, mới vừa rồi đặt chân còn như kim đâm vậy chân trái, bây giờ lại thật một chút cũng không đau, lần này nàng là thật giật mình, hướng về phía Trần Phi tán dương, tiểu Phi, thật có ngươi. Không hổ là tốt nghiệp đại học cao tài sinh, không nhìn ra nha, ngươi thật là có một tay. Hi hi, Diễm tỷ, ngươi cũng không xem ta Trần Phi là ai. Ha ha, tốt lắm là được, chúng ta cùng nhau trở về đi thôi. Nếu là lúc trước, Trần Phi còn chưa đến nỗi như vậy tự tin, nhưng là bây giờ mà, lấy được tu chân giới cao nhân truyền thừa sau đó, hắn còn đối với mình tràn đầy lòng tin, tự tin rất ít có người có thể y thuật so hắn mạnh. Tiểu Phi, chuyện hôm nay thật là đa tạ ngươi. Trả lời mướn chung sân sau đó, Diễm tỷ lần nữa hướng Trần Phi nói một tiếng cảm ơn, liền trở lại nhà của mình bên trong. Rất hiển nhiên, nàng bây giờ vẫn là cần một người yên lặng một chút. Thấy tình cảnh này, Trần Phi chỉ có thể cười lau một cái chóp mũi,
có chút bất đắc dĩ trở lại bên trong gian phòng của mình. Hắn mướn ở cái này mướn chung sân một phòng, bởi vì là giá cả rẻ tiền, cho nên diện tích rất nhỏ, không sai biệt lắm cũng chỉ hơn 10 cái thước vuông đi, một cái giường, một cái tủ treo quần áo, còn có mấy cái khác rời rác bàn đắng, liền lại không có những thứ khác. Đây chính là cuộc sống ở trong thành người trong thôn phổ biến hiện trạng, bởi vì là không có tiền, cho nên có thời gian ăn cơm cũng được tiết kiệm, lại tiết kiệm, thật may hắn hôm nay gửi một bút phát tài, lại đi đại vận, phỏng đoán rất nhanh sẽ sinh hoạt thay đổi tốt hơn đi. Đúng rồi, vậy tu luyện công pháp, đột nhiên, hắn nghĩ tới trong đầu mình vậy vốn tọa vong kinh, đây là truyền thừa cho hắn đạo chính thống tu chân giới cao thủ tu luyện mạnh mẽ công pháp, nghe nói lai lịch của nó. Coi như là toàn bộ tu chân giới đại lão cũng không biết hắn nguyên, chỉ biết nội tình vô cùng, sau bị hắn đạt được. Tử khí đông lai, vạn vật sơ khai, đây là phải chờ tới mặt trời mọc mới có thể tu luyện sao? Làm hắn chật vật lĩnh ngộ tọa vong kinh trước mặt một đoạn nội dung sau đó, phát hiện hắn người mới học lại muốn mỗi ngày rạng sáng, một ngày trong mặt trời đông thăng, tử khí đông lai, vạn vật tươi tốt sinh trưởng đang lúc, mới có thể dần dần bắt đầu môn công pháp này nhập môn. Dĩ nhiên đây cũng là một ngày trong tu luyện thời gian tốt. Bất quá, cái này vốn tu luyện công pháp nếu gọi là tọa vong kinh, liền chứng minh hắn thật ra thì ở giấc ngủ lúc này cũng có thể thoáng bản năng tu luyện một chút, gom ít thành nhiều, bất quá, vậy cũng là phương pháp này nhập môn sau chuyện, bây giờ muốn những thứ này còn quá sớm. Ông, làm Trần Phi ý niệm dung nhập vào phần kia truyền thừa trong về phía sau, một đoàn đoàn ánh sáng tím cuối cùng từ vậy căn nguyên trong tách ra, không có vào hắn ngực. Ấn miệng, ở hắn cặp mắt giữa ấn đường hình thành một cái vòng xoáy, thân thể không tự chủ bưng ngồi dậy. Những cái kia ánh sáng dần dần ở đó mi tinh ở giữa ngưng thành một loại thực chất, cẩn thận vừa thấy, lại là một loại tương tự với mặt trăng màu tím hình vẽ, thở mạnh mênh mông, hoang rất cổ xưa, mang năm tháng vô tận mênh mông hơi thở, tuyệt đối là cái loại đó thần bí siêu cấp truyền thuyết cảm giác, làm người ta giật mình. Đây chính là vật trong truyền thuyết sao? Thật là thần bí à? Luyện khí, trúc cơ, nguyên đan. Lại có thể lập tức sẽ để cho ta thực lực trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy, cũng sắp đến gần tiên thiên chứ. Ta lúc này mới coi là mới vừa nhập môn. Hồi lâu sau, Trần Phi chậm rãi mở mắt, tự lẩm bẩm. Hắn không kềm hãm được lấy tay vuốt ve trán vậy dần dần tản đi màu tím trăng lưỡi liềm, nội tâm có loại không nói ra được rung động, tâm tư bay đến rất nhiều năm trước nông thôn. Trên thực tế, hắn khi còn bé cũng không có như này có thể đánh, mà là người yếu nhiều bệnh, vóc dáng gầy đét, nhưng sau đó hắn nhưng ở trong thôn một cái biết võ công ông già dưới sự dạy dỗ, thành công hoàn thành thay đổi, lực lớn vô cùng, bị cho rằng là trời xanh cự lực, nhưng cái này thật ra thì đều là cổ hoa hạ công phu mà thôi. Mà đang ở cổ kim đương thời giang hồ mạnh yếu cấp bậc, vậy mà nói, đều là phân là tiên thiên, hậu thiên, mà hậu thiên lại chia là nhất lưu cao thủ, nhị lưu cao thủ, tam lưu cao thủ. Cùng với bất nhập lưu. Còn như tiên thiên, Trần Phi đã từng là sư phụ chính là tiên thiên cấp bậc cao thủ, có thể hắn vẫn luôn không có đạt tới cái cảnh giới kia, cho nên không rõ lắm rõ ràng. Nhưng là bây giờ, làm hắn thành công tu luyện tới tọa vong kinh thứ cảnh giới tầng một lúc này hắn lại có thể phát hiện mình vô luận là cảm giác, hay hoặc là khí lực, hoặc giả là hôm nay có thể cảm giác được rõ ràng, dòng nước chảy ở trong cơ thể hắn gân mạch vậy một món linh khí, cũng so trước kia mạnh hơn gấp mấy lần. Dựa theo võ lâm phân chia, hắn bây giờ tối thiểu cũng có nhị lưu cao thủ đỉnh cấp thực lực, đây quả thực làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Từ hỗn độn khai thiên tích địa thời kỳ liền có căn nguyên linh khí, nếu là có thể tương kỳ luyện hóa, thì có thể hiểu rõ trời đất, nắm giữ trời đất vạn vật tinh hoa, nguyên lai đây chính là người tu chân, quả thật và võ giả không quá giống nhau, mạnh hơn nhiều lắm. Trần Phi giờ phút này vô cùng kích động, nếu để cho sư phụ biết hắn hôm nay thực lực, sợ rằng sẽ kinh điệu cầm vậy nói không chừng, ha ha. Căn cứ tọa vong kinh cùng với vị kia tu chân giới cao nhân lưu lại trí nhớ ghi lại, người tu chân cảnh giới phân chia rất đơn giản, theo thứ tự là luyện khí, trúc cơ, nguyên đan. Luyện khí kính, khí giả thổ nạp, thật ra thì chính là phụt ra phụt vô thiên địa tinh hoa khí, một khi thành công, liền có thể đem người lột xác là tiên thiên, cũng chính là, chỉ cần là nhập môn người tu chân. Đều có thể coi như là loại khác tiên thiên cấp cường giả khác, tuy chưa đến nỗi lập tức liền có võ giả tiên thiên cái loại đó thực lực cường đại, nhưng lại quý ở tiềm lực đầy đủ hơn, tương lai phát triển lớn hơn, lên mạng rộng hơn rộng, xa không phải cái trước có thể coi như nhau. Còn nếu là trúc cơ cảnh mà nói,
vậy càng là đã có bay lên trời chui xuống đất khả năng, không mượn bất kỳ ngoại vật, là chân chân chính chính thần thông người, chỉ có trong truyền thuyết cổ võ giả thần thoại mới có tư cách chống lại. Còn như càng ở trên đó nguyên đan cảnh, đó hoàn toàn chính là che đậy thiên khung cự phách vậy tồn tại, cho dù là dõi mắt tu chân giới, cũng là đủ để có tư cách khai tông lập phái siêu cường nhân vật, có thể nói biến thái. Mà đây ba cảnh giới mỗi một cảnh giới đều có thể nhỏ phân xuống cửu trọng, tỉ như luyện khí kính một tầng, tầng 2, tầng 3 đợi một chút các loại. Trần Phi liền hưng phấn như vậy liền tu luyện đi xuống, một đêm yên lặng. Ngày thứ hai sáng sớm hơn 6 giờ, hắn ngày hôm qua liền trước thời hạn thiết lập điện thoại di động tốt chuông báo thức, liền đinh 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 vang lên. Nguyên lai ngày hôm qua hắn liền cùng Lưu Trường Sơn càng tốt, ngày hôm nay phải đi thành phố bệnh viện Trung ương đưa tin, phải biết, đây chính là hết sức cơ hội khó được, có thể đi trung tâm thành phố ba nhà cấp bậc bệnh viện lớn làm bác sĩ, đây chính là rất nhiều người chuyện mơ tưởng cầu mong tình, hắn dĩ nhiên không thể nào coi thường, đồng hồ báo thức điều đến rất dậy sớm. Tối hôm qua ngủ được thật thoải mái, Trần Phi rời giường vươn người một cái, cười hắc hắc nói. Hoặc giả là bởi vì là tọa vong kinh và hôm qua thực lực tăng vọt duyên cớ, hắn hôm nay tâm tình đặc biệt tốt, tự nhiên bội cảm có tinh thần. Xuống giường tới lui bên ngoài dùng nước lạnh rửa mặt, hắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đem đầu vậy tẩy, mặc vào quần áo, liền chạy ra ngoài. Bởi vì nơi này là trung tâm thành, ở người ở chỗ này rất nhiều đều là người làm công, rất nhiều dậy sớm, cho nên vậy bên này buổi sáng cũng rất khó ngồi xe, bởi vì là quá nhiều người. Cho nên hắn mới có thể tận lực đứng lên sớm một chút, hy vọng chớ tới trễ. Bất quá, hắn tựa hồ vẫn là coi thường thôn thành chung mọi người dậy sớm lực lượng, đừng nói là xe taxi, chính là chung quanh đây duy nhất thông tới nội thành bên ngoài trạm xe buýt, giờ phút này đều đã xếp hàng thành hàng dài, căn bản chen không đi lên. Ai, thật là, sư phụ, dừng một chút, dừng một chút. Trần Phi mới vừa buồn bực không thôi. Trước mặt cùng thôn thành chung cách một tường sang trọng mới tu tiểu khu bên cạnh, thì có một chiếc xe taxi chống từ vậy xuất hiện, hắn lập tức gọi. Thôn Thạch Nhân thật ra thì cũng không lớn, cộng thêm Trần Phi giờ phút này ở địa phương đó cũng là thôn bên cạnh, cho nên bên này rất kỳ lạ, một bên nhìn như nhăn nhíu bẩn thỉu kém, một bên nhưng là sửa rất tốt tiểu khu sang trọng. Trần Phi trước kia còn nghe người ta nói qua, bên kia thật giống như chỉ có người mới ở nổi. Không nói ngày thường cũng rất đắt tiền các loại vật nghiệp quản lý phí, liền nói nghỉ phép, phỏng đoán tối thiểu, đều phải 15.067, đủ để hắn ở thôn thành chung những cái kia hàng xóm phấn đấu cả đời, cũng không mua nổi. Sư phụ dừng một chút. Ngay tại Trần Phi chào hỏi tài xế xe taxi dừng lại, chuẩn bị nhỏ chạy tới ngồi lúc này cách đó không xa lại có thể cũng nhớ tới một đạo mềm mại thanh âm hưng phấn. Chỉ gặp một người vóc dáng cao gầy, đùi đẹp tu dài, ăn mặc giày đế bằng. Thân cao tối thiểu cũng có 1m7 trở lên người đẹp mái tóc dài, cả người bảo màu xanh chói buộc dây đeo váy đầm dài tinh tế buộc vòng quanh phái nữ đường cong đẹp, chỉ xem hình bóng cũng đủ để cho người tim đập thình thịch. Chỉ gặp nàng bước nhanh từ vậy đường phố đối diện tiểu khu sang trọng chạy chậm đến, cướp ở Trần Phi trước mặt ngồi lên chiếc xe kia. Thấy tình cảnh này, Trần Phi ngẩn người, nhưng lại đi theo vẫn là chạy chậm chạy tới, xông lên vậy đã làm đi vào xe taxi trẻ tuổi người đẹp cau mày nói. Ta nói người đẹp, xe này hẳn là ta trước gọi chứ. Sở Diễm đang ngồi ở trong xe, hoặc giả là bởi vì là mới vừa rồi chạy chậm duyên cớ, giờ phút này hắn da thịt trắng noãn trên hơi có chút mồ hôi dịn, một đôi trắng tinh đùi đẹp cũng là không an phận lộn xộn, có chút nóng. Vốn là, nàng không nên làm sao trễ mới ra cửa, dẫu sao nàng ngày hôm nay còn có nhiệm vụ muốn bay đi những thành thị khác, có thể bởi vì là nàng tối hôm qua ngủ không ngon. Mất ngủ, đưa đến ngày hôm nay thức dậy trì hoãn nửa giờ. Vốn là nàng cũng lấy là nếu không tới đạt tới, sẽ không làm được xe chạy tới sân bay đi làm, nhưng phát hiện nàng mới vừa đi ra tiểu khu thì có một chiếc xe taxi ngừng ở trước mặt nàng, liền lập tức liền kích động ngồi lên. Thật là quá tốt, lần này không cần tới trễ bị dày, trừ tiền thưởng. Còn như Trần Phi, cũng sớm đã bị nàng theo thói quen không thấy. Sư phụ, đi sân bay. Sở Diễm hướng tài xế có chút gấp chào hỏi. Cô nương, ngươi xem bên ngoài. Nhưng mà tài xế kia nhưng có chút lúng túng nhìn hắn, chỉ đứng ở ngoài cửa xe Trần Phi, ý kia rất rõ ràng, xe là người khác trước gọi. Sư phụ ngươi tại sao như vậy à, rõ ràng là ta trước đi lên. Sở Diễm lập tức bĩu môi mất hứng, nhưng mà nàng bây giờ thật giống như cũng biết tình huống, là mình đoạt người khác xe taxi, là nàng không đúng. Nàng suy nghĩ một chút.
liền gặp nàng mở cửa xe, từ trong túi sách cầm ra 50 đồng tiền đưa cho đối phương, nhẹ giọng nói, cầm đi, ta đuổi thời gian, ngươi đi ngồi những thứ khác xe. Thấy tình cảnh này Trần Phi lập tức nhíu mày mất hứng, mặc dù nói ngươi là người đẹp, nhưng đây là ý gì, làm hắn là ăn mày, đuổi hắn. Rõ ràng nàng là đoạt xe mình, lại có thể vẫn còn thái độ như thế, thật là. Xin lỗi, ta cũng đuổi thời gian, chiếc xe taxi này là ta trước gọi, bây giờ, mời ngươi đi xuống đi. Nghĩ thầm tuyệt đối không thể nuông chiều đối phương, người đẹp thế nào, lại không nhiều hơn ta hai khối thịt, ừ, hụ hụ hụ. Dù sao Trần Phi là không chịu, trực tiếp kéo cửa ra ngồi lên xe taxi ngồi trước, xuống lệnh đuổi khách. Ngươi, Sở Diễm bĩu môi, lần này là thật không phục. Dựa vào cái gì, tên đáng chết này lại dám như thế cùng mình nói chuyện, còn muốn cho mình xuống xe, nếu không phải đuổi đi sân bay đi làm, vốn đại tiểu thư giờ không nghĩ cùng ngươi loại này người đợi thêm một giây đồng hồ. Ta cái gì ta, chiếc xe taxi này rõ ràng là ta trước gọi, đương nhiên là ta ngồi trước. Người đi tìm chiếc kế tiếp đi. Nhưng mà Trần Phi căn bản cũng không cho nàng mặt mũi, ai kêu ấn tượng đầu tiên quá kém đâu, là người đẹp thì ngon à, lại muốn cho 50 khối đánh liền phát ta, ít nhất cũng phải 100 khối à, hụ hụ hụ. Chàng trai lớn như vậy hỏa khí làm gì, không có sao, không có sao. Nếu không các người nói một chút các người đi đâu, nói không chừng là cùng đường đâu. Tài xế kia là một 40-50 tuổi lão bá, rõ ràng cho thấy cái lòng nhiệt tình. Gặp cái này lúng túng tình huống, một bên giảng hòa, vừa nói. Ai cùng loại người này chung đường à, sư phụ, ta đi sân bay, ngươi liền đừng để ý hắn, chờ ta đi, trễ nữa ta cũng nhanh sắp trễ rồi. Sở Diễm lẩm bẩm tung lên Trần Phi, một bên hướng về phía tài xế đáng thương, ngây ngô nói. Ai, người con bé này? Tài xế kia lắc đầu cười một tiếng, lại hướng về phía Trần Phi hỏi, chàng trai, ngươi đi đâu? Trần Phi nghe vậy nhìn lướt qua vẫn còn ở sinh khó chịu, bĩu môi Sở Diễm, mới lên tiếng nói, ta đi trung tâm thành phố khu bệnh viện. Ngươi xem, thật đúng là bị nói đúng, hai người thuận đường. Chàng trai, lên đây đi. Tài xế kia nghe vậy lập tức liền cười, gọi Trần Phi nói. Cái gì thuận đường, ta cũng không cùng hắn thuận đường. Không cùng hắn thuận đường. Có thể vậy Sở Diễm nhưng không vui, ai muốn cùng cái này làm cho người chán ghét người thuận đường. Khó chịu lớn tiếng kháng nghị. Nha, trên thế giới tại sao có thể có ngươi như vậy người đàn ông, lại có thể và ta một cái như vậy cô gái yếu đuối cướp xe ngồi, ai, thật là. Cho dù là cũng ra tới đường, xe taxi hướng bên ngoài thành đi tới, vậy Sở Diễm đều như cũ lải nhải không ngừng ở đó bĩu môi, khó chịu lẩm bẩm, làm Trần Phi một hồi không nói và không biết làm sao. Theo lý thuyết, vậy loại này có chừng 1m7 thân cao, một cặp chân dài lại trắng lại nhỏ hết sức. Mặt mũi, vóc người vậy hết sức dáng đẹp, cây cao chất lượng người đẹp, không cũng đều là cái loại đó nữ thần phạm vi hẹp, cao lãnh sao? Làm sao mình ngày hôm nay liền gặp một cái như vậy chọc cười so à? Cướp ta xe cũng được đi, còn là một nói nhiều. Chàng trai, ta xem ngươi cũng không giống như bị bệnh à, làm sao sớm như vậy đi liền hướng thành phố bệnh viện trung ương chạy. Ở trên đường hơi có chút đánh cuộc, tài xế kia tựa hồ cũng có chút nhàm chán. Hướng bên cạnh Trần Phi chuyện trò nói. Bọn họ ngày thường liền dựa vào cái miệng này đuổi trên đường lúc rỗi rãnh ở giữa, nếu không, một mực như vậy khô khan xe thể thao, còn không được nhàm chán chết. Dĩ nhiên, sau xe tòa còn có vị như vậy rửa mắt bé gái, vậy vẫn là thật không tệ, không thua thiệt hắn mới vừa rồi cơ chí, nghĩ ra như vậy một cái diệu chiêu. Ta không phải đi xem bệnh, mà là đi xin việc làm thầy thuốc. Trần Phi nghe vậy cười một tiếng. Mở miệng trả lời. Cái gì, ngươi nếu là thành phố bệnh viện trung ương xin việc làm bác sĩ, chàng trai không nhìn ra à, ngươi còn thật lợi hại, như thế trẻ tuổi, vừa mới tốt nghiệp đi, lại có thể cứ như vậy lợi hại, có thể đến bệnh viện Tam Giáp đi xin việc, thật được. Tài xế kia cho Trần Phi dựng lên một ngón tay cái. Phải biết, đối với bọn họ loại này phổ thông dân thành phố mà nói, có thể đến toàn bộ thành phố Bắc Sơn lớn nhất bệnh viện Tam Giáp xin việc. Vô luận đến cuối cùng có thành công hay không, đều là một kiện rất đáng giá được hâm mộ sự việc, chí ít, người không có bản lãnh là tuyệt đối không dám làm như vậy, vậy cũng phải hơn cực cao kiến thức chuyên nghiệp cùng với tuyệt đối không kém văn bằng, mới có thể làm được. Chẳng lẽ tiểu tử này vẫn là trong nước nào đó y học đại học cao tài sinh? Được chưa, sư phụ, chữ bát còn không có phẩy một cái đây, chỉ bằng hắn loại người này,
làm sao có thể thông qua thành phố bệnh viện trung ương xin việc, khẳng định vòng thứ nhất cũng sẽ bị quét xuống, chẳng qua là đánh cái nước tương mà thôi. Ngay vào lúc này, vậy vốn nên ở phía sau bĩu môi thì thầm Sở Diễm chen vào nói, người lỗ mũi nguyền rủa Trần Phi, mặt coi thường. Phải biết, lấy nàng tầm mắt dĩ nhiên sau đó một cái tam giáp cấp bậc bác sĩ tuyển dụng là có bao nhiêu nghiêm ngặt, không nói là cái gì trong ngoài nước đứng đầu y dược tốt nghiệp đại học tiến sĩ sinh, tối thiểu, cũng phải đạt tới nặng vốn thạc sĩ trình độ. Chỉ bằng cái này thằng khốn, lại còn dám cùng nàng cướp xe ngồi, làm sao có thể có như vậy cao văn bằng, hừ. Tuyệt đối không thể nào, nhất định là đi tới góp vui. Liên quan gì ngươi, đối với lần này, Trần Phi dứt khoát dành cho nghiêm túc nhất đánh trả, còn kém còn không có giơ ngón tay giữa lên. Ngươi, khốn kiếp, mà đang nghe được Trần Phi như vậy thô bỉ lời nói, cùng với cái loại đó trên mặt không chút nào che giấu chê sau đó, Sở Diễm trên mặt lộ ra tức giận thần sắc, vậy đơn giản là tức ngứa răng, chỉ Trần Phi lớn tiếng nguyền rủa nói, ta nguyền rủa ngươi hôm nay xin việc tuyệt đối không thông qua, không thông qua. Ngươi vẫn là muốn ngày hôm nay sẽ không trễ đến chứ. Nghe nói, tới trễ nhưng là sẽ trừ tiền lương u, ha ha ha. Trần Phi trêu ghẹo nói. Cần ngươi quản, nha nha nha. Sở Diễm tức giận đã là muốn nắm tóc, một đôi trắng tinh đùi đẹp không an phận khắp nơi đá lung tung. À, tại sao phải để cho vốn đại tiểu thư gặp thật sao tên ghê tởm, thật là quá ghê tởm, khốn kiếp, khốn kiếp. Bé gái, thật ra thì ta cảm thấy hai người gắng gượng xứng đôi, trai tài gái sắc, tiểu tử này cũng không tệ, nếu không, cân nhắc một chút. Tài xế kia cũng không biết ôm tâm tư gì, lại có thể mang cười đều tới như thế một tay, trực tiếp đem Sở Diễm và Trần Phi sắc mặt của hai người ngay tức thì đều nói ngây ngẩn. Ai và hắn xứng đôi? Đừng nghĩ, chớ hòng mơ tưởng. Trần Phi là một mặt nghĩa tránh ngôn từ chê, bất quá ánh mắt hắn nhưng không tự chủ được từ vậy phía trước kính chiếu hậu. Dình coi đến ngồi ở phía sau Sở Diễm, cho đến lúc này, hắn mới thật sự phát hiện đối phương quả thật đẹp đến không được, ít nhất là hắn ban đầu trong đại học hoa khôi của trường trình độ, đặc biệt là vậy một đôi trắng tinh chân ngọc, lại gắng gượng lại dường như, da thịt trắng noãn, giống như là tắm sữa bò tắm vậy, còn có vậy tinh xảo gương mặt, đầy đặn trước ngực. Phỏng đoán duy nhất khuyết điểm chính là vậy nóng nảy quá thúi, hơn nữa con bé này còn là một nói nhiều à. Ai và hắn xứng đôi à? Đại thúc ngươi không nên nói lung tung, liền loại này người, nhất định sẽ độc thân 10.000 năm, bổn tiểu thư liền là thích lên một con heo, vậy tuyệt đối sẽ không thích nàng, tuyệt không? Sở Diễm cắn răng nghiến lợi hướng về phía Trần Phi nói, một mặt chê diễn cảm, chính là không khó chịu. Vậy ngươi đi ngay thích một con heo đi, ngày khác sinh nhiều mấy cái heo bé cưng, ha ha ha, sư phụ liền ở phía dưới, ta hạ. Nhưng mà Trần Phi căn bản không để ở trong lòng, lưu lại tiền xe. Lại nho nhỏ tức giận nàng một lần, hài lòng xuống xe rời đi, lưu lại Sở Diễm ở xe taxi tức giận kêu to. Tên này thật là chính là một tên khốn kiếp, khốn kiếp. Tức chết vốn đại tiểu thư. Người con bé này, cùng hắn thật là trời xanh đối với, đấu khí oan gia, ha ha ha. Tài xế kia vậy cười lớn, đây quả thực quá sung sướng. Thành phố Bắc Sơn Bệnh viện Trung ương, bị hẳn là ở khu thành phố trung tâm địa khu. Có thể bởi vì là năm gần đây không ngừng khuếch trương chiều rộng, mà đưa đến sử dụng đất đai diện tích chưa đủ, không được mấy, liền rời đến nội thành phía bên ngoài khu cao tân sáng nghiệp bên này. Thành tựu thành phố Bắc Sơn thậm chí toàn bộ tỉnh Giang Nam đứng vào trước ba tổng hợp tính bệnh viện tam giáp, thành phố Bắc Sơn bệnh viện trung ương hưởng dự bên trong tỉnh bên ngoài, mỗi năm đều có không thiếu vùng khác người bệnh mộ danh tới. Trần Phi từ trên xe taxi xuống sau đó, nhìn vậy san sát thở mạnh môn Trần Bộ. Nằm viện lầu, cùng với các loại những thứ khác đầy đủ hết lắp thêm bộ phương tiện, trong nội tâm hiện ra lau một cái rung động, hít sâu một hơi, hướng môn Trần bộ phương hướng đi tới. Cái đó, xin hỏi khoa trung y từ bác sĩ ở nơi nào? Tiến vào khu nội trú, Trần Phi ngăn lại một người y tá hỏi. Ngay tại tối hôm qua, Lưu Trường Sinh bác sĩ đã cho hắn gọi điện thoại, kêu hắn sáng sớm hôm nay tới báo cáo lúc này trực tiếp đi trung y khoa tìm một vị họ từ bác sĩ là được. Hắn đã trước thời hạn thông báo cho đối phương, hơn nữa vậy từ viện trưởng nơi đó sắp tới một bệnh viện tránh chức nhân viên bác sĩ số người, cũng làm xong. Từ bác sĩ, cái nào từ bác sĩ? Tên kia y tá bị Trần Phi ngăn lại vốn là có chút tức giận, nhưng làm nàng đi theo nghe được trong bệnh viện y khoa đại lão tên chữ sau đó, trong lòng tức giận lập tức liền tiêu mất, thận trọng nhìn ngăn lại hắn người tuổi trẻ, trong lòng có chút bất ngờ lẩm bẩm,
chẳng lẽ thằng nhóc này còn biết từ thầy thuốc sao? Chính là trung y phòng Từ Trấn Hưng, Từ bác sĩ. Là khoa tâm huyết quản Lưu Trường Sơn bác sĩ kêu ta tới. Trần Phi lại kiên nhẫn giải thích. Thành phố bệnh viện trung ương Từ Trấn Hưng, mặc dù không có trung y phụ viện Đỗ Lão như vậy lợi hại, như vậy nổi danh, nhưng hắn cũng là trong nước trung y giới tiếng tăm lừng lẫy thánh thủ, cho nên theo lý thuyết, thân là thành phố bệnh viện trung ương y tá, không nên không nhận biết mới đúng a. Ngươi là Lưu Trường Sơn bác sĩ giới thiệu tới. Mà y tá kia nghe được Trần Phi mà nói, trong lòng có lấy làm kinh hãi, bởi vì làm một nhà lấy Tây y làm chủ tổng hợp tính bệnh viện, Lưu Trường Sơn loại này khoa tâm huyết quản uy tín chuyên gia, tự nhiên cũng là bệnh viện nói 102 siêu cấp đại lão cấp bậc nhân vật, hoàn toàn không kém với Từ bác sĩ. Thằng nhóc này rốt cuộc là người nào à, lại có thể lai lịch lớn như vậy, cái này hai vị đại lão cấp nhân vật khác, lại có thể toàn đều biết. Từ bác sĩ nếu tới mà nói, hẳn ở trung y phòng ban, chuẩn bị môn trần. Trung y phòng ban liền ở phía sau liền trần lầu lầu 7. Nghĩ đến đây, y tá kia lập tức lắp ba lắp bắp nói ra khoa trung y vị trí. Biết, cảm ơn. Lại từ đối phương trong miệng biết khoa trung y vị trí cụ thể, Trần Phi liền hướng liền trần lầu đi. Thành phố bệnh viện trung ương trung y khoa, ước chừng chiếm cứ liền trần cao ốc 5, 6, 7, 3 cái tầng lầu. Cái này ba tầng lầu trong không chỉ có một gian lần lượt một gian trung y môn trần thất, chuyên gia môn trần thất, còn có các loại liên quan tới châm cứu, xoa bóp, nấu thuốc hốt thuốc dược phòng và phòng ban. Còn như trung y phòng cửa vào dĩ nhiên là ở tầng thứ 5, vừa tiến vào trong đó, liền có thể thấy các loại liên quan tới môn trần bác sĩ giới thiệu. Những người đó phần lớn đều là phó chủ nhiệm bác sĩ trở lên, có chút vẫn là trung y điểm chính trường đại học và cao đẳng tốt nghiệp tiến sĩ sinh. Hoặc là một nước nào đó y thánh tay hóc trò đắc ý, dù sao có tư cách ở nơi này thành phố bệnh viện trung ương treo cái bài đơn độc môn trần, đều không phải là đơn giản người, ngạo mạn cực kỳ, không phải trình độ học vấn cao chức cao gọi chính là xuất thân danh y danh môn, y học lịch sử nội tình lâu đời. Mà thành tựu khoa chính quy thất một số gần như không tranh cãi đại lão, Từ Trấn Hưng bác sĩ tên chữ, tự nhiên vậy thật cao treo ở cửa vậy mặt giới thiệu trên tường, hơn nữa còn là nhất nóc, trên đó viết, Từ Trấn Hưng. Nam, trung y khoa chuyên gia, ra đời với 1954 năm, thuở nhỏ đi theo danh y học y mới, sở trường trung y ngoại khoa cùng với ngoại thương khoa. Cái gọi là trung y ngoại khoa, chính là vết thương dương, anh, nhọt, nham, tuyên ruột tật bệnh, phái nam trước âm bệnh, ra bệnh đạt tới tính truyền bá tật bệnh, ngoại thương tính tật bệnh cùng chung quanh mạch máu bệnh các loại. Còn như ngoại thương khoa, chính là vết đao, súng đạn, kim nhận, té gãy tổn thương. Chỉ trọng nỗ tổn thương, đốt phỏng, đông tổn thương và trùng thú tổn thương các loại. Mặc dù Trần Phi tự nhận là đã tới đủ sớm, nhưng mà, làm hắn thấy được đến những cái kia danh y chuyên gia môn trần bộ bên ngoài phái lên từng cái hàng dài sau đó, hắn vẫn là có chút chán đổ mồ hôi lạnh. Tên này, không hổ là thành phố bệnh viện trung ương, cho dù không là lợi hại nhất khoa tâm huyết quản, trận này chiến đấu, vậy tuyệt đối không phải đắp. Thằng nhóc, ngươi làm gì? Cho ta đến phía sau đi xếp hàng, đừng nhập đội. Ngay tại giật mình một hồi, chợt xuyên qua dòng người, chuẩn bị tiến vào Từ bác sĩ môn trần phòng ban, đi tìm hắn lúc này chợt bị một cái mặc áo chàng trắng bác sĩ người gọi lại, giọng rất không khách khí. Đúng vậy, ngươi làm nơi này là địa phương nào? Đến Từ bác sĩ tới nơi này còn dám nhập đội, không biết Từ bác sĩ là ghét nhất nhập đội người sao? Chính là chúng ta vất vả ở nơi này đợi lâu như vậy, người thứ nhất là muốn nhập đội. Người tuổi trẻ bây giờ, thật là quá không có tư cách. Những cái kia xếp hàng người vậy bắt đầu bất mãn lên, đoàn thể lòng đầy căm phẫn. Thấy tình cảnh này, Trần Phi lập tức gấp óc mồ hôi cũng nhô ra, hướng những cái kia kích động người khoát tay, giải thích, mọi người cũng hiểu lầm, ta không phải tới đây khám bệnh, ta là đến tìm Từ bác sĩ có chuyện. Có chuyện gì, người cái này tiểu tử chưa ráo máu đầu tìm Từ bác sĩ có thể có chuyện gì, nói láo cũng đổi không viên mãn, thật là. Không phải là nhập đội sao? Nhưng là mọi người căn bản cũng không tin, nhận là Trần Phi nói chuyện. Ngược lại là vậy mới bắt đầu ngăn lại Trần Phi người thật giống như nhớ ra cái gì đó, nhìn hắn khẽ cau mày, nói, đợi một chút, ngươi là Lưu Trường Sơn, Lưu bác sĩ đề cử tới người kia. Thành tựu thành phố bệnh viện trung ương khoa trung y nằm viện bác sĩ, hắn tuy chỉ là một sơ cấp nhất chức vị, nhưng ít nhất cũng là một bệnh viện chính thức chức danh. Tự nhiên cũng biết ngày hôm qua khoa tâm huyết quản Lưu Trường Sơn, Lưu bác sĩ,
hướng trong bọn họ y khoa đề cử cái người tới, chẳng lẽ chính là cái này nhìn đại học tiến sĩ hoặc thạc sĩ còn không có tốt nghiệp tiểu tử. Nhưng mà, như không cái nặng vốn đại học thạc sĩ, văn bằng tiến sĩ, căn bản cũng không có tư cách vào bọn họ bệnh viện. Chớ nói chi là bọn họ phòng ban tương đối còn đặc thù, chỉ là văn bằng, có lúc sợ rằng cũng còn chưa đủ, vậy Lưu bác sĩ đây là làm cái gì à? Chuyện gì xảy ra, họ hét ầm ĩ giống như nói cái gì. Ngay tại lúc này, một cái ăn mặc áo khoác dài màu trắng hơn 40 tuổi chàng trai từ trong đám người đi ra, một mặt uy nghiêm dáng vẻ, khẽ nhíu mày, thật giống như hết sức không thích loại này cãi nhau tình cảnh. Phải biết, đây chính là thành phố bệnh viện trung ương, như vậy cãi nhau, giống như nói cái gì. Là Trịnh Nghị, Trịnh bác sĩ, hắn nhưng mà thành phố bệnh viện trung ương khoa trung y chuyên gia, phó chủ nhiệm y sư cấp bậc, mọi người mau an tĩnh lại, mau an tĩnh lại. Có người nhận ra người thân phận, lập tức thét lên, chỉ sợ đưa tới cái này Trịnh Nghị bác sĩ khó chịu, ảnh hưởng đến kế tiếp xem bệnh. Rất hiển nhiên, trong bọn họ không ít người, cũng là hướng về phía vị này Trịnh bác sĩ tới. Vậy mà nói, vô luận là nhà nào bệnh viện tam giáp tất cả lớn phòng ban, hắn bác sĩ cấp bậc đều do lên tới hạ, cũng phân làm chủ nhiệm y sư, phó chủ nhiệm y sư, bác sĩ chính sư, nằm viện y sư hạng tư. Trong đó bác sĩ chính sinh không thể nghi ngờ là mỗi một phòng ban cao cấp nhất đại lão chuyên gia tồn tại, là chân chân tránh tránh có tư cách bị đóng chặt là chuyên gia, mà phó chủ nhiệm bác sĩ, mặc dù hơi kém một bậc, nhưng vậy tuyệt đối là người rất lợi hại vật, một cái phòng ban vậy cứ như vậy hai ba người. Đặc biệt là thành phố bệnh viện trung ương khoa trung y tình huống tương đối còn đặc thù, trừ từ Trấn Hưng, từ bác sĩ cái này một vị chủ nhiệm bác sĩ ra, những thứ khác lại không có những người khác. Cho nên thành tựu đứng sau từ bác sĩ phó chủ nhiệm bác sĩ cấp bậc Trịnh Nghị, Trịnh bác sĩ, tự nhiên cũng là trung y khoa nói 102 nhân vật, y thuật cao minh, ngày thường đình liền nửa bầu trời. Nhìn trước mắt nhanh chóng an tĩnh lại tình cảnh, Trịnh Nghị hài lòng gật đầu một cái, sau đó liền gặp hắn hướng về phía vị kia ngăn lại Trần Phi nằm viện bác sĩ, mở miệng hỏi Tiểu Chu, chuyện gì xảy ra? Ngủ ở đâu viện bác sĩ cả người một cái cơ trí, chỉ Trần Phi. Nhỏ giọng nói, Trịnh bác sĩ, hắn, hình như là ngày hôm qua Lưu Trường Thanh, Lưu bác sĩ đề cử tới người kia. Nguyên lai là hắn. Trịnh Nghị nghe vậy, trong con người nhất thời hiện ra lau một cái mịt mờ lãnh sắc còn có một loại thần sắc giễu cợt, đi theo liền gặp hắn bình thản quét Trần Phi một cái, nhàn nhạt nói, từ bác sĩ và ta đề cập tới chuyện ngươi, hắn ngày hôm nay có một số việc, sẽ trễ giờ tới nữa, ngươi tới trước ta môn trần bộ tới một chuyến đi. Ta có lời muốn nói với ngươi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nói xong, hắn cũng không có lại để ý tới cái gì khác, thẳng hướng cửa của mình Trần Bộ đi tới. Ừ, Trần Phi hơi có chút nhíu mày nhìn tấm lưng kia, bởi vì là hắn rõ ràng cảm giác được, đối phương mới vừa rồi xem hướng ánh mắt mình, tràn đầy địch ý, đã khinh thường. Xem ra, mình muốn thành công ở nơi này bệnh viện trung ương trung y khoa nhậm chức, còn không phải là một kiện chuyện đơn giản như vậy. Bất quá, đi theo hắn cũng không có vấn đề lắc đầu một cái, khóe miệng buộc vòng quanh nụ cười tự tin, hướng đối phương môn trần bộ đi tới. Nếu như những chuyện khác, hắn sợ rằng còn không biết như thế tự tin, nhưng mà cái này trung y, hôm nay hắn thật đúng là sẽ không sợ ai. Nếu là liền điểm nhỏ này chiến trận cũng đối phó không đi qua, hắn liền uổng là vậy tu chân giới cao người truyền người. Ngồi trước đi, làm hắn đi tới Trịnh Nghị môn trần thất. Đối phương đã sớm ngồi ngay ngắn ở phía sau bàn trên ghế xích đu mặt, chỉ gặp hắn dùng một loại ánh mắt dò xét nhìn Trần Phi, rồi sau đó nhàn nhạt nói, trước tiên nói một chút về xem kìa, ta tự giới thiệu mình một chút. Trần Phi từ vậy ánh mắt dò xét trong cảm giác được một tia áp lực, bất quá đi theo liền vững vàng lại, ngẩng đầu lên, nhìn đối với mới lên tiếng nói, Trịnh bác sĩ, ta kêu Trần Phi, tốt nghiệp từ thành phố Bắc Sơn Đại học Sư phạm Y học hệ. Bắc Sơn Đại học Sư phạm. Vậy ngươi sư thừa nơi nào, nhưng mà trong nước nổi danh thánh thủ, quốc thủ. Trịnh Nghị lúc này chân mày cao lại, lạnh lùng nói. Bắc Sơn Đại học Sư phạm Y học hệ, đó là vật gì? Chỉ bằng cái loại đó tam lưu rác dưới đại học, làm sao có thể có tư cách tiến vào ta thành phố bệnh viện trung ương? Đều không phải là, ta sư phụ chẳng qua là một người bình thường mà thôi, theo ta biết cũng không có danh tiếng gì. Trần Phi dĩ nhiên không thể nào nói ra tu chân giới cao nhân truyền thừa sự việc, hàm hồ nói. Ẩu tả. Lời vừa nói ra, vậy Trịnh Nghị Trịnh bác sĩ lập tức nổi giận,
dùng một loại cực độ giễu cợt cùng khinh thường giọng hướng Trần Phi mở miệng nói, người loại này tam lưu tốt nghiệp đại học người bình thường, còn muốn tới ta thành phố bệnh viện trung ương trung y khoa làm chính thức bác sĩ. Người biết trung y sao, biết cái gì gọi là thuốc đông y, châm cứu sao? Người loại người này xem bệnh cho bệnh nhân, nếu như xảy ra chuyện, người nào chịu trách nhiệm? Trần Phi nghe vậy cau mày, mặc dù trong lòng không vui, nhưng hắn vẫn là cố nén tâm trạng giải thích, chính bác sĩ, ta thuở nhỏ đi theo sư phụ học tập trung y, đến nay đã có hơn 10 năm, cho nên ta đối với trung y một khối này vẫn tương đối có lòng tin. Im miệng. Nhưng mà, vậy chính bác sĩ nhưng trực tiếp thái độ ngang ngược đem hắn cắt đứt, cười lạnh nói, hơn 10 năm. Người có biết ta thấm nghệ trung y bao lâu? 40 năm, liền ta cũng không dám nói đối với trung y lòng tin 10 phần. Chỉ bằng ngươi loại này tiểu tử chưa ráo máu đầu, có cái gì tư cách nói lời như vậy? Ta nói cho ngươi, đối với ngươi loại này không có thật tài thực liêu, ngươi tự cho là đúng, chúng ta trung y khoa có thể không hoan nghênh. Hơi dừng lại một chút, hắn lạnh nhạt nói, còn nữa, ta nói cho ngươi, đừng lấy là tìm được lưu bác sĩ thành tựu núi dựa, là có thể ở nơi này thành phố bệnh viện trung ương làm ẩu. Hắn Lưu Trường Sơn ở khoa tâm huyết quản có lẽ còn có tư cách một tay che trời. Nhưng người phải hiểu rõ, đây là trung y khoa, đừng tới lộn địa phương. Nghe đến chỗ này, Trần Phi sắc mặt đã hoàn toàn âm trầm, bởi vì là hắn đã hiểu đối phương căn bản là ở nhằm vào hắn, có lẽ, đi theo Lưu Trường Sơn bác sĩ đề cử có liên quan. Trịnh bác sĩ, tuy nói ngươi là khoa trung y tiền bối, nhưng là liên quan tới ta nhập không vào chức trung y khoa chuyện này, ngươi thật giống như cũng không có tư cách can dự chứ. Hơn nữa tối hôm qua, Lưu bác sĩ cũng đã và từ bác sĩ câu thông tốt lắm chuyện này, ta chỉ cần thông qua từ bác sĩ một cửa ải kia là được, còn như ngươi. Trần Phi mặc dù lời còn chưa dứt, thế nhưng loại đã đến mép giễu cợt, đoán chừng là người, cũng hoàn toàn có thể nghe được. Tuy nói, đối phương đây chính là thành phố bệnh viện trung ương trung y khoa phó chủ nhiệm cấp bậc bác sĩ, vô luận là bối phận, lai lịch, núi dựa, sợ rằng cũng so hắn kín nhiều. Có thể nếu đối phương cũng đã là không có chút nào che giấu nhắm vào mình, vậy thì không cần khom lưng khuỵu gối, chẳng qua, không làm không được sao, nơi này không lưu người tự có chỗ lưu người. Oanh! Ngươi nói gì? Vậy Trịnh Nghị Trịnh bác sĩ lập tức liền nổi giận, hắn không nghĩ tới, Trần Phi lại dám dùng loại giọng nói này cùng hắn nói chuyện, hơn nữa còn nói hắn không có tư cách, đây quả thực là không đem hắn coi vào đâu. Cho ta cút, bây giờ! Ngươi cho ta lập tức cút, nếu là lại để cho ta ở nơi này trung y khoa thấy ngươi, đừng trách ta kêu bảo an đem ngươi đuổi ra ngoài. Hắn hướng về phía Trần Phi gầm hét lên, một bên thậm chí còn chuẩn bị gọi điện thoại để cho người, phải đem Trần Phi đuổi ra ngoài. Trịnh bác sĩ không tốt, Cao Thiếu xảy ra chuyện, ngươi mau lại xem, nhưng mà, ngay tại lúc này, có người đột nhiên xông vào Trịnh Nghị môn Trần Thất. Cao Thiếu, cái nào Cao Thiếu? Chính là tập đoàn Thương Hải Cao Chí Nam giám đốc Cao Công Tử. Nghe nói hắn ăn ở bên ngoài cơm, gặp được tường thể sạt lở, cả người đều bị chôn vào, bây giờ mặc dù bị cứu ra, nhưng tình huống hết sức nghiêm trọng, bây giờ đang cấp trưng thất. Trịnh Nghị nghe vậy giật mình một cái, lập tức khẩn trương, vội vàng từ một bên cầm ra mình dương dụng cụ, hướng ngụ ở đâu viện bác sĩ phân phó nói, mau, bây giờ mang ta đi qua. Cao Chí Nam, thành phố Bắc Sơn tập đoàn Thương Hải tổng giám đốc, danh nghĩa dây chuyền siêu thị, nhà hàng các sản nghiệp nói ít giá trị mấy tỷ, có thể ở thành phố Bắc Sơn xếp hàng trước mấy vị, hơn nữa bối cảnh bất phàm, cho bệnh viện quyên tặng qua không tốt dụng cụ chữa bệnh, Trịnh Nghị dĩ nhiên không dám thờ ơ. Dĩ nhiên, thật ra thì phải nói tai nạn xe cộ loại chuyện này, vậy mà nói cũng đã là Tây Y phòng ban bên kia đón lấy. Nhưng mà, như vậy một cái có thể lấy lòng tập đoàn Thương Hải lão tổng ngàn năm một thuở cơ hội tốt, hắn làm sao có thể bỏ qua? Nếu có thể ôm lấy cái loại đó bắp đùi, há chẳng phải là phát tài? Còn nữa, kêu bảo an đem hắn cho ta đuổi ra ngoài, chúng ta thành phố bệnh viện trung ương không cho phép loại này những người không có nhiệm vụ, đi vào đi lang thang. Mà tên kia một bên trong lòng ảo tưởng mình như thế nào ung dung đem vậy Cao Thiếu chữa khỏi, leo lên tập đoàn Thương Hải cái này cái bắp đùi. Còn vừa không quên để cho người đem Trần Phi đuổi ra ngoài. Lại dám cùng hắn Trịnh Nghị nói như vậy, thật là tự tìm đường chết. Chàng trai ngươi cũng nghe được, đây là Trịnh bác sĩ ý nghĩa, xin mời. Nghe được Trịnh bác sĩ mà nói, ngụ ở đâu viện bác sĩ lập tức dùng một loại giải quyết việc chung giọng hướng về phía Trần Phi mở miệng, hắn trong con ngươi nhưng tràn đầy hí ngược. Không cần ngươi mời,
chính ta đi. Trần Phi từ chối khéo đối phương ý tốt, sắc mặt có chút khó khăn xem rời đi thành phố bệnh viện trung ương trung y khoa, từ liền Trần cao ốc 5-6 lầu 7 đi xuống. Tuy nói, hắn khi lấy được tu chân giới cao nhân truyền thừa và thành công tu luyện tới tọa vong kinh tầng thứ nhất sau đó, cũng đã không quá quan tâm có thể hay không ở nơi này thành phố bệnh viện trung ương đi làm, nhưng mà, loại này bị đối phương giống như chó chết chủ vậy đuổi ra, tính chất có thể lại bất đồng, làm hắn cảm giác rất khó chịu, thậm chí có như vậy chút khuất nhục. Xí, mắt chó coi thường người đồ, một ngày nào đó ta sẽ cho ngươi biết lợi hại. Trần Phi cắn răng nghiến lợi, lặng lẽ đem chuyện này nhớ ở trong lòng. Người đàn ông chính là như vậy, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Đột nhiên, hắn quần trong túi sách bỗng nhiên vang lên vậy Nokia kinh điển tiếng chuông, Trần Phi đem lấy ra vừa thấy, nhưng lại là Lưu Trường Sơn cho hắn đánh tới. Lưu bác sĩ. Trần Phi tiếp thông điện thoại, nói cũng còn chưa kịp nói, liền trực tiếp bị đối phương cắt đứt, chỉ nghe gặp đối phương vội vàng mở miệng nói, Tiểu Phi, người bây giờ có ở đó hay không bệnh viện? Có ở đó hay không bệnh viện? Trần Phi ngẩn người, mới phản ứng được đối phương là đang hỏi hắn có ở đây không ở trung tâm thành phố bệnh viện. Ta ở. Tốt lắm, người bây giờ mau tới môn trần bộ cửa đại lâu cái này, ta ở nơi này cùng ngươi, mau, có một bệnh nhân tình huống rất nghiêm trọng, liền ta cũng không có gì chắc chắn, người mau cùng ta cùng nhau đi xem một chút đi. Vậy Lưu bác sĩ giọng rất lo lắng mở miệng nói. Có một bệnh nhân tình huống rất nghiêm trọng. Trần Phi ánh mắt nhỏ tránh. Nhớ lại trước ngủ ở đâu viện bác sĩ và vậy Trịnh Nghị trong miệng cao thiếu, chẳng lẽ là hắn sao? Thành tựu thành phố bệnh viện trung ương lá bài chủ chốt phòng chuyên gia cấp bậc chủ nhiệm bác sĩ, Lưu Trường Sơn vậy một tuần cũng chỉ cần tới bệnh viện môn trần hai lần, cũng dễ làm thôi, những thứ khác trừ phi là đặc biệt tình huống đặc thù, bệnh viện sẽ khẩn cấp đem hắn gọi tới, hoặc là tương tự với tình huống như hôm nay vậy. Hắn bởi vì là quan tâm Trần Phi nhậm chức lúc này cũng ở đây không phải công tác thời gian đã tới bệnh viện. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị đi tìm khoa trung y từ bác sĩ, hỏi Trần Phi nhập viện nhậm chức sự việc, thế nào lúc này thành phố bệnh viện trung ương viện trưởng chợt cho hắn đánh tới khẩn cấp điện thoại, nói tập đoàn Thương Hải Cao Chí Nam con trai xảy ra tai nạn xe cộ, hơn nữa còn rất nghiêm trọng, cái này làm hắn một chút khẩn trương, rõ ràng chuyện nghiêm trọng. Thành tựu thành phố Bắc Sơn thậm chí còn toàn bộ tỉnh Giang Nam cũng nổi danh siêu thị, khách sạn dây chuyền, tập đoàn Thương Hải tuyệt đối có thể nói là thành phố mình xí nghiệp dẫn đầu, bối cảnh thâm hậu, ít một chút người có thể đắc tội. Đặc biệt là, tập đoàn Thương Hải những năm gần đây còn tàn nhẫn cho bọn họ bệnh viện quyên tặng qua không tốt dụng cụ chữa bệnh, trong đó được lợi lớn nhất thì có bọn họ khoa tâm huyết quản, hắn Lưu Trường Sơn dĩ nhiên là không dám thở ơ, rõ ràng nhất định phải đem vậy Cao Chí Nam con trai cứu lại. Nhưng ngay khi hắn thông qua điện thoại di động biết được đến đối phương tình huống cùng với kết quả kiểm tra số liệu lúc này hắn nhưng giật mình phát hiện, đối phương nhưng đã đến bên bờ sinh tử đến nước, cho dù là hắn tự mình ra tay, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu hy vọng có thể cứu người. Lo lắng như thế ở giữa, hắn nghĩ tới trước ở trước mặt hắn hiện ra thần kỳ thủ đoạn cứu người Trần Phi, cho nên mới có trước cú điện thoại kia. Lưu bác sĩ, môn trần bộ cửa đại lâu, Trần Phi chạy chậm đi tới nơi này. Nhất định liền thấy người mặc liền làm ra vẻ, một mặt lo lắng Lưu Trường Sơn, Lưu bác sĩ. Mau, cùng ta tới. Bất quá, đối phương thật giống như đều không kiên nhẫn chờ hắn đem gọi đánh xong, liền gặp dậy trực tiếp kéo tay mình hướng môn trần bộ cao ốc cấp cứu phòng giải phẫu chạy tới. Vậy mà nói, bệnh viện phòng giải phẫu cũng phân là môn trần bộ cấp cứu phòng giải phẫu, cùng với khu nội trú trung tâm phòng giải phẫu. Vậy cái gì cao thiếu tình huống trước mắt rất nguy cấp. Tự nhiên không thể nào đến khi bọn họ có thời gian đi trung tâm phòng giải phẫu chuẩn bị, sau đó sẽ giải phẫu, như vậy liền đã quá muộn. Là Lưu bác sĩ tới, mau, Lưu bác sĩ người mau tới đây xem. Khi bọn hắn chạy tới phòng cấp cứu lúc này nơi đó đã là một đoàn loạn. Có hai người ăn mặc đủ mọi màu sắc áo sơ mi, nhuộm tóc, vừa thấy liền biết không là đồ tốt gì sắc người tuổi trẻ đang vậy đại phát lôi đình, giống như là bị mù quáng. Mà làm những cái kia bị cái này hai người bị mù quáng người tuổi trẻ xách ống tay áo, hùng hổ dọa người mà không cách nào trả lời bác sĩ, bọn họ ở thấy Lưu Trường Sơn bác sĩ đến sau đó, lập tức giống như là gặp được cứu tinh. Còn có trước cao cao tại thượng, vận dụng chức quyền ép đi Trần Phi trung y khoa phó chủ nhiệm bác sĩ Trịnh Nghị, giờ phút này vậy xen lẫn trong tất cả lớn phòng phó chủ nhiệm bác sĩ, thậm chí chuyên gia chủ nhiệm bác sĩ trong, lúc này, hắn là lộ vẻ được như vậy không bắt mắt.
Mà hắn dĩ nhiên cũng nhìn thấy đi theo Lưu Trường Sơn sau lưng Trần Phi, trong mắt hiện ra vẻ âm lãnh, vẻ ác độc, nhưng lại không dám phát tác, bởi vì là khoa tâm huyết quản Lưu Trường Sơn ở. Để cho ta xem. Lưu Trường Sơn biết tình huống nguy cấp, cũng không nói nhảm, kéo Trần Phi đi tới phòng cấp cứu các loại máy trước, nhìn phía trên kia nhảy lên đi ra ngoài nguy hiểm số lượng, hắn ngược lại hít một hơi khí lạnh, cau mày kinh hãi nói, đáng chết, lại có thể như thế nghiêm trọng. Lưu bác sĩ, ngươi có thể nhất định phải mau cứu Cao Thiếu à? Nếu không chúng ta cũng được không ăn nổi bao đi. Vậy hai mặc hoa sặc sỡ thiếu người tuổi trẻ vừa gặp Lưu Trường Sơn tới, cũng không dám cản rỡ, chỉ có vẻ mặt đưa đám kêu cứu. Lần này là bọn họ mang Cao Thiếu đi ăn thịt rừng, lại không nghĩ rằng lại có thể sẽ loại kết quả này, đột nhiên gặp tiệm cơm nhỏ tường thể sạt lở, đem Cao Thiếu gắng gượng chôn sống. Cho nên đây nếu là bị tập đoàn Thương Hải giám đốc Cao biết, bọn họ ngay cả có mấy cái mạng cũng không đủ dùng à. Các người đừng ở chỗ này quấy rối, tình huống của tiểu tử này rất gay gâu, không chỉ là một cái chân nghiền gãy xương, lồng ngực chảy máu nhiều, thậm chí thật giống như còn có những thứ khác trạng thái. Lưu Trường Sơn cau mày mở miệng nói, sắc mặt nghiêm túc. Hắn lồng ngực có vấn đề, hẳn là có xương bể đầu đâm vào lá phổi, phải lập tức làm giải phẫu, nếu không, thần tiên tới cũng khó cứu. Ngay tại lúc này, Trần Phi nhíu mày nói, cái này ngược lại đứa trẻ mốc quả thật thật điên gắng gượng nguy hiểm, nếu như lại không giải phẫu, thì phiền toái. Xương bể đâm vào lá phổi, Tiểu Phi, người chắc chắn. Lưu Trường Sơn giọng có chút chần chờ, bởi vì làm cho này chút cũng không có từ trên dụng cụ phản hồi đi ra. Vậy thì chứng minh hoặc là xương bể đâm vào lá phổi vị trí rất xảo quyệt, hoặc là chính là ở rất xâm nhập địa phương, cái này vô luận là loại nào, đều là tình huống rất nghiêm trọng, sẽ làm giải phẫu độ khó tăng. Dĩ nhiên, trừ cái này ra còn có một loại khác tình huống, đó chính là Trần Phi hồ ngôn loạn ngữ, cái gì xương bể đâm vào lá phổi, căn bản là hắn hồ nói bậy bạ, nhưng mà... Lại là ngươi tên tiểu tử thúi này, ngươi thật đúng là làm chính ngươi là thần y sao? So máy còn lợi hại hơn, không kiểm tra là có thể biết người bị thương bệnh tình. Ngay vào lúc này, có một đạo khinh thường thanh âm truyền tới, nhưng là vậy khoa trung y Trịnh Nghị. Chỉ gặp hắn hơi dừng lại một chút, lại có một loại bất thiện giọng lạnh lùng nói, chư vị, ta xem thằng nhóc này chính là tới quấy rối, chúng ta vẫn là nhanh lên đem hắn đuổi ra ngoài, đừng để cho hắn ảnh hưởng chữa trị. Thằng nhóc thúi, ngươi có biết Cao Thiếu thân phận gì? Lại có thể dám ở chỗ này tới quấy rối, có phải hay không muốn tìm cái chết? Nếu là Cao Thiếu có cái gì ba trận hai ngắn, ta để cho ngươi không ăn được bao đi. Người trẻ tuổi kia lập tức hướng Trần Phi khiển trách, sắc mặt rất lạnh. Chàng trai, nơi này là phòng cấp cứu, cũng không phải là ngươi tùy tiện loạn chỗ nói chuyện. Những khoa thất khác bác sĩ mở miệng nói, bất quá hắn đang nói chuyện ở giữa còn nhìn một cái Lưu Trường Sơn. Trên thực tế, nếu là đổi thành những người khác dám ở chỗ này gây chuyện nói bọn họ đã sớm gọi điện thoại kêu an ninh tới bắt người. Chẳng qua là thằng nhóc này nhưng thật giống như là theo chân Lưu Trường Sơn tiến vào, cho nên bọn họ mới có thể đứng không thấy được. Được rồi, Tiểu Phi là ta mang tới, hắn y thuật không thể so với ta kém, các người chớ nói bậy bạ. Lưu Trường Sơn lên tiếng. Nói tới chỗ này, hắn hơi dừng lại một chút, gặp lại hướng Trịnh Nghị lạnh lùng nói, Trịnh bác sĩ. Ta biết ngươi ngày thường liền đối với ta có chút bất mãn, bất quá, hy vọng ngươi chớ đem người tâm trạng mang vào công tác, nếu không, đây chính là có tổn y đức. Rất hiển nhiên, hắn chỉ từ Trịnh Nghị câu nói đầu tiên nghe được tên này tuyệt đối có vấn đề, cho nên lời nói đổi được hết sức không khách khí. Chỉ bằng hắn một cái phó chủ nhiệm cấp bậc bác sĩ, còn không có tư cách ở hắn Lưu Trường Sơn trước mặt càn rỡ. Ngươi! Trịnh Nghị nhất thời sắc mặt đỏ lên, quả đấm nắm chặt. Trong tròng mắt hiện ra thần sắc tức giận, nhưng là hắn cũng không dám phản bác, bởi vì là chỉ bằng hắn thân phận, quả thật không chọc nổi Lưu Trường Sơn. Lưu bác sĩ, Trịnh bác sĩ vậy có lòng tốt, thôi, đừng nói trước những thứ này, hãy nhanh lên một chút quyết định như thế nào cứu người đi, thằng nhóc kia tình huống đã không cần lạc quan. Một vị tóc hoa râm 60-70 tuổi ông già đứng ra giảng hòa, cau mày nói. Hắn đồng dạng cũng là một vị chủ nhiệm cấp bậc bác sĩ. Mặc dù không phải là hấp dẫn phòng ban, nhưng cũng coi là có phân lượng rất lớn nhân vật. Mà hắn bén nhạy chú ý tới, liền lúc trước Lưu Trường Sơn cùng Trịnh Nghị sinh ra mâu thuẫn lúc này vậy xảy ra tai nạn xe cộ tiểu tử trên mình liên tiếp máy phản hồi số lượng, đã hết sức nguy hiểm, lóe đèn đỏ. Đây nếu là thật trì hoãn tiếp nữa,
chỉ sợ cũng đúng như thằng nhóc này theo như lời, thần tiên tới cũng khó cứu. Nhưng mà, lồng ngực chảy máu nhiều, một cái chân nghiền tính gãy xương, nếu là hơn nữa lá phổi bị xương bể đâm thủng qua nói. Cho dù là ta tự mình ra tay, tỷ lệ thành công chỉ sợ cũng chưa tới một thành. Lưu Trường Sơn có chút do dự. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đều thay đổi, bởi vì phải là liền Lưu Trường Sơn bác sĩ cũng nói không có nắm chắc mà nói. Bọn họ những người này, liền chớ đừng nhắc tới, trừ phi là khoa trung y chủ nhiệm bác sĩ Từ bác sĩ, còn có thể. Cả thị bệnh viện trung ương, đối với ngoại thương giải phẫu một khối này, sợ rằng cũng chỉ có Từ bác sĩ có thể cùng Lưu bác sĩ tương đối một chút. Có thể hắn ngày hôm nay có việc gấp, trước thời hạn xin nghỉ, cho dù là thông báo hắn tới đây, cũng không biết đuổi không đuổi kịp à. Đây nếu là trì hoãn cao nhất giải phẫu thời gian, há chẳng phải là liền liền nguy rồi. Vậy thì để cho ta đi, ta thử một chút. Ngay tại lúc này, Trần Phi đột nhiên xen vào nói. Mặc dù cái này cái gì cao thiếu tình huống, nhìn như quả thật rất nghiêm trọng, nhưng là đối với hắn mà nói, ngược lại cũng không phải là không rõ ràng, có thể thử một chút. Ngươi nói gì? Nhưng mà, Trần Phi lời vừa nói ra, tại chỗ trừ Lưu Trường Sơn cơ hồ tất cả mọi người đều con ngươi thiếu chút nữa rớt xuống đất, thằng nhóc này điên rồi sao? Thật làm nơi này là dương oai địa phương, như thế độ khó cao giải phẫu, cho dù là Lưu bác sĩ, Từ bác sĩ, phỏng đoán thành công chắc chắn đều không đáng 30%, một mình ngươi tuổi trẻ, coi là cái gì? Hơn nữa, đây chính là tập đoàn Thương Hải Cao Chí Nam con trai, thật nếu là có một cái gì chuyện không may. Thằng nhóc này là không phải chán sống, muốn tìm cái chết. Chàng trai, người có thể phải hiểu rõ, đây cũng không phải là nói đùa. Vậy ra mặt giảng hòa chủ nhiệm bác sĩ cau mày nói. Ta không phải nói đùa, hiện tại giải phẫu, ta có cứu hắn chắc chắn, hơn nữa hắn vậy cái chân cũng không cần phế bỏ, có thể nếu như đợi thêm chút mà nói, liền khó mà nói. Trần Phi mặt không chút thay đổi nói, hắn không phải đang khoác lác, mà là ở thừa kế vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa sau đó, thật sự có thực lực này. Hắn lời này ở người nghe tới hoàn toàn chính là chuyện nghìn lẻ một đêm, nghiền tính gãy xương vẫn có thể giữ được, không cần phế bỏ, đây là đang nằm mơ chứ. Ẩu tả, ngươi là thứ gì? Nhưng vào lúc này, vậy Trịnh Nghị lại đột nhiên nhảy ra mắng to, ngươi loại này tam lưu tốt nghiệp đại học phế vật, thật lấy là mình là thần y. Ngươi biết trung y sao? Biết cái gì gọi là thuốc đông y, châm cứu sao? Nếu là ngươi cho cao thiếu làm giải phẫu xảy ra chuyện, người nào chịu trách nhiệm? Chẳng lẽ ngươi liền có thể bảo đảm có thể chữa khỏi hắn? Để cho ta bây giờ làm giải phẫu, ta có 100% chắc chắn có thể cứu chữa nó, xảy ra vấn đề, ta phụ trách. Trần Phi không dám cùng hắn loại người này dây dưa, lạnh lùng nói. Ngươi phụ trách nổi sao? Ngươi lấy là ngươi là thứ gì, mạng ngươi, 10.000 cái cũng không có cao thiếu chân quý. Vậy Trịnh Nghị cơ hồ là hô lên, mặt đầy dữ tợn, xem thường người. Đủ rồi. Ngay tại lúc này, Lưu Trường Thanh chợt lớn tiếng dày đem tất cả mọi người thanh âm cắt đứt, rồi sau đó, liền gặp hắn xoay người nhìn về Trần Phi, gần từng chữ một, ngươi thật có nắm chắc. Hắn nói cũng vẫn chưa nói hết, liền bị Trần Phi cắt đứt, nói, Lưu bác sĩ. Ta có 100% chắc chắn cứu người, nếu là ở trì hoãn nói, thì phiền toái. Được. Nghe được Trần Phi như vậy giọng khẳng định, Lưu Trường Sơn vung tay lên, nói, để cho hắn làm giải phẫu. Không được, Lưu bác sĩ, xảy ra chuyện người nào chịu trách nhiệm. Trịnh Nghị còn muốn ngăn trở, lại bị Lưu Trường Sơn kế tiếp một câu nói trực tiếp trận á khẩu không trả lời được, bởi vì là Lưu Trường Sơn lại có thể nói như vậy, xảy ra chuyện, ta Lưu Trường Sơn phụ trách. Muốn đến ta Lưu Trường Sơn chắc có cái này tư cách chứ. Tất cả mọi người đều trầm mặc, phải biết thành phố bệnh viện trung ương ba đại bảng hiệu, lá bài chủ chốt, trong đó có hắn khoa tâm huyết quản uy tín chuyên gia Lưu Trường Sơn. Nếu là liền hắn cũng không có cái này tư cách, cả thị bệnh viện trung ương, phỏng đoán vậy không người có cái này tư cách. Bởi vì là chữa bệnh cứu người cho tới bây giờ đều không phải là có 100% nắm bắt lúc này thường xuyên sẽ có không thể tránh khỏi phát sinh ngoài ý muốn. Đưa đến bệnh nhân chết, hoặc là lưu lại nghiêm trọng hậu di chứng, tỉ như tê liệt, người không có chi giác đợi một chút, cho nên vậy loại này làm bệnh nhân rơi vào vô cùng nguy hiểm tình huống lúc này rất nhiều bác sĩ cũng không muốn tiếp, sợ chịu trách nhiệm. Đặc biệt là hôm nay cái này người bệnh lai lịch quả thật không nhỏ, chính là tập đoàn Thương Hải Cao Chí Nam con trai,
càng làm tại chỗ không thiếu bác sĩ trong lòng cũng cố kỵ liền liền, sợ xảy ra vấn đề. Dẫu sao phẫu thuật này, rõ ràng cũng chỉ có 2-3 thành hy vọng, càng nhiều hơn có khả năng là thất bại, sẽ chết người, chứ nói chi là cho dù bọn họ vận khí tốt, đem cứu sống, vậy tuyệt đối không chạy khỏi một cái chân tê liệt vận mệnh, phải biết đây chính là nghiền tính gãy xương, vậy mà nói, căn bản không có thể có giữ được hy vọng. Cho nên loại trách nhiệm này, không người nguyện ý gánh, tại chỗ nhiều người như vậy vậy cơ hồ không người có thể gánh nổi, trừ Lưu Trường Sơn. Chỉ có hắn có cái này tư cách. Lưu bác sĩ, ta cần một người giúp ta, cùng ta vào phòng giải phẫu. Nhưng vào lúc này, Trần Phi đã kêu y tá kia đem người đẩy tới phòng giải phẫu, cũng hướng một bên Lưu Trường Sơn nói. Mặc dù hắn một người liền có nắm chắc cứu người, nhưng mà, cái này dù sao cũng là thành phố bệnh viện trung ương phòng giải phẫu, vô luận là ảnh hưởng, hay hoặc là bên ngoài những cái kia căn bản cũng không tin đảm nhiệm người hắn, cũng để cho hắn phải đem Lưu Trường Sơn kéo lên thuyền cướp, như vậy mới sẽ không có người quấy rầy bọn họ. Loại này nghiêm trọng tổn thương, không thể ra một chút ngoài ý muốn. Tiểu Phi, muốn ta làm gì? Hắn bây giờ lồng ngực chảy máu nhiều tình huống rất nghiêm trọng. Tiến vào phòng giải phẫu, Lưu Trường Sơn diễn cảm nghiêm túc nói. Thông qua phòng giải phẫu bên trong các loại tân tiến máy phản hồi tới số liệu đặc thù, hắn đã có thể khẳng định, nằm ở trên bàn mổ thằng nhóc kia lồng ngực chảy máu nhiều tình huống vô cùng là nghiêm trọng, còn có vậy một cái chân nghiền tính gãy xương. Nếu không phải mau sớm xử lý, tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề. Có ngân châm sao? Ta cần ngân châm. Trần Phi một bên xé ra vậy cao thiếu quần áo, một bên đòi ngân châm. Hắn trước khi ngân châm, bởi vì là ở lại cái đó người nước ngoài tắt chi trên mình, còn chưa kịp mua, cho nên hắn bây giờ trên thực tế là bản lĩnh trống không, không có gì cả. Ngân châm, Lưu Trường Sơn nghe vậy ngẩn người, rồi sau đó lập tức từ phòng giải phẫu bên trong lấy ra dự bị trung y ngân châm. Không thể không nói, đi vị thành phố Bắc Sơn lớn nhất tổng hợp tính bệnh viện Tam Giáp, loại này chuẩn bị vẫn là rất đầy đủ, vô luận là đối với Tây y hoặc là Trung y, cũng không có bất kỳ nghiêng về, chu toàn mọi mặt. Tiểu Phi, người muốn ngân châm làm gì? Lưu Trường Sơn đem ngân châm đưa cho Trần Phi, nói. Hắn mặc dù không hề hiểu Trung y, nhưng cũng biết châm cứu một khối này hẳn là nhằm vào Trung y bên trong khoa chứ. Bây giờ lấy ra, có ích lợi gì? Cho hắn cầm máu, phải đem nó lồng ngực chảy máu nhiều tình huống ngừng. Trần Phi từ vậy Lưu Trường Sơn trong tay nhận lấy ngân châm mang bên phải tay run một cái, kim túi mở ra, bên trong lộ ra tất cả lớn nhỏ rậm rạp chằng chịt mấy chục cây ngân châm. Chỉ gặp hắn ngón cái vừa kéo, vài gốc nhỏ như lông trâu giống vậy dài ngắn không đồng nhất ngân châm liền bị hắn mang ra khỏi kim túi, tiến hành khử độc. Cầm máu, dùng châm cứu cầm máu. Mà vậy Lưu Trường Sơn đang nghe được Trần Phi nói sau đó, lập tức có dũng khí cầm bị kinh điệu cảm giác. Như ở ngày thường cũng được đi, nhưng đây chính là trước ngực chảy máu nhiều à. Tùy thời cũng có thể có nguy hiểm tánh mạng, hắn lại còn nói muốn bằng chính là mấy cây ngân châm ngừng, cái này, đây không phải là nói đùa sao. Hiu, hiu, hiu. Nhưng ngay khi hắn cây ết yêu ta sợ không thôi lúc này Trần Phi đã ra tay, chỉ gặp hắn ngón tay linh hoạt giống như du xà vậy, ngân châm ở trong tay hắn tựa như có linh tính, hàn mang lóe lên ở giữa. Thì có hơn 10 cây ngân châm giống như nước chảy mây trôi đâm vào người bệnh ngực cùng với tim vị trí. Mà vậy cao thiếu nguyên bản hết sức nghiêm trọng lồng ngực chảy máu nhiều tình huống, nhất thời giống như hưởng thụ được linh đan diệu dược vậy, căn cứ trên dụng cụ phản hồi tới số liệu, dần dần chuyển biến tốt, thậm chí ngưng. Cái này, đây quả thực là kỳ tích, Lưu Trường Sơn là chính mắt thấy một màn này người, thật là làm người ta rung động đến khó mà dùng lời nói mà hình dung được, cái này thật không thể tưởng tượng nổi đi. Phải biết, hắn cũng coi là thành phố bệnh viện trung ương khoa tâm huyết quản số 1 số 2 uy tín chuyên gia, hắn lâm sàng giải phẫu năng lực lại là có 102 quần hùng, hạc đứng trong bầy gà. Đúng bệnh viện, có lẽ cũng chỉ có khoa trung y từ bác sĩ có thể cùng hắn tương đối một chút, cho nên hắn dĩ nhiên biết nếu muốn lập tức bình phục lồng ngực chảy máu nhiều, đây là một kiện biết bao khó khăn bao nhiêu sự việc. Nhưng mà, hắn nhưng lại có thể bị một cái hơn 20 tuổi tiểu tử trẻ tuổi tử làm được. Đây quả thực là kỳ tích. Được rồi, lồng ngực hắn chảy máu nhiều tình huống đã khống chế được, còn như vậy lá phổi lên xương bể, cuối cùng tới đi, Lưu bác sĩ, trước đem hắn chi kia chân cố định ở, ta nghĩ biện pháp chữa trị. Trần Phi lau một cái giọt mồ hôi trên trán, mở miệng nói. Ngạch, tốt, ta lập tức làm.
Vậy Lưu Trường Sơn nghe vậy đầu tiên là sững sốt một chút, rồi sau đó lập tức động tác, giống như một rất nghe lời cần cù thực tập sinh như nhau. Bất quá nhắc tới, hắn lần trước như vậy cam tâm tình nguyện, thật lòng khâm phục cho người trợ thủ, tựa hồ là ở 5-6 năm trước liền đi. Mà đang ở Trần Phi cùng Lưu Trường Sơn đang tại giải phẫu bên trong phòng khổ cực làm giải phẫu lúc này thành phố trung tâm viện trường bệnh viện, còn có trung y phòng từ Trấn Hưng từ bác sĩ mang đoàn người chạy tới. Tình huống như thế nào, con trai ta tình huống thế nào? Cùng này giống vậy, vậy còn có một đạo khác người vội vã chạy tới. Bọn họ không phải người khác, hắn người cầm đầu chính là tập đoàn Thương Hải Tổng Giám Đốc Cao Chí Nam. Hắn nhìn như ước chừng hơn 40 tuổi, dung mạo anh vĩ, ánh mắt sắc bén, khí thế phi phàm. Giám đốc Cao, chúng ta đang toàn lực cấp cứu Cao Thiếu. Người thả, người yên tâm, hẳn không chuyện. Viện trưởng có chút lúng túng nhìn người đến, đầu đầy mồ hôi khẩn trương nói. Hẳn, hừ. Dung mạo kia anh vĩ chàng trai nghe vậy không khỏi hừ lạnh, lời nói sắc bén nói, Chu viện trưởng, người hẳn rất rõ ràng, ta hiện vào thời khắc này tự mình đuổi tới bệnh viện, có thể không phải là vì liền nghe ngươi cái này hẳn hai chữ. Con trai ta kết quả thế nào? Nói. Ở đây, ở bên trong. Lưu bác sĩ đang ở bên trong làm giải phẫu. Nghe vậy có bác sĩ không nhịn được nhỏ giọng mở miệng nói. Lưu bác sĩ tự mình ở bên trong. Nghe vậy Cao Chí Nam sắc mặt hơi đẹp mắt mấy phần. Hắn cùng Lưu bác sĩ có giao tình, cũng rất rõ ràng đối phương y thuật thật lợi hại, cho nên nếu như hiện vào thời khắc này là đối phương tự mình xuất thủ, ngược lại cũng miễn cưỡng có thể làm cho hắn không như vậy lo lắng. Giám đốc Cao, ta có lời muốn nói, tuy nói bây giờ Lưu bác sĩ tại giải phẫu bên trong phòng, nhưng bác sĩ mổ chính người, nhưng cũng không là hắn. Trịnh Nghị bỗng nhiên lớn tiếng nói. Cái gì? Lời vừa nói ra, không chỉ là viện trưởng các người bỗng nhiên biến sắc, nhất là Cao Chí Nam giám đốc Cao trên mặt thần sắc lại là lập tức khó khăn xem tới cực điểm, không nghĩ tới lại có thể sẽ là như vậy. Lưu bác sĩ tại giải phẫu bên trong phòng, có thể bác sĩ mổ chính người, cũng không phải hắn. Vậy bây giờ là ai ở là con trai ta làm giải phẫu? Là ai? Hắn không nhịn được thấp giọng khàn khàn nói. Nghe được cái này giọng, vậy Trịnh Nghị khóe miệng cười nhạt đã càng ngày càng đậm, đi theo liền gặp hắn lại nói, chủ kia đao người ước chừng chỉ là một tam lưu tốt nghiệp đại học người tốt nghiệp, Lưu bác sĩ tựa hồ không có nắm chắc hoàn thành phẫu thuật này, sẽ để cho đó cùng hắn có quan hệ người tốt nghiệp làm. Cái gì? Tam lưu tốt nghiệp đại học người tốt nghiệp? Vậy viện trưởng nghe vậy mặt liền biến sắc. Không nghĩ tới lại có thể xảy ra loại chuyện này. Phải biết, có tư cách ở bọn họ thành phố bệnh viện trung ương làm giải phẫu bác sĩ, tối thiểu đều là phó chủ nhiệm cấp. Mà muốn thành là bọn họ bệnh viện phó chủ nhiệm cấp bậc bác sĩ, nhất định phải là hưởng dự tỉnh trong ngoài chuyên gia, hoặc là từng có kiêu nhân học thuật thành tựu hoặc là lâm sàng thành tích y học đại sư mới có tư cách. Nhưng bây giờ, Trịnh Nghị nhưng nói cho hắn phòng giải phẫu bên trong bác sĩ mổ chính người là một cái tam lưu đại học người tốt nghiệp. Đây không phải là đang đánh bọn họ thành phố bệnh viện trung ương mặt sao? Viện trưởng, ta nhận là Lưu bác sĩ đây là cực kỳ biểu hiện không chịu trách nhiệm. Nhất là thằng nhóc kia rõ ràng không có tư cách lên bàn mổ, là một tam lưu tốt nghiệp đại học. Vậy Trịnh Nghị một mặt âm lãnh nói tiếp, lại đột nhiên bị cắt đứt. Cho ta im miệng. Chỉ gặp Cao Chí Nam con ngươi lạnh như băng nhìn hắn, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi bây giờ cho ta nghe rõ, nếu là con trai ta thật có chuyện không may. Ta bảo đảm ngươi để cho ngươi cho ta chôn theo. Đừng lấy là ta không biết ngươi là tâm tư gì, hừ, phế vật. Lấy hắn thân phận, lịch duyệt, một cái liền nhìn ra đối phương là ôm như thế nào ý tưởng, mới nói ra như vậy gây xích mích cách giữa lời. Phải biết hắn và Lưu Trường Sinh Lưu bác sĩ nhưng mà có giao tình, vậy rõ ràng đối phương kết quả là người nào. Không chịu trách nhiệm. Lấy đối phương y đức, là tuyệt đối không thể nào làm ra cái loại đó thật xin lỗi lương tâm mình chuyện. Đổi câu mà nói chính là cái này đáng chết chó má đang chọn rút cách ở giữa. Hừ, thật là phế vật. Giám đốc Cao, ngươi, ta. Vậy Trịnh Nghị sắc mặt lập tức liền biến, không nghĩ tới Cao Chí Nam lại có thể sẽ là loại thái độ này. Một mặt tái nhợt. Đem hắn cho ta ném ra, chướng mắt người. Thấy tình cảnh này, Cao Chí Nam giống như là chán ghét con ruồi vậy vẫy tay lạnh lùng nói. Sau lưng hộ vệ nghe vậy nhất thời lên tiếng đáp lại. Mặt không cảm giác đi về phía mặt hốt hoảng Trịnh Nghị, đem hắn đỡ đứng lên, ném đến bên ngoài đi. Không, giám đốc Cao, người không thể như vậy đối với ta. Ta nhưng mà bệnh viện chính thức công chức, ta nhưng mà phó chủ nhiệm bác sĩ.
Vậy Trịnh Nghị kêu to, nhưng không người để ý hắn. Được rồi, nguy hiểm không sai biệt lắm đã giải trừ. Như vậy hẹn 1-2 tiếng sau, Trần Phi đầu đầy mồ hôi hoàn thành cái cuối cùng trình tự, đem bệnh nhân từ bên bờ tử vong tuyến kéo trở lại. Kỳ tích, đây quả thực là kỳ tích. Nhìn trên bàn mổ tình trạng xu hướng với ổn định người bệnh, Lưu Trường Sơn Lưu bác sĩ không nhìn được con mắt hiện ra vẻ kinh hãi, rồi sau đó thật lòng khâm phục thở dài nói, Tiểu Phi, nha, không, ta bây giờ hẳn gọi ngươi là Trần bác sĩ. Không thể không nói ngươi y thuật thật là để cho ta khó tin, quá thần kỳ. Thật quá thần kỳ. Phải biết đây chính là ở hắn trong mắt hoàn toàn không hy vọng tình trạng, để cho hắn làm chàng này giải phẫu. Người bệnh tất nhiên sẽ có cực lớn có thể lưu ở trên bàn mổ, sau đó vĩnh viễn vậy không tỉnh lại. Nhưng bây giờ, Trần Phi nhưng ngay trước hắn mặt mà diễn ra một tràng kỳ tích, không thể không nói, đây quả thật là quá thần kỳ, để cho hắn đánh từ lòng bên trong cảm thấy thật lòng khâm phục. Vào giờ phút này, hắn đương nhiên biết rõ Trần Phi y thuật xa xa vượt qua hắn. Không sai, là xa xa vượt qua hắn. Lưu bác sĩ, là ta, Cao Chí Nam, con trai ta hắn. Tình huống thế nào? Hoặc giả là nhận ra được phòng giải phẫu bên trong động tĩnh, từ bên ngoài vang lên một người đàn ông trung niên thanh âm. Cao Chí Nam. Lưu Trường Sơn Lưu bác sĩ nghe vậy ngẩn ra, rồi sau đó trưng cầu Trần Phi đồng ý hạ mở ra phòng giải phẫu cửa. Đi theo liền gặp Chu viện trưởng một mặt khẩn trương tiến lên đón, đầu tiên là phiết liễu phiết một cái tái nhợt Trần Phi, rồi sau đó nhỏ giọng nói, Lưu bác sĩ ngươi ngày hôm nay. Có thể hù chết ta. Cao thiếu tình huống như thế nào? Hẳn không có vấn đề chứ? Mọi người nghe vậy tất cả khẩn trương. Giám đốc Cao, Trần tiên sinh nhưng mà nhi tử ngươi ân nhân cứu mạng. Ngươi còn chưa tới cảm ơn người ta. Lưu Trường Sơn Lưu bác sĩ nghe vậy khẽ gật đầu, bỗng nhiên giọng trịnh trọng nói. Con ta ân nhân cứu mạng, chẳng lẽ? Cao Chí Nam nghe vậy trước sững sốt một chút, rồi sau đó trên mặt hiện ra lau một cái khó mà ức chế kích động. Hắn không nhịn được run giọng mở miệng nói, ta, con trai ta không sao. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn không chuyện. Trần Phi nghe vậy cười nhận lấy câu chuyện, phải biết hắn mới vừa rồi nhưng mà đem hết toàn lực, vận dụng vị kia tu chân giới cao nhân truyền thụ cho hắn thủ đoạn, mới chữa hết người bệnh trong cơ thể nguy hiểm tình trạng. Cho nên hắn bây giờ mới có thể như thế mệt mỏi, bởi vì là có chút kiệt lực. Thật, cư, lại có thể thật không sao. Bệnh nhân tình huống đã ổn định lại, đây quả thực thật không tưởng tượng nổi. Có trước khi bác sĩ khó tin, rồi sau đó nhanh chóng lập tức chạy đến phòng giải phẫu bên trong các loại máy trước quan sát, chỉ chốc lát sau, thì có từng trận tiếng kinh hô vang lên. Lại có thể thật không có chuyện gì, cái này, điều này sao có thể? Thật là làm cho người ta khó có thể tin. Vị này tiểu huynh, nha, không đúng, Trần bác sĩ đúng không? Thật là rất cảm tạ ngươi. Nếu không phải là ngươi, ta Cao Chí Nam sẽ phải vô hậu. Đường đường tập đoàn Thương Hải giám đốc Cao vào giờ phút này không nhịn được kích động tới cực điểm, nắm Trần Phi tay không biết nên như thế nào nói cảm tạ. Tâm trạng khó mà ức chế. Phải biết hắn Cao Chí Nam có thể chỉ có một đứa con trai như vậy, hơn nữa còn cũng lớn như vậy, như là chết, đây chẳng phải là người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Hắn cũng không muốn như thế một bó to tuổi tác còn vô hậu à. Giám đốc Cao khách khí. Vừa gặp kỳ hội, có thể giúp một tay vậy liền giúp một ít bận bịu mà thôi, không đáng nhắc tới. Trần Phi nghe vậy có chút yếu ớt mở miệng nói, lộ vẻ rất khiêm tốn. Giám đốc Cao, còn có chuyện mà ta được nói cho ngươi. Tuy nói bây giờ quý công tử cái mạng này cứu về, nhưng cái chân này, bởi vì là nghiền tính gãy xương, sợ rằng không gánh nổi, ngươi được có cái chuẩn bị tâm tư. Nhưng vào lúc này, Lưu Trường Sơn bỗng nhiên nói. Cái chân này không gánh nổi. Cao Chí Nam nghe vậy sững sốt một chút, trong con mắt hiện ra lau một cái khó chịu vẻ phức tạp, nhưng sau đó vẫn là gặp hắn miễn cưỡng cười một tiếng, nói thằng nhóc túi này có thể nhặt hồi một cái mạng đã coi như là thiên đại tạo hóa. Lưu bác sĩ, người yên tâm, ta có thể hiểu, vậy chịu đựng được. Không như vậy khoa trương, cái chân này có thể giữ được. Có thể nhưng vào lúc này Trần Phi chợt mở miệng nói. Có thể giữ được, Lưu Trường Sơn nghe vậy chợt cả kinh. Chợt không thể tưởng tượng nổi nhìn Trần Phi. Phải biết, đây chính là nghiền tính gãy xương, ở hắn xem ra nhất định phải cắt cụt. Nhưng bây giờ Trần Phi nhưng lại còn nói có thể giữ được. Chẳng lẽ, còn thật có thể giữ được sao? Không chỉ là hắn, tại chỗ những thứ khác bác sĩ cũng là trố mắt nhìn nhau,
hoàn toàn hết thảy một bộ không tin, gặp quỷ thần sắc. Loại chuyện này, cái chân kia làm sao có thể còn có thể giữ được? Tuyệt không thể nào. Trần tiên sinh, người thật có nắm chắc. Cao Chí Nam không khỏi hô hấp vô cùng dồn dập, khẩn trương tới cực điểm, chậm rãi nói. Ở hắn xem ra, nếu có thể lại đem con trai hắn chi kia chân giữ được, dĩ nhiên tốt nhất, nhưng mà cái này thật có thể làm được không? Nếu thật có thể, vậy thì thật không tưởng tượng nổi. Nghĩ đến đây, hắn lại có thể hướng Trần Phi cúi người chào thật sâu khom người đi xuống, trịnh trọng kỳ sự nói, Trần bác sĩ, như ngươi có thể đem khuyển tử chân giữ được. Ta Cao Chí Nam, thiếu ngươi một cái mạng. Lời vừa nói ra, mọi người không nhịn được thất kinh. Phải biết, đây chính là tập đoàn Thương Hải Cao Chí Nam giám đốc Cao à. Bao nhiêu người mơ ước có thể cậy thế Cao Chi, nhưng bây giờ nhưng lại có thể dùng như vậy nhún nhường thái độ nói muốn thiếu người một cái mạng, thật là để cho người khó có thể tưởng tượng một màn này là thật. Giám đốc Cao. Trần Phi nghe vậy cũng có chút sợ hết hồn, nhất thời tim ầm ầm nhảy cỡn lên, hô hấp dồn dập, nhưng hắn đi theo vẫn lắc đầu thần sắc tái nhợt cười nói, được rồi giám đốc Cao, ta hiểu ngươi thương con nóng lòng, bất quá ngươi không cần như vậy. Ta có nắm chắc có thể giữ được nhi tử ngươi con đường này. Vấn đề không lớn. Vậy nhiều cảm ơn Trần bác sĩ. Cao Chí Nam nghe vậy thở một hơi thật dài, anh Vĩ trên mặt mũi hiện ra lau một cái thở phào nhẹ nhõm vẻ. Khi lấy được vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa sau đó, Trần Phi nói có nắm chắc giữ được Cao thiếu cái chân kia, tự nhiên vậy không phải tùy tiện nói một chút, khai bậy chơi, mà là chân chính có thể làm được. Như vậy hắn hơi lại nghỉ ngơi riêng biệt giờ sau đó, liền xuất thủ lần nữa. Đem Cao thiếu chân ôm xuống, mọi người gặp chi không ngừng kêu kỳ tích. Trần tiên sinh, đây là ta tư nhân điện thoại. Sau này ở nơi này thành phố Bắc Sơn, ngươi nếu là có nhu cầu gì, hoặc là cần giúp, cũng cho có thể trực tiếp cho ta gọi điện thoại. Cao Chí Nam cho Trần Phi để lại mình tư nhân điện thoại, rồi sau đó vội vội vàng vàng rời đi. Trừ cái này ra, hắn vẫn còn cho Trần Phi để lại một bản tập đoàn Thương Hải thẻ khách quý, tỏ vẻ cảm ơn. Trần bác sĩ. Viện trưởng đem Trịnh Nghị bị khai trừ. Đến khi Cao Chí Nam rời đi sau đó, Lưu Trường Sơn vừa cười tìm được Trần Phi nói, viện trưởng hắn lần này nhưng mà 10 phần thành ý. Vì ngươi, đem một vị phó chủ nhiệm cấp bậc bác sĩ cũng bị khai trừ, xem ra hắn là thật muốn đem ngươi vị này người lưu lại à. Đuổi! Trần Phi nghe vậy cũng là sững sờ, không nghĩ tới cái đó chỉ gặp mặt qua một lần viện trưởng lại có thể đối với hắn như vậy coi trọng. Vì hắn! Lại có thể đem một cái phó chủ nhiệm cấp bậc bác sĩ tại chỗ cho mở ra, nói thật, vì thế trong lòng của hắn thật ra thì rất thoải mái. Chợt liền gặp hắn cười hì hì nói, vậy Lưu bác sĩ, liên quan tới ta nhậm chức sự việc. Ngươi yên tâm đi, ta đã giúp ngươi sắp xếp xong xuôi. Tiền lương hàng năm 300 ngàn, các loại phúc lợi năm bảo hiểm một kim, ngày nghỉ lễ du lịch. Trừ ngại vì quy củ, không thể vừa lên tới liền cho ngươi chủ nhiệm bác sĩ chức vị. Những thứ khác đãi ngộ cũng là dựa theo ta viện chủ đảm nhiệm bác sĩ cấp bậc đãi ngộ tới. Ngươi chỉ cần bảo đảm một tuần có thời gian 2 ngày làm môn trần, liền lại không có bất kỳ cứng rắn tính yêu cầu. Lưu bác sĩ cười nói. Tiền lương hàng năm 300 ngàn, một tuần môn trần 2 lần. Trần Phi nghe vậy lập tức sững sốt, tựa hồ còn chưa kịp tiếp nhận ở đây loại to lớn đánh vào. Ngoan ngoãn, cái này vừa lên tới chính là 300 ngàn tiền lương hàng năm. Còn có giống như là những chuyên gia khác chủ nhiệm bác sĩ một tuần môn trần 2 lần đặc thù đãi ngộ, cộng thêm các loại phúc lợi, ngày nghỉ lễ du lịch, năm bảo hiểm một kim đợi một chút các loại, đây hoàn toàn là thiên hạ hết nhân bánh à. Là hắn trước kia cho tới bây giờ cũng không dám tưởng tượng đãi ngộ. Phải biết, cho dù là ban đầu bọn họ sư phạm học viện y học hệ đạo sư, ở bên ngoài nghiêm túc, đứng đăn bệnh viện công tác, một tháng cũng chỉ mới 6-7 ngàn đồng tiền mà thôi. Xa xa không cách nào cùng hắn như nhau. Mà vậy Lưu Trường Sơn vừa gặp Trần Phi lại có thể không nói lời nào, lập tức trên mặt hiện ra vẻ lúng túng, còn lấy là Trần Phi không hài lòng cái này bọn họ viện trưởng cho ra đãi ngộ, liền vội vàng giải thích Tiểu Phi, mặc dù viện trưởng bây giờ chỉ có thể cho ngươi phó chủ nhiệm bác sĩ chức vị này, nhưng trong thực tế đây đúng là bởi vì là bệnh viện quy định hạn chế, ban đầu ta cũng là ở nơi này bệnh viện lên đầy 3 năm thời gian. Lại đang bên trong tỉnh bên ngoài thu được một ít y học vinh dự, xông ra một ít danh tiếng. Mới được đặc cách tăng lên làm chủ đảm nhiệm bác sĩ. Hắn hơi dừng một chút, lại nói, bất quá, trừ chức vị cái này cứng rắn tính hạn chế ra,
Chu viện trưởng cho ra những thứ khác đãi ngộ thật ra thì cũng là dựa theo chúng ta những thứ này chủ nhiệm bác sĩ tiêu chuẩn tới. Thật ra thì ta một năm tiền lương hàng năm cũng chỉ mới 350 ngàn mà thôi. Nhìn như, từ đầu tới đuôi hắn đều không cảm thấy Trần Phi bất mãn bọn họ viện trưởng cho ra đãi ngộ, chuyện này có vấn đề. Dẫu sao liền hắn cũng đối với Trần Phi y thuật thần kỳ tự thẹn không bằng, có thể người, tự nhiên có tư cách nói lên yêu cầu và làm hắn hài lòng đãi ngộ. Nghe đến chỗ này, Trần Phi đã bừng tỉnh, vội vàng hướng về phía Lưu bác sĩ mở miệng cười nói, Lưu bác sĩ ngươi hiểu lầm, ta không phải là không hài lòng, mà là quá hài lòng, kinh ngạc vui mừng không nói ra lời. Phải biết ta bây giờ cũng chỉ mới là một cái người tốt nghiệp mà thôi, có thể ở bệnh viện Tam Giáp, vừa lên tới liền phối hợp đến phó chủ nhiệm bác sĩ cái này cấp bậc, đã là đốt nhang lớn, nơi nào còn biết không thỏa mãn. Ngươi lời nói này, chỉ bằng ngươi tay kia quỷ thần khó lường bác sĩ. Cho người cao hơn nữa chức vị cũng không quá đáng, ha ha ha, vậy chuyện này cứ quyết định như vậy đi, cùng ngươi khỏe lâu có rảnh rỗi nói cho ta một chút mỗi tuần ngươi chuẩn bị rút ra kia thời gian 2 ngày tới môn trần, ta xong trở về là ngươi an bài một chút. Lưu bác sĩ nói tới chỗ này, lại thích giống như nhớ ra cái gì đó, hướng về phía Trần Phi cười nói, tiểu Phi, ta xem ngươi trước thật giống như ở trung y khoa nháo được có chút không vui, cho nên ta liền tự chủ trương đem ngươi muốn trở về. Phải đến chúng ta tâm huyết quản khoa, ngươi sẽ không trách ta chứ? Lưu bác sĩ ngươi đây là nơi nào, dĩ nhiên không biết. Trần Phi tự nhiên cảm thấy cái này không có vấn đề, lấy hắn bây giờ bác sĩ, chỉ cần có một bộ ngân châm nơi tay, trên căn bản cũng đã đối phó đổ sộ đại đa số nghi nan tạp chứng. Còn như cuối cùng mở thuốc đông y, dù sao bệnh viện dược phòng là thông, không có gì đáng ngại. Hơn nữa khoa tâm huyết quản lão đại là Lưu Trường Sơn, có hắn bảo bọc. Phiền toái sau này chuyện tự nhiên sẽ chút ít nhiều, thế nào mà không làm chứ? Tích tích tích. Đột nhiên, từ hắn khố trong túi sách lại vang lên vậy Nokia kiệt tác tiếng chuông, Trần Phi đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó xin lỗi nhìn Lưu bác sĩ một cái, sau đó liền đem khố trong túi sách điện thoại di động lấy ra, vừa thấy màn ảnh, ngẩn người, thằng nhóc này nghĩ như thế nào cho ta gọi điện thoại? Tiểu Phi, thế nào? Lưu bác sĩ xem hắn diễn cảm còn lấy là xảy ra chuyện gì, liền vội vàng hỏi. Không có sao Lưu bác sĩ, là ta trước khi bạn học bạn cùng phòng cho ta đánh tới, ta tiếp, xem hắn tìm ta có chuyện gì. Trần Phi tiếp thông điện thoại hướng về phía điện thoại micro mở miệng nói, này, xảo quyệt, thằng nhóc ngươi nghĩ như thế nào cho ta gọi điện thoại à, là không phải muốn mời ta ăn cơm à, được à, đi nơi nào. Ta bây giờ sẽ tới. Xảo quyệt. Nguyên danh Hoa Chí Nam, bởi vì là ngày thường dịu dàng, rất đòi cô gái thích, cho nên bị bọn họ lấy một cái ngoại hiệu như vậy, ở trong phòng ngủ đứng hàng lão tam, nghe nói tình huống gia đình thật không tệ, hình như là mở tiệm châu báu, chẳng qua là trừ bọn họ một cái phòng ngủ, những thứ khác bạn học cũng không biết. Còn bà nó, ngươi tại sao lại muốn ăn à? Ngươi là heo sao? Còn nữa, tối nay không phải nói muốn mở họp lớp sao? Vẫn là chúng ta đại trưởng lớp Vương Khải phát động mời. Theo tin đồn, tên này thật giống như leo lên một cái gì bắp đùi, là thành phố bệnh viện trung ương tâm huyết quản khoa bác sĩ chính sinh, muốn giới thiệu hắn đi thành phố bệnh viện trung ương đi làm chứ. Bên đầu điện thoại kia truyền tới Hoa Chí Nam tiếng kêu quái dị, khó chịu thanh âm, làm Trần Phi ngẩn người, hồi tưởng lại ngày hôm nay hình như là có như vậy một chàng họp lớp. Hoa Chí Nam trong miệng đại trưởng lớp Vương Khải, đây chính là trước bọn họ trong lớp một cái nhân vật quan trọng, học sinh nào hội phó chủ tịch. Leo núi hội đoàn trưởng, vẫn thích tốt hip hop, lắm mồm âm nhạc cái gì một đống lớn, ở trong trường học không biết bị nhiều ít nữ sinh nhỏ sùng bái, si mê, nhân duyên cực tốt. Chẳng qua là tên này nhân phẩm cũng không người, đặc biệt sĩ diện hảo không nói, còn từng có qua mấy lần đem cùng trường học nữ sinh làm lớn bụng, nhưng mà lập tức chuyện chia tay tình phát sinh, để cho người khinh bỉ. Vốn là, mọi người cũng tốt nghiệp Trần Phi phỏng đoán cũng không biết đang cùng loại người như vậy liên lạc. Có thể không nghĩ tới trước đoạn thời gian, vậy đại trưởng lớp Vương Khải chợt cho hắn gọi điện thoại mời hắn tới tham gia họp lớp, chi phí toàn miễn. Hắn trước bởi vì là tìm chuyện công tác, bận bịu được tiêu đầu khó khăn ngạch, cũng không có nhiều đem chuyện này để ở trong lòng, qua liền quên, bất quá bây giờ xảo quyệt như thế nói, nguyên lai tên kia là tới lấy le. Nói phải trái, có một câu nói một câu, lấy bọn họ loại này tam lưu tốt nghiệp đại học y dược người tốt nghiệp. Có thể leo lên thành phố bệnh viện trung ương tâm huyết quản khoa bác sĩ chính sinh cấp bậc bắp đùi, còn muốn đem hắn giới thiệu tiến vào bệnh viện nhậm chức, đây quả thật là đã là rất để cho người hâm mộ chuyện.
Nhưng mà, hắn bây giờ đều đã thành là thành phố bệnh viện trung ương phó chủ nhiệm cấp bậc bác sĩ, chức vị ước chừng so với kia cái bắp đùi cao hơn một cấp không nói, hắn đãi ngộ, trên thực tế vậy là dựa theo chủ nhiệm bác sĩ cấp bậc cho, tương đương với cái chủ nhiệm thầy thuốc. Nghĩ đến đây, Trần Phi không tự chủ được khóe miệng hiện ra lau một cái thần sắc khác thường, tràn đầy micro một chỗ khác Xảo Quyệt hỏi, Xảo Quyệt, vậy ngươi chuẩn bị buổi chiều lúc nào đi? Nha, đúng rồi, tụ họp địa phương ở đâu? Tụ họp địa phương là ở phố buôn bán bên kia, nhà hàng Hồng Hà ngươi biết chưa? Ai, thôi, như vậy, nếu không buổi chiều ngươi trực tiếp tới tìm ta đi, chúng ta cùng đi đi. Điện thoại bên kia Xảo Quyệt nói như vậy nói. Tốt lắm, được rồi. Trần Phi vậy không do dự đáp ứng, nhắc tới, bọn họ đã có rất lâu không gặp, thật muốn đọc. Trần Phi và Xảo Quyệt ước định địa điểm gặp mặt là ở trung tâm thành phố đến gần phố buôn bán Bắc Sơn công viên nơi đó. Cho nên hắn ở trung tâm thành phố bệnh viện ăn cơm trưa xong sau đó, liền cùng Lưu bác sĩ qua nói tạm biệt, một người leo lên trở lại thành phố bệnh viện trung ương xe buýt. Ước chừng nửa đã lâu thần sau đó, Trần Phi rốt cuộc ngồi xe buýt chậm đong đưa trở lại trung tâm thành phố, ở phương Bắc công viên vùng lân cận đứng xuống. Thành phố Bắc Sơn công viên, đây chính là thành phố Bắc Sơn nổi tiếng cảnh điểm cảnh khu một trong, không chỉ có các loại cây cảnh cùng loài cá. Hơn nữa còn có rất nhiều lấy cung cấp người đi đường dừng lại hoặc là rèn luyện nghỉ ngơi khu vực cùng với người bạn nhỏ đặc biệt thích sân chơi, lại thêm chi nơi đây lại chỗ ở trung tâm thành phố, nhân khí đặc biệt thịnh vượng, cho nên đều có thể coi như là thành phố Bắc Sơn ký hiệu tính khu vực một trong, phàm là Bắc Sơn người, cơ hồ có thể nói là không người không biết. Này, Xảo Quyệt ta đến, ngay tại trạm xe buýt nơi này, ngươi ở đâu? Mới vừa xuống xe. Trần Phi liền lấy ra mình Nokia điện thoại cho Hoa Chí Nam đánh, tự mình nói đã đến địa phương. Đến, đợi một chút, ta thật giống như thấy ngươi, ngay tại ngươi phía sau, này, Đại Phi. Ngay tại Trần Phi đưa mắt nhìn bốn phía hết sức, từ sau lưng hắn cùng với bên tai điện thoại thông bên trong, truyền đến hết sức vang dội tiếng gọi ầm ĩ. Trần Phi trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, vội vàng xoay người hướng sau nhìn. Này, thằng nhóc ngươi phối hợp được không tệ à? Đây là lao đi, cái này thì lái lên, có thể. Trần Phi mới vừa quay người, liền thấy một người mặc nhãn hiệu nổi tiếng áo sơ mi gầy vóc dáng nhỏ người tuổi trẻ, đang đứng ở một chiếc lao C200 kiệu bên cạnh xe, hướng về phía đầy mặt hắn tiện cười. Rất hiển nhiên, tên này chính là hắn trước lúc đi học ba vị bạn cùng phòng một trong Hoa Chí Nam, Xảo Quyệt. Cũng phải, người cũng không xem anh đây là ai, lao mà thôi, chuyện nhỏ kéo. Xảo Quyệt cười hì hì đi tới cho Trần Phi ngực một quyền. Còn nhớ được ban đầu thời điểm ở trường học, mặc dù bọn họ phòng ngủ bốn người quan hệ cũng thật không tệ, nhưng thật nếu nói, hắn vẫn là cùng Trần Phi quan hệ tốt nhất, bởi vì là người sau không chỉ một lần ở trường học giúp qua hắn, cái gì thay thi à, tốt nghiệp thiết kế à, mang cơm. Trên căn bản đại học những chuyện hư hỏng kia, có thể làm, Trần Phi cũng là hắn làm. Người tên này cũng vậy, cũng tốt nghiệp thời gian dài như vậy. Cũng không gặp ngươi cho ta gọi điện thoại. Có phải hay không thằng nhóc ngươi gần đây vậy dựa trên cái gì bắp đùi, chuẩn bị không nhận ta cái này huynh đệ. Xảo Quyệt trêu ghẹo nói. Nhắc tới, bọn họ đều đã tốt nghiệp mấy tháng thời gian, Trần Phi thằng nhóc thúi này thật giống như một lần cũng không có chủ động cho hắn gọi điện thoại, đều là hắn ngày thường cũng không có việc gì quấy rầy, nha, thằng nhóc thúi này, thật là. Được rồi đi ngươi, không phải nghe nói ngươi sau khi tốt nghiệp trở về tiếp cha ngươi ban. Cũng chưa có cho ngươi gọi điện thoại, tỉnh được ngươi tên này phối hợp không ra mặt, sau này muốn tìm một cơm phiếu cũng không có cơ hội. Trần Phi nhìn như tâm tình tương đối khá, cười hì hì nói. Làm trò đùa, ta Hoa Chí Nam là người nào? Quản lý khu mấy nhà tiệm châu báu còn không phải là bắt vào tay, cùng tựa như chơi, còn biết phối hợp không ra mặt. Ai, ta nói, gần đây lẫn vào kiểu nào, nếu là không thích hợp công tác hãy cùng ca ca phối hợp đi. Gần đây ba ta đem thành phố Bắc Sơn bên trong mấy cái này tiệm đều giao cho ta xử lý, những thứ khác không nói, để cho ngươi phối hợp cái quản lý đương đương vẫn là dư sức có thừa. Xảo Quyệt không phục nhìn Trần Phi, đột nhiên hỏi. Hắn chú ý tới Trần Phi trên người mặc quần áo quần cũng còn là cái loại đó hàng vỉa hè mặt hàng, thậm chí liền dùng điện thoại di động, đều là trước đại học dùng 4-5 cái đó đồ cổ Nokia. Nhìn trận này chiến đấu. Hắn cái này huynh đệ tựa hồ lẫn vào có chút không được à. Nếu không cũng xuất thân xã hội, ít nhất vậy được làm được cả người qua phải đi trang phục và đạo cụ, chống đỡ tình cảnh à.
cho nên hắn mới nói ra những lời này, muốn kéo mình cái này đại học thời gian tốt nhất huynh đệ một cái. Dù sao lấy hắn bây giờ tình huống, là hoàn toàn có thực lực này. Ngươi hỏi ta à, tạm được, thật hài lòng, gần đây ta mới vừa tìm một cái tốt công tác. Trần Phi nghe vậy cười một tiếng, không có nhận nói. Hắn dĩ nhiên rõ ràng mình cái này huynh đệ là ý tốt, bất quá, hắn bây giờ quả thật hỗn thượng một cái công việc tốt, thành phố bệnh viện trung ương phó chủ nhiệm bác sĩ, nói ra không biết lại có bao nhiêu người muốn hâm mộ ghen tị, tự nhiên không cần lại làm phiền mình huynh đệ. Này, ta nói thằng nhóc ngươi và ta khách khí cái gì, ngươi xem ngươi cái này mặc cái gì à, điện thoại di động cũng còn là vậy phá đồ cổ, ta không thể. Xảo Quyệt tức giận có chút ngứa răng, thằng nhóc này, khách khí với hắn cái gì à? Ngươi không thể, ta có thể nói với ngươi, ca bây giờ tiền lương hàng năm 300 ngàn, như thế nào, chỉ hỏi ngươi một câu nói, phục không phục. Trần Phi nghe vậy cười đùa hí hửng mở miệng nói. 300 ngàn, ta phục cái dám à? Ta tin ngươi mới có quỷ. Hoa Chí Nam tức giận lật liếc mắt nói. Thằng nhóc này, lúc nào học khoác lác? Ăn rồi, ăn rồi. Nói với người ta bây giờ thật lẫn vào cũng không tệ lắm, ngươi nếu là không tin, sau này tới thành phố bệnh viện trung ương cho ta gọi điện thoại, đó là địa bàn ta, ca ca che chở ngươi. Trần Phi ôm mình bả vai của huynh đệ cười hì hì nói, một bên thúc giục, được rồi, đi nhanh đi. Ngươi thật đúng là đừng nói, ta đời này cũng còn không ngồi qua xe Mercedes, ngày hôm nay vừa vặn để cho ta nếm một chút tươi. Ngươi cái tên nhà quê, ta nhớ được ngươi không phải có bằng lái sao? Có muốn đi lên hay không thử một chút, xem lái xe này có thoải mái hay không? Gặp Trần Phi như vậy, Xảo Quyệt cũng chỉ tốt sáng suốt kết thúc cái đề tài này, không muốn ở tổn thương đạt tới mình huynh đệ mặt mũi. Xem ra hắn là lấy là Trần Phi ở mạnh trống, không muốn ở hắn cái này đại học thời gian tốt nhất huynh đệ trước mặt mất mặt. Chẳng qua là, người thằng nhóc túi này lại là cần gì chứ? Xem ra chỉ có thể ngoài ra nghĩ biện pháp giúp hắn. Ta tới, thôi. Ta đối với lái xe có thể không có hứng thú gì, vẫn là ngươi cho ta làm tài xế tới thoải mái, bất quá, ngươi sớm như vậy đem ta gọi ra làm gì. Khoảng cách thời gian ăn cơm, không phải còn có mấy giờ sao? Trần Phi một bên ngồi lên xe Mercedes kế bên người lái, vừa nói. Còn có thể làm gì, mang ngươi đi mua hai bộ quần áo. Hoa Chí Nam mặt không cảm giác liếc mắt một cái Trần Phi trên người hàng vỉa hè làm ra vẻ, chân thực có chút không thể nhịn được nữa. Mở miệng như thế nói. May mắn anh tốt có trước thấy rõ ràng, nếu không, người tên tiểu tử thúi này mặc cái này thân quần áo đi tham gia họp lớp, vậy tên gì chuyện à? Còn không bị người khác cười đến rụng răng, hắn Hoa Chí Nam có thể không ném nổi người này. Mua quần áo, Trần Phi nghe vậy đầu tiên là sững sốt một chút, rồi sau đó hắn liền biết rõ mình huynh đệ ý nghĩa, trong lòng sinh ra một cổ ấm áp, vậy không có cự tuyệt. Mua quần áo liền mua đi. Mặc dù hắn còn không có dẫn đến ở trung tâm thành phố bệnh viện đi làm đệ nhất bút tiền lương, nhưng dầu gì hắn trước vẫn là gửi một bút năm con số phát tài, chỉ là dùng để mua quần áo hoàn toàn dư sức có thừa. Phải biết, ca bây giờ cũng là không thiếu tiền người. Cẩm Tú Thiên Thành, có thể nói là thành phố Bắc Sơn phồn vinh nhất mấy nhà buôn bán thành một trong, rực rỡ muôn màu liệt kê trước các loại xa xí phẩm, nhãn hiệu nổi tiếng nam làm ra vẻ nữ làm ra vẻ, cùng với các loại lắp thêm bộ thức ăn ngon tiệm. Phòng thể dục, ngôn ngữ câu lạc bộ, KTV, đại dương công viên đợi một chút các loại. Nơi này có thể nói là trung tâm thành phố nhất đáng đi dạo một trong những địa phương, bởi vì làm cho này đồ đều rất đắt, người bình thường hơn phân nửa không mua nổi. Nếu là cấp cho mình đại học thời gian tốt nhất huynh đệ mua quần áo, chống đỡ mặt mũi, Hoa Chí Nam lần này nhìn dáng dấp cũng là đánh bạc đi, lái xe thẳng tắp xiết hướng nơi này, đi thẳng tới Cẩm Tú Thiên Thành lầu 3. Đại Phi, ngươi xem ở đây quần áo như thế nào? Đi chọn một bộ, ca trả tiền. Đi tới Cẩm Tú Thiên Thành lầu 3 sau đó, Hoa Chí Nam vung tay lên, hào khí nói. Cẩm Tú Thiên Thành tổng cộng có lầu 7, trong đó tầng thứ 3 toàn bộ đều là bán nam làm ra vẻ, trên căn bản trong ngoài nước các loại nổi tiếng thương hiệu đều có, rực rỡ muôn màu, chủng loại nhiều. Dĩ nhiên, giá cả cũng có chút đắt tiền ngoại hạng. Ngoan ngoãn, 5.800 một kiện tay ngắn. Bên ngoài bộ muốn 13.000. Trần Phi dĩ nhiên không khách khí, chỉ gặp hắn tiện tay lật nhìn vừa gặp của mình thích tay ngắn và bên ngoài bộ, lại muốn mắc như vậy, nhất thời làm hắn có chút hơi chắc lưỡi hít hà đứng lên. Xem ra, hắn trong túi chút tiền đó, tựa hồ còn chưa đủ à. Hừ,
lại một cái tên nhà quê, không mua nổi liền đừng tới mù tham gia náo nhiệt, thật phiền người. Ngay tại lúc này, từ một bên truyền tới một đạo không vui thanh âm, nhưng là xuất từ một cái bán hàng ăn mặc cô gái xinh đẹp. Nàng lời này mặc dù nói được nhỏ giọng, nhưng vẫn bị Hoa Chí Nam nghe được, người sau sắc mặt giận dữ, chặn bất mãn nói, ngươi có ý gì? Có ngươi nói như vậy. Hoa Chí Nam trên người mặc quần áo còn chưa tiện nghi, đều là nhãn hiệu nổi tiếng, vậy bán hàng ngược lại là liếc mắt một cái liền nhìn ra, bị quát sau trang điểm diêm dúa trên mặt hiện ra vẻ do dự, nhưng làm nàng đi theo thấy được Trần Phi trên người hàng vỉa hè hàng sau đó, đánh trong lòng đáy mắt khinh bỉ. Nàng đi theo mặt lạnh mở miệng nói, ta có nói sai sao? Nơi này quần áo đều rất đắt, chỉ bằng hắn loại này cả người quần áo hàng vỉa hè tên nhà quê làm sao có thể mua nổi. Ngươi nói gì? Hoa Chí Nam trong lòng tức giận, liền muốn nổi giận. Hắn dĩ nhiên biết Cẩm Tú Thiên Thành quần áo rất đắt, mình huynh đệ không mua nổi, cho nên hắn trước mới nói mình trả tiền, có thể lời như vậy, hắn bây giờ làm sao có thể ngay trước người ngoài mặt nói ra. Đây chẳng phải là đánh mình huynh đệ mặt. Mụ, Cẩm Tú Thiên Thành cao như vậy đương địa phương, lại còn cũng như này tư chất bất lương bán hàng, không được, nhất định phải khiếu nại hắn. Ta có nói sai sao? Đây chính là tập đoàn Thương Hải bên dưới Cẩm Tú Thiên Thành, đi đường cao cấp. Hắn mua được nơi này một khối vải, vậy bán hàng vừa gặp xé rách ra mặt, dứt khoát chỉ cao khí ngang nói. Ngươi, Hoa Chí Nam sắc mặt âm trầm như nước, đang muốn bùng nổ, lại bị bên cạnh Trần Phi ngăn lại. Chỉ gặp người sau nhìn cái đó một mặt chỉ cao khí ngang bán hàng, một mặt nghiền ngẫm mở miệng nói, ngươi nói cái này Cẩm Tú Thiên Thành, là tập đoàn Thương Hải mở. Tập đoàn Thương Hải à? Tập đoàn Thương Hải, ai ngươi nói vận khí này, tại sao lại cho và nó đụng phải đâu? Thật là, ha ha. Coi là ngươi thức thời, biết cái gì là tập đoàn Thương Hải sao? Đây chính là chúng ta thành phố Bắc Sơn xí nghiệp dẫn đầu, thị giá hơn 1 tỷ. Vậy bán hàng không nghe được Trần Phi trong lời nói nghiền ngẫm, chỉ lấy làm mắt trước cái này hai tên bị sau lưng nàng núi dựa tập đoàn Thương Hải dọa sợ. Một mặt dương dương đắc ý, kiêu ngạo nói, tốt lắm, ta ngày hôm nay tâm tình tốt. Vậy lười phải cùng các người hai người so đo, mau đi ra đi, đừng chậm trễ những cái kia tôn quý khách nhân đến mua quần áo. Nguyên lai ngay tại nàng mắt chó coi thường người trong lúc nói chuyện, Cẩm Tú Thiên Thành lầu 3 đã có những thứ khác quý khách xuất hiện, hơn nữa vừa thấy chính là cái loại đó có thể ném một cái thiên kim cường hào, nhất thời làm cái này bán hàng trước mắt sáng lên, chuẩn bị hiến mị tiến tới, xem có thể hay không làm thành cái này một làm ăn. Nơi này có quản lý sao? Có thể nói chuyện người, có ở đó hay không? Nhưng vào lúc này, Trần Phi thanh âm nhàn nhạt chợt ở trong không khí vang lên, làm vậy bán hàng sắc mặt mãnh đổi. Làm gì, các người còn muốn gây chuyện, người đâu, cho ta đem bọn họ đuổi ra ngoài. Người lấy là người coi là cái gì, cũng không xem nơi này là địa phương nào, thật lấy là chúng ta Cẩm Tú Thiên Thành quản lý là người muốn gặp thì gặp. Vậy bán hàng thái độ lập tức đổi được khuôn mặt khó ưa đứng lên. Phải gọi người đem Trần Phi bọn họ đuổi ra ngoài. Ngươi nói gì, ngươi có ý gì? Xảo Quyệt một mặt tức giận nhìn phục vụ viên kia, trong lòng nhưng vẫn là có chút chột dạ, phải biết, nơi này chính là Cẩm Tú Thiên Thành, tập đoàn Thương Hải bên dưới lá bài chủ chốt trung tâm mua sắm, lại làm sao có thể cho phép có người ở nơi này gây chuyện. Đại Phi, nếu không, chúng ta được rồi, tập đoàn Thương Hải chúng ta không chọc nổi. Xảo Quyệt mặc dù tức giận, kích động, nhưng hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn cúi đầu, nhỏ giọng hướng Trần Phi nói. Gia cảnh của hắn mặc dù không tệ, nhưng cũng chỉ là cái loại đó thông thường thương nhân thế gia, thậm chí ở quan trường lên cũng không có gì dáng dấp giống như núi dựa, căn cơ rất mỏng, tự nhiên không dám cùng tập đoàn Thương Hải loại này siêu cấp boss lớn có bất kỳ mâu thuẫn xích mích, dẫu sao, nhà bọn họ còn có làm ăn dựa vào tập đoàn Thương Hải đây. Xảo Quyệt, không có sao, tin ta một lần. Ngày hôm nay chuyện này giao cho để ta giải quyết. Nhưng mà Trần Phi nhưng hướng mình anh em mở miệng như thế, ánh mắt hết sức sắc bén, làm người sau lập tức ngẩn người, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Không phải đâu, chẳng lẽ thằng nhóc này thật ôm lên cái gì bắp đùi, liền tập đoàn Thương Hải cũng dám như vậy mâu thuẫn, xúc phạm một chút. Thằng nhóc, nghe Lan tỷ nói các người ở nơi này gây chuyện, thức thời lập tức rời đi cho ta, nếu không, cũng đừng trách mấy người chúng ta không khách khí. Ngay tại lúc này, mấy cái mặt đầy hung tợn Cẩm Tú Thiên Thành bảo an xuất hiện, đầu tiên là hiến mị lấy lòng vậy bán hàng Lan tỷ một hồi, rồi sau đó lập tức hướng Trần Phi hai người hung thần ác sát, thái độ không nói ra kẻ ác.
nhưng mà, Trần Phi nhưng chỉ là lãnh đạm nhìn bọn họ một cái, khóe miệng buộc vòng quanh vẻ khinh thường sắc thái, nhẹ giọng nói, ta muốn là các ngươi, cũng sẽ không như thế ngu xuẩn, vừa lên tới hãy nói ra như thế không có cùng rõ ràng đường sống, xem ra các người là ở nơi này Cẩm Tú Thiên Thành làm bảo an an nhàn thói quen, thật lấy tại sao người đều có thể đắc tội. Người có ý gì, chúng ta cũng chỉ là làm việc công. Nghe được Trần Phi như vậy khí thế đủ một phen, vậy mấy cái mặt đầy hung dữ hộ vệ ở giữa quản lý lập tức cả người giật mình một cái, nhìn Trần Phi nhìn thêm một cái, mở miệng nói, xem ra vị khách này là thật muốn cho quản lý tới, tốt lắm, nếu quý khách có nhu cầu, ta bây giờ rồi mời. Vương ca, ngươi làm gì, chỉ bằng bọn họ hai người làm sao có tư cách gặp quản lý, ngươi đừng đi. Vậy bán hàng cũng có chút luống cuống, nhìn Trần Phi một mặt cười lạnh thần sắc không khỏi trong lòng chột dạ, nhưng nàng vẫn là mạnh chống, hướng về phía Trần Phi hai người quát lạnh, hừ, đợi một chút sẽ quản lý tới, xem hai người phải thu xếp như thế nào. Chúng ta quản lý thân phận gì, há là các người loại người này muốn gặp liền gặp được. Vậy làm sao? Cách đó không xa, một cái ăn mặc kỳ phạm hy, mang mắt kiếng gọng vàng hơn 20 tuổi chàng trai chú ý tới Trần Phi bọn họ bên này sự tình phát sinh, nhiều hứng thú hướng đồng bạn nói. Hẳn là cãi vả đi, ô, đó không phải là Kim Nam Châu Báu Hoa Chí Nam sao? Chẳng lẽ thằng nhóc kia bị cái này được bán hàng coi thường? Có ý tứ, vậy hắn bên người cái đó người mặc quần áo hàng vỉa hè người lại là ai, thế nào thấy hắn mới giống như là chủ sự à? Một người khác nhiều hứng thú nhìn sang, hắn lại có thể biết Hoa Chí Nam, một mặt buồn cười nói. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Ngay tại lúc này, một người cao đủ 1m8 hơn 30 tuổi anh Tuấn chàng trai đi tới, vậy bán hàng lập tức mặt mũi đổi được quyến rũ, nghênh đón. Quản lý ngươi tới, cái này hai người ở nơi này gây chuyện. Vậy bán hàng nhất thời một đôi tay trực tiếp ôm hướng đối phương, đầy đặn tròn trịa chèn ép đối phương khuỷu tay, thanh âm lập tức đổi được thanh thúy cổ tay chuyển, kẻ ác cáo trạng trước. Gây chuyện. Quản lý kia không lưu dấu vết khẽ cau mày, hướng Trần Phi hai người nói, hai vị xin lỗi. Hắn là mới tới, không hiểu chuyện mà. Như vậy mặc dù hắn thái độ cũng không tệ lắm, có thể điều này cũng làm cho nhẹ bỗng hai câu, một câu không hiểu chuyện mà, một câu xin lỗi, thì xong rồi. Trần Phi không nhìn được con mắt lạnh lùng. Trách không được chính là một cái bán hàng, cũng dám đối với chúng ta những thứ này quý khách như vậy phách lối, nguyên lai, là có chỗ dựa à. Trần Phi lời vừa nói ra, lập tức làm quản lý kia hơi biến sắc mặt, lời nói bây giờ đổi được hơi có như vậy điểm không quá khách khí, hướng về phía Trần Phi lạnh lùng nói, vị khách này, xin ngươi hãy nói chuyện cẩn thận nói. Chúng ta đây là thương trường, không có gì dựa vào không núi dựa, chỉ có khách mới là thượng đế. À, chỉ có khách mới là thượng đế. Trần Phi trong miệng tái diễn những lời này, trên mặt hiện ra lau một cái giễu cợt. Đại Phi. Đứng ở Trần Phi bên cạnh xảo quyệt kéo hắn một chút, sợ hắn hành động theo cảm tình. Nếu chỉ có khách, mới là thượng đế, vậy tốt, lầu ba này có nhiều ít quần áo, toàn bộ cho ta bọc lại, ta muốn hết. Coi như sau đó một khắc, Trần Phi trong miệng lại nói lên tới lời như vậy, không chỉ là quản lý kia cùng bán hàng sắc mặt tại chỗ biến đổi, liền liền vậy cách đó không xa đang bị những thứ khác bán hàng mang trọn quần áo mắt kiếng gọng vàng, kỳ phạm hy chàng trai hai người. Nghe nói như vậy đều sững sốt sững sờ, không tự chủ được lần nữa hướng Trần Phi bên kia nhìn lại. Phải đem Cẩm Tú Thiên Thành lầu ba tất cả quần áo toàn bao, thằng nhóc kia lai lịch gì à, giọng lại có thể lớn như vậy. Quý khách, xin ngươi hãy không dễ lái đùa giỡn. Quản lý kia giờ phút này sắc mặt trở nên có chút khác thường, bởi vì là Trần Phi khẩu khí này thực sự quá lớn, thậm chí, lớn đến hắn có chút sợ hãi. Dù sao có thể ở nơi này Cẩm Tú Thiên Thành phối hợp đến quản lý, cũng không phải người ngu, nếu như người bình thường, ai dám ở nơi này Cẩm Tú Thiên Thành nói ra những lời này? Không thể nào. Vương ca, người còn đứng ngây ở đó làm gì? Mau đưa cái này hai cái quấy rối người đuổi ra ngoài, lại dám nói phải đem chúng ta Cẩm Tú Thiên Thành lầu ba quần áo toàn bao, hắn lấy là. Vậy bán hàng mới vừa lấy là mình bắt được cơ hội, một mặt đắc ý. Rượt dây đứng ở một bên hộ vệ để cho bọn họ đem Trần Phi hai người đuổi ra ngoài. Coi như sau đó một khắc, nàng lại bị bên cạnh mình ôm người kia, nói chuyện hung hãn cắt đứt. Cho ta im miệng. Chỉ gặp quản lý kia giờ phút này chán đang toát mồ hôi lạnh, một mặt cây Eliota sợ nhìn Trần Phi lấy ra màu vàng tấm thẻ, khóe miệng khô khốc Eliota Eliota, chợt hất ra mình bán hàng, cong thấp hông của mình,
hướng về phía Trần Phi một mặt cười xòa nói, cái này, vị tôn quý quý khách xin chờ một chút, ta lập tức đi là ngươi chuẩn bị lầu ba này tất cả quần áo. Quản lý ngươi làm gì? Vậy bị quản lý hất ra bán hàng mới vừa đặt mông ngã xuống đất, điều kiện phản xạ muốn nổi giận, có thể làm nàng tiếp theo nghe được quản lý sau đó, nhưng ngây ngẩn, thanh âm run rẩy mở miệng nói. Chẳng lẽ vậy cả người quần áo hàng vỉa hè tiểu tử thật là nhân vật lớn gì, hắn, thật có thể bao lầu ba tất cả quần áo, cái này. Không thể nào đâu. Đại Phi, ngươi, giờ phút này liền xảo quyệt cũng là một mặt cây ết yêu ta sợ, không nghĩ tới lại có thể sẽ phát sinh loại chuyện này. Cái này cũng thật không tưởng tượng nổi đi, phải biết, đây chính là thành phố Bắc Sơn lớn nhất buôn bán thành một trong, tất cả đều là người bình thường trong mắt xa xí phẩm và cao cấp. Nếu như muốn bao lầu ba này tất cả quần áo, phỏng đoán không mấy triệu, còn không thật không thể nào. Nhưng bây giờ, vậy trước còn một mặt lãnh sắc quản lý, ở gặp được Trần Phi trong tay màu vàng nhạt tấm thẻ sau đó, lại thái độ lập tức có 180 độ chuyển biến lớn, lập tức phải đi là hắn chuẩn bị tất cả lầu ba quần áo. Cái này, tình huống gì, giả chứ? Đồ chơi này là Cao Chí Nam đưa cho ta cũng không biết cụ thể có ích lợi gì. Bất quá, bây giờ nhìn lại thật giống như có thể hữu dụng à. Trần Phi một mặt cảm thán nhỏ giọng nói. Trước ở bệnh viện lúc này hắn vốn lấy là đối phương là tiện tay đưa cho hắn, lại không nghĩ rằng giờ phút này lại có thể năng lượng lại có thể to lớn như vậy. Cao Chí Nam cho ngươi. Xảo quyệt cảm giác đầu mình có chút không đủ dùng, thương, tập đoàn Thương Hải Tổng Giám Đốc Cao Chí Nam. Cái loại đó nhân vật trong truyền thuyết, lại có thể sẽ cùng mình huynh đệ có tiếp xúc, cái này. Quá kinh người. Quản lý, ta. Mà vậy bán hàng hiển nhiên bị giờ phút này một màn sợ ngây người, cả người phát run, thân thể mềm mại run rẩy. Cho ta im miệng, bắt đầu từ bây giờ, người đã bị đuổi, lập tức cho ta cút đi. Nhưng mà, quản lý kia phản ứng lại xa xa muốn so với mọi người tưởng tượng kịch liệt, chỉ gặp hắn lại có thể trực tiếp đem vậy bán hàng đuổi, làm người sau sợ hết hồn, sợ choáng váng. Thật xin lỗi, là ta có mắt không tròng, thật xin lỗi. Quản lý van cầu ngươi, không nên khai trừ ta, dù sao cũng không nên khai trừ ta. Vậy bán hàng cơ hồ phải ra khóc lên, vừa hướng Trần Phi nói xin lỗi, một nằm xuống đất giữ được quản lý bắp đùi cầu xin tha thứ, thầm chửi mình miệng thúi, trông mặt mà bắt hình dong. Có thể ở Cẩm Tú Thiên Thành loại xa xỉ phẩm này tiệm làm bán hàng, là nhiều ít trẻ tuổi mạo mỹ phụ nữ mơ ước, không chỉ là lương cao. Vẫn có thể tiếp xúc tới chân chính xã hội thượng lưu, chân chính người có tiền. Nhưng bây giờ, tốt đẹp như vậy công tác lại bị chính nàng tự tay tống táng, nàng thật muốn hung hăng cho mình một bạt tai, tại sao phải hèn như vậy, tại sao phải mắt chó coi thường người. Phong ca, ta không hoa mắt chứ, thằng nhóc kia trong tay là tập đoàn Thương Hải cao cấp thẻ khách quý. Mắt kiếng gọng vàng chàng trai bên cạnh đồng bạn sắc mặt vô cùng gây ết yêu ta sợ. Ánh mắt ngơ ngác nhìn Trần Phi trong tay vậy tấm thẻ vàng, tựa hồ không dám tin tưởng, loại vật này lại có thể sẽ xuất hiện ở một cái cùng bọn họ cùng lứa hơn 20 tuổi chàng trai trên tay. Phải biết, đây chính là tập đoàn Thương Hải cao cấp thẻ khách quý, nghe nói toàn bộ tỉnh Giang Nam cũng mới chỉ có truyền lưu ra 3, 4 tờ, lại mỗi một cái người cầm được đều là đại nhân vật, thâu tóm trước chính thương hai giới, là cái loại đó chân chính có tư cách ở mỗi người lãnh vực mây mưa. Dậm chân một cái, chỗ khu vực thành phố cũng biết động ba động siêu cấp nhân vật cường thế. Có thể những người đó đều là thế hệ trước, tối thiểu đều là cùng hôm nay Cao Chí Nam cùng đời quật khởi nhân vật, duy nhất một người trẻ tuổi, vẫn là thay trong nhà cầm, bởi vì phải tránh hiểm nghi. Nhưng hôm nay xuất hiện ở bọn họ trước mắt người trẻ tuổi này là ai? Lại có thể có được tập đoàn Thương Hải cao cấp thẻ khách quý, cho dù là lấy gia cảnh của hắn và thân phận, cũng cảm thấy cái này thật không thể tưởng tượng nổi. Thật là làm cho người ta giật mình. Người nọ không đơn giản à. Cho dù là trước Mạc Ngôn muốn một bản tập đoàn Thương Hải cao cấp thẻ khách quý, đều bị Cao Chí Nam cự tuyệt, có thể tưởng tượng được này thẻ là có bao nhiêu khó mà lấy được. Không nghĩ tới thật có bạn cùng lứa tuổi có thể có được loại thẻ này, chẳng lẽ, hắn cũng là thay trong nhà mình cầm. Vậy mắt kiếng gọng vàng chàng trai tự lẩm bẩm, nhìn Trần Phi hình bóng xuất thân. Nếu bàn về bối cảnh, hắn so đồng bạn mình lợi hại rất nhiều. Cho nên hắn mới cũng biết vậy tập đoàn Thương Hải cao cấp thẻ khách quý khó khăn được tính. Hắn là thật không nghĩ tới, này thẻ lại có thể đang cùng hắn bạn cùng lứa tuổi trên tay thấy,
đây quả thật là làm cho người ta khó có thể tin. Cùng lúc đó, vậy cả người còn đang run rẩy, sau lưng toát mồ hôi lạnh quản lý, hoàn toàn không để ý mình âm thầm cùng vậy bán hàng giao tình, cường ngạnh đem nàng cho sa thải. Cùng hắn làm xong hết thảy các thứ này sau đó, hắn mới rụt rè e sợ nhìn về Trần Phi, dùng một loại kính sợ diễn cảm cười xòa nói, vị này tôn quý người, người phải biết quần áo, không biết cần chúng ta đưa đi nơi nào. Cẩm Tú Thiên Thành cũng coi là tập đoàn Thương Hải bên dưới đầu rồng trung tâm mua sắm, hắn có thể ở chỗ này hỗn thượng một cái thống quản thứ ba tầng lầu quản lý, tự nhiên cũng coi là tập đoàn Thương Hải nhân vật trung tầng, dĩ nhiên biết Trần Phi trong tay vậy tấm thẻ đen, đại biểu cái gì. Mặc dù ở hắn gia nhập tập đoàn Thương Hải nhậm chức đến bây giờ mấy năm trong thời gian, hắn một lần cũng không có chân chính mắt gặp qua tấm thẻ đen này, nhưng hắn ở ban đầu nhậm chức huấn luyện, trọng yếu nhất một giờ học, chính là dạy bọn họ loại này trung tầng nhân viên như vậy phân biệt tấm thẻ đen này thật giả, hắn tuyệt đối không thể nào nhận sai. Tấm thẻ đen này, đại biểu có thể ở tập đoàn Thương Hải dưới cờ tất cả tiêu xài không tính tiền. Tấm thẻ đen này, đại biểu người cầm được tùy thời có thể ở tập đoàn Thương Hải sách đi 30 triệu. Tấm thẻ đen này, đại biểu tập đoàn Thương Hải cao chí nam, những thứ khác vô luận là người bất kỳ, đều phải cung kính mà gặp, không thể có bất kỳ xúc phạm. Đây là tượng trưng một loại thân phận. Là hắn loại người này căn bản chạm đến không tới xa xôi cao độ. Được rồi, người hẳn biết ta nói đúng nói lấy. Bất quá, cái thẻ này đều là gắng gượng hữu dụng. Vừa gặp vậy bán hàng bị đuổi, Trần Phi trong lòng lửa vậy yếu đi không thiếu, mở ra cười giỡn nói. Đúng vậy, tôn quý quý khách, cái thẻ này là ta tập đoàn Thương Hải đẳng cấp cao nhất thẻ khách quý, có thể ở tập đoàn dưới cờ bất kỳ sản nghiệp nào tiêu xài, cũng miễn phí, ngoài ra, người vậy tùy thời có thể ở chúng ta tập đoàn Thương Hải sách đi nhất cao không quá 30 triệu tiền mặt. Chỉ cần là cái thẻ này người cầm được, chúng ta cũng biết toàn lực thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Quản lý kia càng nói càng tim đập rộn lên, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Cái gì, 30 triệu, Liên Liên Xảo Quyệt nghe vậy giật nảy mình, diễn cảm giống như là thấy quỷ như nhau. Phải biết coi như là nhà bọn họ tất cả sản nghiệp cộng lại, vậy không thể nói có thể hay không có cái 30 triệu, nhưng bây giờ, hắn huynh đệ bằng vào một bản thẻ liền có thể ung dung đạt được. Đây quả thật là làm cho người ta cảm thấy không tưởng tượng nổi. 30 triệu, lần này, Liên Liên Trần Phi đều bị hung hăng sợ hết hồn, không nghĩ tới cái thẻ này uy lực lại có thể lớn như vậy, lại có thể đạt tới loại trình độ này. Xem ra vị kia giám đốc cao là thật có chút cao xem ta à. Trần Phi K.S.I.O. ta sợ trong lòng lẩm bẩm một tiếng, hứng thú đột nhiên đổi được kích động cùng hưng phấn. Đây chính là 50 triệu à, hắn đời này cũng không gặp được nhiều tiền như vậy, chỉ tiếc không có ở ngân hàng của hắn trong thẻ, nếu không, liền tốt đẹp hơn. Để cho người giúp ta chọn một bộ quần áo đi, ta chỉ có 10.000 đồng tiền, kêu nàng nhìn tới. Kích động tới đây, Trần Phi vui vẻ hướng quản lý kia mở miệng. Hắn vốn là muốn mua quần áo, bây giờ có cái có sẵn, hiểu được người, tại sao không cần. Là, quý khách xin chờ một chút, ta lập tức tự mình đi là ngài chuẩn bị. Quản lý kia dĩ nhiên không thể nào để ý cái gì 10.000 khối không đồng nhất vạn khối, cho dù là để cho hắn lấy lại. Tiền này đều phải chút nào không hàm hồ dán lên à. Lanh lẹ đi là Trần Phi chuẩn bị quần áo đi. Hoa Chí Nam, thật lâu không gặp, người cũng tới cái này mua quần áo. Ngay tại lúc này, đột nhiên có một đạo sang sáng thanh âm từ phía sau bọn họ truyền tới. Xảo Quyệt nghe vậy ngẩn người, quay đầu lại, lập tức trên mặt hiện ra một loại bất ngờ vẻ, vội vàng nhiệt tình nói, Tiếu ca, là ngươi à, quả thật đã lâu không gặp, thật trùng hợp. Hắn trong miệng Thiếu ca, chính là vị kia Kỷ Phạm Hy, mắt kiếng gọng vàng thanh niên đồng bạn. Hắn trong nhà mình là mở châu báu được, mà đối phương trong nhà nhưng là mở phòng đấu giá, ở toàn bộ tỉnh Giang Nam đều rất có thế lực và tài lực, thậm chí bởi vì là nghiệp vụ thường có lui tới quan hệ, nhà bọn họ có thật nhiều sự việc cũng biết cầu đến đối phương, cho nên hắn mới có thể thư thái thả thấp như vậy, bởi vì là đối phương tầng thứ quả thật muốn so với hắn cao hơn rất nhiều. Được rồi. Người vậy đừng như thế khách khí, ngày hôm nay có Phong ca ở nơi này, ta có thể không sức lực để cho ta kêu ca. Tới, ta cho người giới thiệu một chút, vị này là Hoàng Phong, Phong Thiếu. Vậy Thiếu ca cười hì hì đánh Xảo Quyệt một chút, ánh mắt nhưng ở mịt mờ đánh giá Trần Phi. Phong Thiếu, họ Hoàng, chẳng lẽ là Hoàng Phó Thị trưởng Công Tử? Xảo Quyệt nghe vậy giật mình cả kinh,
bởi vì là hắn từng nghe qua thành phố Bắc Sơn Hoàng phó thị trưởng công tử, thật giống như liền kêu danh tự này, Hoàng Phong,